Quan thần, hạ tưởng. Tập 51. Bạch Chiến Mặc tức giận đến nửa khóc nửa cười, rõ ràng là Thi Trường Nhạc này muốn vuốt mặt ông ta, muốn nói cho ông ta rằng, không thể không nghe lời bí thư nói, phòng tài chính vì trợ giúp sự nghiệp cho phòng giáo dục, đã xuất ra tiền của chính mình, ngay cả xe còn không nổ máy được, phải đi xe đạp để đến phòng giáo dục đưa tiền, thật sự là tình nghĩa sâu nặng. Đúng là chó má, Bạch Chiến Mặc thầm mắng Thi Trường Nhạc một hồi lâu, lại không có cách nào chỉ Thi Trường Nhạc. Thi Trường Nhạc rất láu cá, cũng lắm chiêu, giống như một con nhím vậy, đâm người ta nhưng người ta lại không làm gì được. Nếu lại bắt buộc anh ta, chẳng may anh ta làm ra chuyện long trời lở đất nào đó, Thi Trường Nhạc không sợ mất mặt chỉ là diễn trò, còn ông ta thì bị xấu hổ vô cùng không dám đi gặp người khác. Bạch Chiến Mặc liền cảm thấy bị đè nén vô cùng, rồi lại cảm thấy không có chỗ giải phóng, vừa lúc đứng ở cửa sổ hướng nam nhìn ra xa. Phía nam này là nơi có thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đây là chỗ mà ông ta thường nhìn ngắm khi đứng ở cửa sổ đón ánh mặt trời, nhìn ra xa ở phía nam cảm thấy thành ủy sao mà gần trong gang tấc, cảm thấy cấp trên có dự ý nhất trí, đó là con đường bay lên không dứt của ông ta. Đột nhiên Bạch Chiến Mặc phát hiện, bên kia bờ sông là cao ốc Hỏa Thụ có cái gì đó không đúng, hôm nay mới phát giác cao ốc Hỏa Thụ đã đến tầng 7 tầng 8, chẳng bao lâu sau, nếu lên trên 10 tầng sẽ ngăn cản tầm mắt ông ta. Khiến cảm nhận về trung tâm quyền lực thành ủy và ông ta này sinh ra ngăn cách. Hơn nữa ông ta cũng biết cao ốc Hỏa Thụ sẽ cao 40 tầng, ngẫm lại thì tòa nhà 40 tầng đứng sừng sững ở bên kia bờ sông, chẳng những ngăn cách tầm mắt của ông ta với thành ủy, còn hình thành kiểu thái độ từ trên cao nhìn xuống tòa nhà quận ủy. Bạch Chiến Mặc liền có cảm giác như trong lòng bị cái gì chặn lại vậy, vô cùng không thoải mái, liền cho rằng sau khi cao ốc Hỏa Thụ khánh thành, sẽ phá hỏng phong thủy của quận ủy. Sẽ cản trở con đường làm quan của ông ta. Bạch Chiến Mặc còn có một loại dự cảm, cho rằng chính là cao ốc Hỏa Thụ làm ảnh hưởng đến tình hình thực tế và sự nghiệp của ông ta, mới dẫn đến gần đây mọi việc không thuận lợi, ông ta liền cảm thấy muốn ngăn cản cao ốc Hỏa Thụ hoàn thành 40 tầng, nói không chừng sẽ gây trở ngại đến con đường bay lên của ông ta. Người ta sợ những vấn đề tâm lý, còn Bạch Chiến Mặc lại tự mình tự kỷ ám thị. Lại càng cho rằng sự tồn tại của cao ốc Hỏa Thụ gây trở ngại cho phong thủy của quận ủy, cản trở ánh mắt của ông ta hướng tới thành ủy, cản trở con đường bay lên của ông ta, nhất định phải chèn ép mới được. Bởi vì nếu thật sự cao ốc Hỏa Thụ xây xong 40 tầng, liền sẽ giống như cây cột trụ trời, khí thế đầy áp, tuyệt đối sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực lớn đến phong thủy của quận ủy. Nên Bạch Chiến Mặc mới tìm đến Trần Cẩm Minh, chủ tịch của tập đoàn Kim Thụ nói chuyện, bảo anh ta sửa chữa bản vẽ, thay đổi tiến độ. Hạ độ cao xuống, vì đại cục của quận hạ mã mà hy sinh cái tôi. Trần Cẩm Minh hình như cũng không phản đối mạnh mẽ lắm, chỉ nói để nghiên cứu đã. Bạch Chiến Mặc liền coi như là Trần Cẩm Minh đã thỏa hiệp, liền gọi Hạ Tưởng tới muốn có được sự ủng hộ của Hạ Tưởng, hơn nữa còn tự nhận là dùng ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa để giảng đạo lý cho Hạ Tưởng, nói ra đại cục, không ngờ Hạ Tưởng từ chối thẳng thừng, khiến trong lòng ông ta căm tức, càng quyết tâm phải bước tập đoàn Kim Thụ đi vào khuôn khổ. Không tin một bí thư quận ủy như ông ta, không thể khiến cho một doanh nghiệp tư nhân ở trên chính địa bàn của mình cúi đầu sao. Bạch Chiến Mặc không biết sau khi Hạ Tưởng trở về phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi cho ổn định, Trần Thiên Vũ đã gõ cửa tiến vào, vẻ mặt tức giận nói. Chủ tịch quận hạ, bí thư thật quá trớn rồi, tùy tiện tìm một lý do để bắt cao ốc Hỏa Thụ thay đổi thiết kế, quả thực là cố tình gây sự. Phẩm chất cái gì chứ? Dưới tình thế cấp bách. Thiếu chút nữa Trần Thiên Vũ đã nói tục trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng hiểu được tâm tư của Trần Thiên Vũ, làm phó chủ tịch thường trực quận, coi như Trần Thiên Vũ đã làm hết phận sự của mình cũng một lòng vì quận hạ mã mà suy nghĩ, đương nhiên là cật lực phản đối những gì Bạch Chiến Mặc đã làm. Hạ Tưởng ra hiệu cho Trần Thiên Vũ ngồi xuống. Anh đã tiếp xúc với Trần Cẩm Minh rồi sao? Trần Thiên Vũ gật đầu. Lãnh đạo, ngài phải đứng vững trước áp lực. Không thể để cao ốc Hỏa Thụ thỏa hiệp, nếu không sẽ gây tổn thương cho tâm lý các tập đoàn tư nhân, cũng khiến người ngoài xem thường quận ủy và ủy ban nhân dân quận chúng ta. Hạ Tưởng tuyệt nhiên không sốt ruột, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không vội, trước không vội, bởi vì bí thư Bạch làm việc có một đặc điểm, chính là thích đứng ở phía đạo đức hoặc vì đại cục mà ra kết luận tối thượng, để người khác không có lý do cãi lại. Có thể nói bí thư Bạch lấy cớ rất đầy đủ nhưng tôi tin tưởng cái gọi là luận điệu bôi đen đó chỉ là ngụy trang, chỉ cần chúng ta có thể phát hiện ra ý nghĩ thật sự của ông ta, là có thể tìm được cửa đột phá.
Hạ Tường tuyệt đối không ngờ rằng sự kiện cao ốc hỏa thụ vài ngày sau trở thành một mồi lửa lớn, dẫn đến một loạt các sự kiện. Nhưng làm sao chúng ta biết được ý nghĩ thật sự của Bí thư Bạch? Trần Thiên Vũ cau có mặt mày. Ai là người đeo chuông thì người đó phải cởi chuông. Hạ Tường nói không chút hoang mang. Anh bảo với Trần Cẩm Minh là cứ thi công như bình thường. Bí thư Bạch bảo anh ta dừng lại mà anh ta vẫn cứ làm tới, Bí thư Bạch không có tính nhẫn nại, thẹn quá sẽ hóa giận, sẽ nói ra tình hình thực tế. Trần Thiên Vũ bán tín bán nghi. Trần Cẩm Minh có thể chịu được áp lực sao? Một doanh nghiệp tư nhân có đủ thực lực để xây dựng tòa nhà cao nhất thành phố Yến, là người sáng lập, nếu không có bản lĩnh giao thiệp với cán bộ thì anh ta sẽ không có khả năng được như ngày hôm nay. Hạ Tường đã từng nghiên cứu lịch sử phát triển của tập đoàn Kim Thụ, biết Trần Cẩm Minh là một người khá biết cách thu hút người khác. Không phải là hắn không thay tập đoàn Kim Thụ nghĩ cách thoát ra, mà ở tình thế hiện tại chỉ có thể bảo tập đoàn Kim Thụ kéo dài thời gian với Bạch Chiến Mặc, mới có thể khiến Bạch Chiến Mặc phát cáu, trong cơn tức giận sẽ thốt ra chân tướng. Chân tướng thì ẩn nấp sau lưng, chỉ có phát hiện ra chân tướng thì mới có con đường giải quyết. Nếu không, Bạch Chiến Mặc là nhân vật số một, ông ta thực sự muốn quyết định độ cao của một tòa nhà. Thì ngay cả Trần Phong bắt ông ta thay đổi chủ ý ông ta cũng không chịu, huống chi hắn chỉ là chủ tịch quận, cho dù đập bàn làm ầm ĩ với Bạch Chiến Mặc một chút cũng không chắc đã làm được việc. Cứ để đó chờ xem, nói không chừng lại là một cơ hội vô cùng tốt. Ba ngày sau, các thủ tục cần được phê duyệt ở giai đoạn trước của nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới của Tiểu thì đều đã làm xong ổn thỏa, nhận thầu xây dựng là công ty xây dựng số 2 của Lý Hồng Giang. Đã bắt đầu vào sân bãi tiến hành giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Đồng thời Lịch Phi cũng tăng cường lực lượng cảnh sát ở vùng phụ cận, nhưng kỳ lạ là Vương Đại Pháo vốn hoành hành ác bá ở thôn Phương Bắc đột nhiên lại giống như là mai danh ẩn tích vậy, không thấy bóng dáng. Hoàng Kiến Quân đã làm một đợt đả kích các thế lực đen tối ác độc trong phạm vi quận, tuy rằng nghe theo lời Hạ Tưởng chỉ bảo, không gióng trống khua chiêng, nhưng động tính cũng không nhỏ, lại có hiệu quả mạnh bởi vì không biết sao mà tin đồn lộ ra. Chẳng những hành tung của nhóm đầu gấu Vương Đại Pháo biến mất mà rất nhiều những tên côn đồ không đứng đắn cũng trốn đâu mất, ca lớn không thấy, con tép cũng không mò được, khiến cho Hoàng Kiến Quân có chút buồn bực, cũng biết khẳng định là trong phòng có vấn đề. Có người âm thầm mật báo. Khi Hoàng Kiến Quân báo cáo tình hình này cho Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến, không cho chỉ thị nào mới cho bước tiếp theo cả. Hoàng Kiến Quân liền sắp xếp âm thầm điều tra trong phòng, nghi ngờ phó trưởng phòng Lục Tiểu Khu để lộ tin tức. Nhưng không có chứng cứ rõ ràng, tạm thời hắn cũng không có cách nào. Đảo mắt đã tới đầu tháng 11, trong 3 ngày Lý Thấm ở hai nơi báo cáo hướng đi của công ty thương mại Trường Cơ cho Hạ Tưởng, tạm thời giá cả của khu chung cư của công ty bất động sản Trường Phong tăng lên với biên độ không lớn, độ tăng vẫn ở trong phạm vi hợp lý. Ngay sau đó, công ty thương mại Trường Cơ lại bỏ ra 1 tỷ mua 2 khu chung cư cao tầng của công ty bất động sản Cát Thành. Bỏ ra 500 triệu mua 2 khu chung cư của công ty bất động sản Long Bình, bỏ 2 tỷ mua 1 khu biệt thự trong khu dân cư xa hoa và một nơi là khu đô thị nhỏ, bỏ 1 tỷ rưỡi mua một số lượng lớn các tòa nhà trung tâm thương mại cùng với toàn bộ khu đô thị nhỏ đang xây dựng của công ty bất động sản Thạch Đại. Trong khoảng thời gian ngắn đã bỏ ra số vốn 5 tỷ rưỡi, nắm giữ trong tay gần 1/3 số khu chung cư và đất đai của quận Hạ Mã, tương đương với tất cả các căn hộ mà giai đoạn trước đã làm. Không có một chỗ nào may mắn thoát khỏi sự oanh tạc bằng số vốn lớn của công ty thương mại Trường Cơ, toàn bộ đều ra hàng, tùy ý công ty thương mại Trường Cơ chi phối. Công ty thương mại Trường Cơ không phải là muốn chi phối các nhà đầu tư mà là thị trường, là tất cả hầu bao của những người muốn mua căn hộ. Hơn nữa, công ty thương mại Trường Cơ đã bước đầu phái người thử thăm dò tiếp xúc với công ty bất động sản Giang Sơn, công ty bất động sản Thiên An và tập đoàn Đạt Tài, lộ ra một chút về việc hợp tác. Đương nhiên bọn họ dùng danh nghĩa công ty khác chứ không phải là công ty thương mại Trường Cơ. Ở thành phố Yến hoặc thủ đô, đăng ký công ty mới rất là dễ dàng, quan trọng không phải công ty gì mà là tài chính có hùng hậu không. Chương 590, Chiến tranh. Vì Lý Thấm không biết bước tiếp theo của kế hoạch của Hạ Tưởng nên có chút lo lắng nói. Chẳng bao lâu nữa, khi công ty thương mại Trường Cơ nắm trong tay hơn phân nửa các khu chung cư của quận Hạ Mã, thì bọn họ sẽ có quyền định giá. Sẽ có thể đùa bỡn thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Chủ tịch quận Hạ, về mặt điều tiết ở mức vĩ mô, anh có kế sách nào vẹn toàn không? Rốt cục Lý Thấm không kìm nổi, nhiều chuyện hỏi một câu, tính cách của cô là thủ trưởng không giải thích thì sẽ không lắm miệng, nhưng tình thế hiện tại gấp gáp, trong lòng cô thấy bất an,
dù sao thấy thực lực to lớn trước mặt, tài chính chính là nhân tố mấu chốt quyết định thành bại. Mới có 5 tỷ rưỡi, còn ít, cứ tiếp tục thả đi, cứ để họ bỏ vốn. Hạ Tưởng 10 phần tin tưởng, dường như không hề lo lắng đầu to khó chui. Khi công ty thương mại Trường Cơ, công ty bất động sản Giang Sơn, công ty bất động sản Thiên An cùng với tập đoàn Đạt Tài đạt được thỏa thuận, chắc là sẽ bỏ ra trên dưới 10 tỷ tiền vốn, lúc đó là có thể thu lưới rồi. Hạ Tưởng chỉ củng cố lòng tin cho Lý Thấm, cũng không nói ra kế sách ứng phó cuối cùng của hắn, Lý Thấm còn có điểm bất mãn. Dù sao anh cũng không nên để tôi có thắc mắc trong lòng chứ. Tôi vẫn không rõ ràng lắm đất đai dự trữ của quận Hạ Mã còn lại bao nhiêu. Chính phủ luôn giữ bí mật về đất đai dự trữ, trước đó cũng chưa bao giờ công bố số đất đai dự trữ và số để sử dụng, nguyên nhân chủ yếu là do giá cả đất thổ cư ở quốc nội tăng cao. Hiện giờ quận Hạ Mã còn có bao nhiêu đất dự trữ, tiền chuyển nhượng là nhiều hay ít, khi nào bán ra bên ngoài, những chuyện này người bên ngoài đúng là không biết gì hết. Ngay cả Bạch Chiến Mặc cũng chỉ biết đại khái, còn số cụ thể nằm trong tay Hạ Tưởng. Chính phủ nắm giữ kinh tế. Đối với Hạ Tưởng chuyện không lên làm bí thư được là một lần thất bại, nhưng mặt khác hiện tại hắn làm cho bộ máy kinh doanh của chính phủ như cái thùng sắt vậy, rất nhiều bí mật trung tâm chỉ nằm trong tay hắn và Trần Thiên Vũ, ngay cả Tạ Nguyên Thanh cũng chỉ biết một chứ không biết hai, có thể hoàn toàn ngăn chặn chuyện bên ngoài. Chuyện bên ngoài bao gồm cả Bạch Chiến Mặc và Nguyên Minh Lượng. Cho nên Hạ Tưởng mới đồng ý buông tay mặc kệ chuyện đầu tư của công ty thương mại Trường Cơ. Là bởi vì hắn hoàn toàn có thể một lần nữa di chuyển cán cân thị trường, phân phối quyền lực tài nguyên một lần nữa. Nền kinh tế thị trường là do thị trường làm chủ đạo là không sai, nhưng chớ quên chính phủ còn có thể điều tiết ở mức vĩ mô. Đương nhiên chỉ có giấy tờ mệnh lệnh của chính phủ mà không có sự phối hợp của các công ty bất động sản cũng là không có tác dụng. Chỗ dựa lớn nhất của Hạ Tưởng chính là hắn có lực ảnh hưởng không gì sánh kịp đối với các công ty bất động sản lớn ở quận Hạ Mã. Cho dù là bất động sản Giang Sơn hay là bất động sản Thiên An, thậm chí là tập đoàn Đạt Tài, tất cả đều nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của hắn. Công ty thương mại Trường Cơ có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng Hạ Tưởng có quyền lực hành chính để điều tiết tài nguyên, còn có lực ảnh hưởng tuyệt đối đến thị trường, cũng có thực lực để sớm thấy rõ được ý đồ của bọn họ, ba lực này hợp lại làm một, mới có thể không gặp bất lợi. Đối với câu hỏi của Lý Thấm, Hạ Tưởng áp dụng cách tránh nói vào vấn đề chính mà trả lời. Tin tôi đi, không sai được đâu, có một ít số liệu mấu chốt hiện tại không nên lộ ra, mong cô hiểu. Đừng nói anh là ông chủ, lại là lãnh đạo, đương nhiên toàn bộ là do anh định đoạt. Lòng hiếu kỳ của Lý Thấm không được thỏa mãn, gác máy có chút hơi mất hứng. Hạ Tưởng lắc đầu cười cũng không để ý chuyện của cô ta, mà đang cười thầm chuyện mượn cớ vì sân gôn của công ty thương mại Trường Cơ quá gần chợ nên phải tạm dừng khai phá. Nguyên Minh Lượng thật sự là một người thông minh. Cuối cùng cũng tìm được một lý do đường hoàng, một mảnh đất hoang phế có vị trí vô cùng tốt, để đó không dùng cũng tốt, dù sao trong thỏa thuận đã nói, nếu trong vòng 5 năm không khai phá thì quận Hạ Mã sẽ có lý do thu hồi lại đất đai, để bán đấu giá lại một lần nữa, hơn nữa tiền chuyển nhượng đất sẽ không giảm. Đúng là gió thổi trước cơn bão, cuối năm đã đến rất nhanh, không biết có phải Nguyên Minh Lượng thích quận Hạ Mã hay không, không biết có muốn ở quận Hạ Mã mừng năm mới không. Nếu anh ta đã nói Tết âm lịch sẽ ở lại, Hạ Tưởng lại muốn mời anh ta uống một chầu, để giảng giải về phong thổ của thành phố Yến một chút cho anh ta nghe. Dù thế nào thì Nguyên Minh Lượng cũng là bạn bè từ phương xa đến, có bạn từ nơi xa đến, lớn lao làm sao? Huống chi bạn từ nơi xa đến còn có thịnh tình không thể chối từ, dắt lưng cả bạc triệu, muốn khách sáo đưa anh ta một phần đại lễ mà từ chối thì bất kính nhưng cũng không thể nói không xứng đáng, mà nên nể tình mà nhận mới đúng. Vài ngày sau, Trần Cẩm Minh cố ý đến gặp Hạ Tưởng, khéo léo nói chuyện tập đoàn Kim Thụ sẽ giữ vững nguyên tắc không thể lay chuyển, sẽ đứng vững được trước áp lực. Hạ Tưởng khá khen ngợi thái độ của anh ta, cũng cổ vũ anh ta ổn định tại quận Hạ Mã, tiến tới vị trí doanh nghiệp tư nhân đứng đầu tỉnh và cả nước, quận Hạ Mã sẽ đối xử bình đẳng với cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, về mặt chính sách sẽ không thiên vị. Không ai nói về chuyện độ cao của cao ốc Hỏa Thụ. Nhưng không ai nghĩ một vấn đề đơn giản về độ cao của một tòa nhà hiện tại đã trở thành vấn đề chính trị. Ngoài ra Hạ Tưởng không ngờ vấn đề độ cao của cao ốc Hỏa Thụ chẳng những biến thành vấn đề chính trị, không hiểu làm sao đột nhiên thành mồi lửa cho một loạt sự kiện, hơn nữa còn kích thích bùng phát một loạt sự kiện chính trị quyết liệt từ quận Hạ Mã cho đến thành phố Yến và tỉnh Yến. Thứ bảy, Hạ Tưởng đang ở nhà cùng cô bé Lê và con,
hưởng thụ một chút hạnh phúc gia đình. Gần đây cô bé Lê đã vượt qua được khủng hoảng tâm lý khi mới làm mẹ, tâm tư có hơi chút xa rời Hạ Tường, giờ bắt đầu chú ý đến công việc và cuộc sống của Hạ Tường. Nhà máy của Tiểu Thì và Cổ Ngọc đã khởi công chưa? Cô bé Lê ôm Hạ Đông, quay đầu cười, cô đã khôi phục được 7-8 phần, thân hình mặc dù hơi chút đẫy đà nhưng vẫn là kiểu hình mẫu như trước, khuôn mặt vẫn trẻ con như trước. Đã khởi công rồi, giờ công nhân đã vào ở công trường, hoàn thành việc san lấp mặt bằng. Đúng thời gian thiết bị và vật liệu cũng được đem tới, mùa đông năm nay không dừng làm việc, mùa xuân sang năm hy vọng sẽ hoàn thành. Hạ Tường hơi lạ, sao đột nhiên cô bé Lê lại quan tâm chuyện công việc của hắn, cô luôn rất ít hỏi chuyện công việc. San lấp mặt bằng là điều kiện đầu tiên khi khởi công xây dựng một công trình, cụ thể là thông nguồn nước, thông nguồn điện, và nơi để san bằng. Nói cách khác về sau anh sẽ thường xuyên gặp mặt Tiểu Thì và Cổ Ngọc. Cô bé Lê cắn môi, trên mặt lộ một nụ cười nhạt. Hạ Tường lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của cô liền cười. Đúng vậy, cứ chừng 3 ngày là lại gặp mặt nhau, 5 ngày họp bàn chuyện một lần, 7 ngày ăn cơm cùng nhau một lần, em có ý kiến gì không? Em cũng không dám có ý kiến, chỉ sợ chị Liên đã biết, sẽ lo lắng. Cô bé Lê rất thông minh lôi Liên Nhược Hạm ra. Em thì chẳng biết chuyện gì, không ngờ chị Liên hai mắt sáng như đuốc, có thể nhìn ra ngay tâm tư của anh. Tuy nhiên cuối cùng em cảm thấy Tiểu Thì và Cổ Ngọc cũng không che giấu được cảm tình đối với anh. Hạ Tường liền cười ha hả. Thiện cảm của các cô đấy đều có mục đích rõ ràng, Cổ Ngọc thì coi anh là anh trai, còn Nghiêm Tiểu Thì nghĩ anh có thể khiến cô ta phát tài. Được rồi, em không nói nữa. Cô bé Lê biết ngậm miệng đúng lúc, cô chuyển Hạ Đông vào lòng ngực Hạ Tường. Làm việc cho tốt, hiện tại anh đã có con rồi, vì các con, cũng nên nắm cho chắc tiền đồ. Nói như vậy, lấy con cái ra làm cớ nhưng thực ra là để ám chỉ hắn, đừng phạm sai lầm, Hạ Tường hiểu được sự lo lắng của cô bé Lê, cũng biết cô là một phụ nữ suy nghĩ rõ ràng, không nói không có nghĩa là trong lòng cô không nhớ. Phụ nữ trên thế giới chia làm ba loại, một loại là cô gái, một là đàn bà và một là phụ nữ. Khi gặp chuyện đàn ông phản bội lăng nhăng bên ngoài sẽ có ba thái độ hoàn toàn bất đồng khi nghe đàn ông nói câu. Rất xin lỗi, tôi đã yêu người khác. Nghe xong vẻ mặt trở nên uất ức, trong lòng ngổn ngang trăm mối nói. Vì sao, em không bằng cô ta sao? Cho em thêm một cơ hội được không? Đó là cô gái. Nghe xong vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt chớp động hỏi. Anh có lựa chọn của anh, tôi có lựa chọn của tôi sẽ không dễ dàng nhận thua. Đó là phụ nữ. Nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lửa giận ngút trời, vừa khóc vừa gào, mắng to. Anh là đồ khốn khiếp vong ơn vụ nghĩa, tôi muốn giết anh trả lại tuổi thanh xuân cho tôi. Đó là đàn bà. Chỉ có cô gái và phụ nữ mới có thể xoay chuyển được tâm trí người đàn ông, còn đàn bà thì tuyệt đối sẽ mất đi hết thảy. So với cô gái thì Tào Thù Lê thông minh hơn, so với phụ nữ thì bao dung hơn. Cô là một phụ nữ vừa tao nhã lại vừa trí tuệ, sự nhắc nhở và ám chỉ của cô sẽ không bao giờ gây cho người ta tâm lý áp lực, cô làm như vậy là để người ta suy bụng ta ra bụng người. Kỹ năng lấy được lòng của đàn ông là một thứ tự nhiên nằm bên trong Tào Thù Lê. Có rất nhiều phụ nữ không biết là trên thế giới không có chuyện đàn ông vô duyên vô cớ phản bội, có lẽ trong vô số lần cô vô tình, đã từng chút đẩy người đàn ông của mình vào vòng tay người phụ nữ khác. Hạ Tường liền ôm lấy con. Dùng sức hôn một cái. Con ngoan, cha muốn nói cho con một đạo lý, người vợ đã kết tóc xe tơ là người không thể bỏ. Tào Thù Lê ở bên cạnh hiểu ý mà mỉm cười, trong lòng có một chút cảm giác ngọt ngào, không ngờ Hạ Tường lại nói thêm một câu. Chó ngoan không chê chủ nghèo, con ngoan không chê mẹ xấu, tuy rằng so với cha thì mẹ con không đẹp bằng, da không trắng bằng cha nhưng con cũng không được ghét mẹ, nhớ kỹ chưa? Tào Thù Lê giận giơ tay lên đánh Hạ Tường. Cần anh phải nói sao, em trắng hơn, sinh anh là cái chắc rồi, hừ. Hạ Đông cũng không để ý cha mẹ đang nói giỡn, không hiểu sao thằng bé lấy được di động từ trong tay Hạ Tường, cánh tay nhỏ bé tò mò sờ tới sờ lui, hai mắt nhìn, tay giơ lên định đưa vào miệng, còn chưa tới miệng thì tiếng chuông di động vang lên dồn dập. Lá gan của Hạ Đông đúng là không nhỏ, tiếng chuông di động vang lên lần thứ nhất, nó cũng không khóc ầm lên, chỉ ngừng một chút lại tiếp tục làm động tác đưa vào miệng. Hạ Tường liền lấy lại cái điện thoại trong tay nó cười mắng. Thằng nhóc con, cái gì cũng ăn,
làm sao mà ngày nào con cũng chỉ biết có ăn thôi vậy? Nhìn thấy di động báo là điện thoại của Kim Hồng Tâm, hắn biết trừ phi có sự việc nghiêm trọng, nếu không Kim Hồng Tâm sẽ không quấy rầy hắn, liền vội nghe điện thoại. Lãnh đạo, không được rồi, có chuyện lớn rồi. Tuy rằng Kim Hồng Tâm không phải người có tính cách điềm đạm, chắc chắn như núi nhưng cũng không dễ dàng hô to gọi nhỏ như vậy. Hạ Tưởng chỉ biết khẳng định là chuyện đại sự, vội hỏi. Làm sao vậy? Có người tự thiêu ở cao ốc Hỏa Thụ, hơn nữa còn dẫn đến một loạt các sự việc, không ít các hộ đã bị giải phóng mặt bằng đang vây quanh hiện trường, còn xảy ra xung đột với công nhân, hiện tại đang rất hỗn loạn. Kim Hồng Tâm nói thở không ra hơi. Đã báo cho Bí Thư Bạch, Phó Bí Thư Khang, Phó Chủ tịch Trần và cả trưởng phòng Hoàng chưa? Vấn đề độ cao của cao ốc Hỏa Thụ còn chưa giải quyết xong, không ngờ lại xuất hiện việc tự thiêu này, theo trực giác Hạ Tưởng khẳng định là có nội tình. Bí Thư Bạch đang có việc đi thủ đô rồi, trưởng phòng Hoàng đi công tác, tạm thời không liên hệ được với Chủ tịch Trần, Phó Bí Thư Khang thì đã đi tới hiện trường. Rối loạn, thực sự là rối loạn, Hạ Tưởng mới nhớ ra là Bạch Chiến Mặc là người thủ đô, đã sớm định là sẽ quay về thủ đô. Hoàng Kiến Quân cũng là đến thủ đô tham dự một hội nghị trong hệ thống công an, Trần Thiên Vũ thì có thể là tạm thời liên hệ không được, may là vẫn còn Khang Thiếu Diệp đến hiện trường, cuối cùng cũng có một người đứng ra làm đại diện. Ngắt điện thoại, Hạ Tưởng chỉ giải thích một câu. Có việc. Rồi vội vàng rời nhà, thậm chí còn chưa kịp ăn cơm trưa. Vừa ra khỏi cửa Hạ Tưởng phát hiện, không biết từ lúc nào trời đầy mây, gió bắc thổi mạnh, nhiệt độ giảm mạnh, đợt lạnh đầu tiên đã đến. Hạ Tưởng cố không than thở thời tiết biến hóa, một mạch lái ô tô nhanh như chớp theo hướng tới cao ốc Hỏa Thụ. Trên đường luôn chỉ nghĩ đến mối liên hệ giữa chuyện Bạch Chiến Mặc quay về Bắc Kinh và Hoàng Kiến Quân đi công tác. Tưởng tượng cũng thấy được có dấu vết con người làm ra. Chuyện Hoàng Kiến Quân đi công tác là thật, còn Bạch Chiến Mặc quay về Bắc Kinh thì có thể là do sắp xếp. Lại nghĩ đến cuộc đối đầu giữa tập đoàn Kim Thụ và Bạch Chiến Mặc, đột nhiên cao ốc Hỏa Thụ lại xuất hiện sự kiện tự thiêu, làm cho người ta không thể không hoài nghi sao mà trùng hợp đến vậy. Nếu nói không có ai ở giữa làm khó dễ, thì có nói gì người ta cũng không tin. Chọn ngay lúc Hoàng Kiến Quân đi công tác để xảy ra chuyện không may. Là vì anh ta là người điều động lực lượng. Chọn thời điểm Bạch Chiến Mặc không có ở thành phố Yến để tự thiêu là để Bạch Chiến Mặc mượn cơ hội không đếm xỉa tới, mặc kệ có xảy ra sơ suất rời đất nào cũng không quan hệ tới ông ta, bởi vì ông ta ở tận thủ đô xa xôi. Lựa chọn lúc này để xảy ra chuyện không may ở cao ốc Hỏa Thụ là để bước Trần Cẩm Minh đi vào khuôn khổ, đánh vào sau lưng Trần Cẩm Minh, sau đó khiến cho Hạ Tưởng bối rối. Thật là một kế sách lợi hại. Hạ Tưởng suy nghĩ quá nhập tâm, thiếu chút nữa lái xe thất thần, hắn cũng suy nghĩ sâu xa về chuyện xảy ra ngày hôm nay, lần đầu tiên là ở thôn Phương Bắc, Ngô Cảng Đắc nhắc nhở hắn có người đang âm thầm quan sát bọn họ. Lần thứ hai là Phó Tiên Tiên cố ý mời hắn ăn cơm, cơm chưa ăn được đã biết chuyện Phó Tiên Phong hiểu lầm hắn và Phó Tiên Tiên lên giường với nhau. Bên ngoài hai chuyện dường như không có gì liên hệ nhưng Hạ Tưởng là người có suy nghĩ tinh tế, có hai lần được nhắc nhở như vậy. Hơn nữa lại còn sự sắp đặt khéo léo hôm nay, khiến hắn không thể không nghi ngờ sau lưng sự việc này có hay không có bóng dáng của Phó Tiên Phong. Hiểu lầm thành họa, làm sao mà Phó Tiên Phong lại một lòng nhận định hắn và Phó Tiên Tiên đã xảy ra chuyện gì, theo tính nham hiểm và thủ đoạn của y, chưa chừng sẽ ám hạ độc thủ để đối phó hắn. Tâm trí Hạ Tưởng như bị điện giật, trong đầu hiện lên một ý niệm, vội vàng gọi điện thoại cho Lịch Phi. Lịch Phi, anh đang ở chỗ nào? Lãnh đạo. Tôi đang đóng ở thôn Phương Bắc, có việc sao? Lịch Phi nói rất sốt ruột. Hạ Tưởng không khách sáo chút nào với anh ta, lập tức dặn dò. Giải thích cho công nhân ở công trường một tiếng, bảo bọn họ chú ý an toàn, anh lập tức dẫn toàn bộ đội ngũ, dùng tốc độ nhanh nhất đến cao ốc Hỏa Thụ. Lịch Phi nhận thấy giọng nói của Hạ Tưởng có gì đó khác với bình thường, lập tức ý thức được đã xuất hiện tình hình nghiêm trọng, không cố gắng hỏi nhiều, lập tức nói. Được. Lập tức hành động. Sau đó Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Ngô Cảng Đắc. Cảng Đắc, anh lập tức tới cao ốc Hỏa Thụ, có tình huống đột phát. Ngô Cảng Đắc đang ở trong nhà ăn cơm trưa, nghe được mệnh lệnh của Hạ Tưởng, lập tức buông nhanh bát. Trong vòng 20 phút nhất định tôi sẽ tới. Bà xã của Ngô Cảng Đắc oán giận nói. Chuyện gì mà vội vàng như vậy, cả cơm cũng không ăn, làm sao người ta sống yên ổn được đây? Nói ít thôi, bà già. Ngô Cảng Đắc trừng mắt liếc vợ anh ta một cái.
khi chủ tịch quận hạ gặp tình huống đột phát có thể nghĩ tới tôi, là tín nhiệm tôi, kể cả đêm hôm khuya khoát bảo tôi dậy nhảy sông tự vẫn, tôi cũng không có hai lời. Khi Hạ Tưởng đi vào cao ốc Hỏa Thụ thì tình thế đã gần đến mức bùng nổ. Toàn bộ công việc ở cao ốc Hỏa Thụ đã dừng lại, phía dưới là đám người đứng đông nghìn nghịt, lướt mắt nhìn thấy không dưới mấy trăm người. Mấy trăm người này chia thành hai phe, một bên là thanh niên, chính là các công nhân xây dựng, đầu họ đều đội mũ bảo hộ, trong tay cầm cờ lê, xẻng và dụng cụ thi công. Một phe khác có nam có nữ có cả người già, hẳn là dân ở thôn Tiểu Đấu, bởi vì chỗ mà cao ốc Hỏa Thụ xây lên chính là thôn Tiểu Đấu. Trong tay nhóm dân thôn cũng có không ít người cầm xẻng, gậy gỗ và công cụ, hai phe phân ra đứng ở hai bên trên quảng trường phía dưới cao ốc Hỏa Thụ, đều trợn mắt nhìn đối phương, gươm súng sẵn sàng. Tập đoàn Kim Thụ không phải là công ty bất động sản, khi lấy đất không giống như nhà đầu tư bình thường trả tiền bồi thường cho dân thôn, mà là trực tiếp giao tiền chuyển nhượng đất cho thành phố, sau đó thành phố mới chia cho dân thôn. Còn chuyện tiền chuyển nhượng ở thành phố có bị cắt xén hoặc chậm lại hay không thì không biết. Bởi vì đất của thôn Tiểu Đấu là do thành phố lấy, lúc ấy chính quyền quận Hạ Mã còn chưa thành lập. Cho dù là như thế nào, dân thôn gây rối nhất định là có nguyên nhân. Hạ Tưởng đỗ xe xong xuôi, vừa xuống xe ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của cao ốc Hỏa Thụ, thì thấy một ông già tay cầm bật lửa, cả người tưới đầy xăng, bên cạnh còn đặt một thùng xăng thật lớn, đang ở trên tầng cao nhất tòa nhà hô to. Trả nhà cho tôi muốn được bồi thường. Một dòng chữ lớn được viết trên mảnh vải treo từ nóc nhà buông xuống đến tận mặt đất, vải trắng chữ đen viết, nhà đầu tư vô lương, lấy mà không trả tiền. Đáng thương cho dân thôn, oan mà không có chỗ kêu, lấy cái chết để liều mạng. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo giống như chữ học sinh tiểu học. Ông già đứng trên mái nhà, gió thì lớn, trời lại đầy mây, người lại tẩm đầy xăng, xăng bốc hơi rất nhanh khiến cho nhiệt độ cơ thể cũng rất nhanh giảm xuống. Ông lão hô gào được mấy câu liền trở nên uể oải, sau đó lại bất động, an vị trên nóc nhà, khóc lớn tiếng. Hạ Tưởng vừa đến hiện trường, không biết từ nơi nào Trần Cẩm Minh xông ra, kéo cánh tay Hạ Tưởng, vẻ mặt uất ức nói. Chủ tịch quận Hạ, tôi đã nộp thuế đúng quy định, kinh doanh hợp pháp, cũng không trốn thuế vì sao lại có người cố tình muốn hại tôi. Trước kia, trốn quan trường trong nước cũng không thiếu những xí nghiệp kinh doanh phải thất vọng vì kiểu quan liêu, ở thành phố Yến trước kia xuất hiện không ít những sự việc ác liệt khi doanh nghiệp tư nhân bị chỉnh đốn có chủ đích. Có lẽ trong mắt Bạch Chiến Mặc, doanh nghiệp tư nhân cho dù làm ra cống hiến lớn đi chăng nữa thì ông ta vẫn có thể tùy ý sắp xếp như một miếng thịt béo bở mà thôi. Chương 591, mưa to gió lớn. Trong lòng Hạ Tưởng nổi cơn giận dữ. Hắn cố kìm lại ác ý trong lòng hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này, trước tiên anh nói rõ chân tướng sự việc cho rõ ràng, bây giờ không phải lúc tố khổ. Trần Cẩm Minh hơi chút rối loạn, anh ta chỉ là thương nhân, dù là thương nhân thành công cũng biết không đấu lại với lực lượng của chính phủ, cũng không đấu lại với uy lực của dân thôn tập hợp lại gây rối. Tuy nhiên thấy dáng vẻ trấn tĩnh tự nhiên, tuyệt không bối rối của Hạ Tưởng, anh ta liền có cảm giác có chỗ dựa, liền theo Hạ Tưởng tới một chỗ yên lặng, kể lại tỉ mỉ đầu đuôi sự tình. Sáng sớm hôm nay, đầu tiên là có hai người đến đây yêu cầu gặp mặt chủ tịch tập đoàn Kim Thụ, đương nhiên là người phụ trách công trường từ chối. Hai người đó không chịu đi, nói là tập đoàn Kim Thụ lấy đất của bọn họ mà không trả tiền bồi thường, bọn họ phải có ý kiến. Trần Cẩm Minh không phải cố ý trốn tránh mà anh ta cho rằng không cần phải đối mặt với dân thôn. Lúc ấy khi tập đoàn Kim Thụ làm việc đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân thành phố, tất cả do Ủy ban Nhân dân thành phố toàn quyền xử lý. Toàn bộ tiền chuyển nhượng đất đã sớm được chuyển tới tài khoản chỉ định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ đầu đến cuối, tập đoàn Kim Thụ và thôn Tiểu Đấu chưa hề gặp mặt nhau đàm phán, hiện tại cũng không cần phải nói chuyện tiền bồi thường gì đó với họ. Lúc đầu Trần Cẩm Minh nghĩ chỉ là mấy người dân thôn cố tình gây sự, không có việc gì cố ý đến kiếm chuyện, định kiếm chắc chút đỉnh. Trước kia đã gặp nhiều chuyện dân thôn lấy danh nghĩa đòi tiền bồi thường để đến công trường gây rối. Đến cuối cùng mượn gió bẻ mang lấy đi một ít vật liệu xây dựng là xong việc, thực ra là chỉ muốn đến cướp đoạt. Không ngờ chỉ một lúc sau, càng nhiều dân thôn đến tụ họp, dần dần từ mười mấy người thành hơn trăm người, vây quanh dưới chân cao ốc Hỏa Thụ không chịu đi, có người còn cầm trong tay gậy gỗ và xẻng, ánh mắt hung hăng, dáng vẻ phải liều mạng. Trần Cẩm Minh ý thức được sự việc khá nghiêm trọng, bảo dân thôn phái một người đại diện, anh ta sẽ nói chuyện với người đại diện đó. Đại biểu được cử ra là ông già tên Lão Lỗ,
là người lớn tuổi đức cao vọng trọng trong thôn tiểu đấu, lão đại diện cho thôn tiểu đấu đề xuất hai điều kiện với tập đoàn Kim Thụ. Thứ nhất là tập đoàn Kim Thụ phải phụ trách việc bố trí việc làm cho 100 người dân thôn. Thứ hai là dân thôn tổng cộng có 858 người, mỗi người phải được bồi thường một khoản là 5.000 tệ. Quả đúng là ăn to nói lớn, lúc này Trần Cẩm Minh từ chối ngay lập tức. Anh ta khá là phẫn nộ, vì đất của thôn tiểu đấu là đất ven sông nên Ủy ban Nhân dân thành phố chào giá rất cao. Trải qua bao nhiêu đàm phán khó khăn gian khổ, lại nhờ quan hệ với Trần Phong mới hạ được giá xuống một chút, nhưng vẫn là cao đến dọa người. Nguyên tắc kinh doanh của Trần Cẩm Minh là có việc nên làm có việc không. Nếu hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng, mặc dù anh ta vẫn cảm thấy giá cả quá cao, nhưng sau khi ký kết thỏa thuận, anh ta vẫn đầu tiên là chuyển toàn bộ số tiền tới tài khoản chỉ định của Ủy ban Nhân dân thành phố, một chút chậm trễ lần lứa cũng không có. Lúc ấy Trần Phong còn biểu dương việc nghiêm túc giữ chữ tín của tập đoàn Kim Thụ, kêu gọi các xí nghiệp khác học tập theo tập đoàn Kim Thụ. Không ngờ sự việc trôi qua được hơn nửa năm, lại đột nhiên xảy ra việc dân thôn tiểu đấu đòi tiền bồi thường, anh ta chỉ biết, khẳng định là có người đang ở phía sau giật dây, khiến dân thôn hiểu lầm. Người đầu tiên anh ta nghi ngờ chính là Bạch Chiến Mặc. Vì Trần Cẩm Minh không làm như lời Bạch Chiến Mặc nói là ngừng xây dựng cao ốc Hỏa Thụ mà cứ tiếp tục thi công. Dưới cơn thịnh nộ, Bạch Chiến Mặc đã lệnh cho phòng điện lực và công ty cung cấp nước cưỡng chế ngừng cung cấp cho công trường cao ốc Hỏa Thụ. Trần Cẩm Minh tự dùng máy phát điện, còn nước lấy từ sông Hạ Mã, vẫn miễn cưỡng tiếp tục thi công. Sau đó tạm thời Bạch Chiến Mặc không nói gì, anh ta nghĩ bí thư Bạch nhiều việc phải xử lý nên đã quên chuyện của anh ta. Không ngờ đột nhiên lại xuất hiện lão Lỗ dẫn đầu chuyện đòi tiền bồi thường khiến anh ta nổi trận lôi đình. Lúc ấy tập đoàn Kim Thụ đã trả tiền mua đất thôn tiểu đấu, lại trả tiền nhanh chóng, dân thôn tiểu đấu hẳn là đã lấy được tiền bồi thường đầy đủ, bây giờ còn cố tình đến đây gây sự. Còn bắt tập đoàn Kim Thụ Thụ phải sắp xếp công việc cho 100 người của họ, cho bọn họ một khoản 4.290.000 tệ sao? Thiên hạ còn có việc vô lý như vậy sao? Vốn đã bị Bạch Chiến Mặc bước tới góc tường, rốt cục Trần Cẩm Minh không nhịn được nữa, không khách khí từ chối đề xuất của lão Lỗ. Lão Lỗ đã lớn tuổi, tính tình lại vô cùng nóng nảy, vừa cứng rắn vừa khó chịu nói. Hừ, không sắp xếp công việc. Không trả tiền thì tòa nhà của anh đừng hòng mà xây tiếp được. Trần Cẩm Minh cũng đáp lại một câu. Tùy lão. Lão Lỗ xoay người bước đi. Trần Cẩm Minh cũng biết sự việc chưa thể yên được. Liền nhìn ra phía bên ngoài thì thấy có khoảng 200 dân thôn tụ tập lại. Không ít người đã bắt đầu dùng gậy gỗ đập vào thiết bị thi công. Đã có không ít xung đột nhỏ với công nhân. Anh ta liền vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát. Kết quả là sau khi gọi điện đến Hạ Tưởng xuất hiện đã hơn nửa giờ. Đến bóng dáng một cảnh sát cũng không có. Cũng may khi Trần Cẩm Minh gọi điện thoại đến báo cảnh sát cũng liền gọi cho Kim Hồng Tâm, anh ta biết Kim Hồng Tâm là quản gia của Ủy ban Nhân dân quận, là tâm phúc của Hạ Tưởng. Chuyện xảy ra đến mức này cũng chỉ có Hạ Tưởng ra mặt mới có thể giải quyết được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem như Trần Cẩm Minh đã đi đúng một bước mấu chốt, hôm nay nếu không có Hạ Tưởng ra mặt, có lẽ tình thế sẽ phát triển đến mức không thể cứu vãn. Hạ Tưởng còn chưa đến nơi, Phó Bí thư Quận ủy Khang Thiếu Diệp đã tới hiện trường tiếp xúc với lão Lỗ nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận nào. Khi Khang Thiếu Diệp đang định tổ chức một cuộc họp mặt đàm phán giữa Quận ủy, Tập đoàn Kim Thụ và đại biểu cộng đồng, thì tình huống đột nhiên thay đổi, một người dân thôn bị công nhân đẩy ngã, đầu đập vào đá, dẫn đến chảy máu. Dân thôn nổi giận, lấy đồ vật đánh nhau với nhóm công nhân loạn lên. Nhóm công nhân đang làm việc ở trên tầng nhìn thấy đánh nhau ở phía dưới. Lo sợ đồng hội của mình phải chịu thiệt, bèn xuống hết cả tầng dưới, chuẩn bị nhập vào lực lượng đánh nhau, tình thế hết sức căng thẳng. Hỗn loạn hết sức, không ai chú ý lão Lỗ đã một mình lên mái nhà từ lúc nào, tự tẩm xăng, tay cầm bật lửa chuẩn bị tự thiêu. Trần Cẩm Minh thần trí luống cuống, quay sang Khang Thiếu Diệp xin giúp đỡ, chỉ cần là không xảy ra tai nạn chết người, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Khang Thiếu Diệp cũng bó tay không có cách nào, không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Kêu gọi lão Lỗ đầu hàng, lão già cứng đầu không nghe, nói phải liều mạng. Trên nóc nhà có người muốn tự thiêu, dưới đất có hơn 100 công nhân và hơn 200 dân thôn đang giằng co, đã nổi lên thành một sự kiện có quy mô, điện thoại báo cảnh sát đã gọi từ lâu lắc, mà không thấy bóng một cảnh sát xuất hiện, Trần Cẩm Minh chỉ biết sau lưng sự việc này ắt có mưu mô, có người cố ý muốn chỉnh đốn anh ta. Hơn nữa thế lực đứng sau không nhỏ,
ngay cả cảnh sát cũng ở trong phạm vi khống chế của gã. Đúng lúc Trần Cẩm Minh gấp đến độ không biết làm sao thì Hạ Tưởng liền chạy tới. Sau khi Hạ Tưởng nghe Trần Cẩm Minh kể lại tỉ mỉ sự việc, trong lòng hắn cũng có dự cảm không tốt, liền gọi điện thoại cho Tôn Định Quốc, kết quả là biết được Tôn Định Quốc cũng đang họp ở thủ đô, hệ thống công an cả nước đang cử hành hội nghị long trọng, các nhân vật số một của các cục công an và phòng công an các thành phố đều tham gia hội nghị. Không may, Hạ Tưởng lại chỉ quen nhân vật số một ở cục công an và phòng công an, mấy người phó cục trưởng phía dưới thì hắn không quen biết. Đúng là một kế hoạch được lập ra một cách công phu, đúng vào giữa trưa thứ bảy, thời điểm cơm trưa, trên đường kẹt xe thì không nói, còn không tiện để gọi cảnh sát, tính toán mưu kế thật tốt, suy nghĩ thật tốt. Hạ Tưởng càng khẳng định sự việc ngày hôm nay chắc chắn là có người ở phía sau thao túng, chỉ có điều còn chưa rõ là mũi kiếm hướng vào đâu, chẳng lẽ là muốn bức Trần Cẩm Minh đi vào khuôn khổ hay là có mục đích khác. Hạ Tưởng chỉ biết rõ là nếu chỉ bằng Bạch Chiến Mặc thì không thể chủ tính được một ván cờ cao minh như thế, ông ta không có trí tuệ chính trị cao thâm như vậy, cũng không có phương pháp chỉ huy bình tĩnh, việc này nếu không phải ông ta lên kế hoạch thì nhất định có bóng dáng của Phó Tiên Phong trong đó. Phó Tiên Phong ra tay là để đối phó Trần Cẩm Minh, thì đúng là kế giết gà dùng dao mổ trâu, như vậy đúng là Phó Tiên Phong dùng kế dụ rắn ra khỏi hang, còn hắn chính là con rắn đó sao? Liên tưởng đến lời nhắc nhở của Ngô Cảng Đắc và Phó Tiên Tiên, trong lòng Hạ Tưởng bỗng như hiểu ra, sự việc ngày hôm nay vô cùng khó giải quyết, tuyệt đối không dễ dàng giải quyết, phải chuẩn bị đánh một trận ác liệt. Hắn liếc mắt nhìn Trần Cẩm Minh an ủi nói. Không cần hoảng, có tôi ở đây, sẽ trả lại công lý cho anh. Lời nói của Hạ Tưởng vừa không dõng dạc, cũng không phải nói nhỏ nhẹ ôn tồn mà là nói vừa phải, Trần Cẩm Minh nghe được trong nháy mắt đã trấn tĩnh lại. Dường như lời nói của Hạ Tưởng có ma lực vậy, khiến anh ta tin tưởng từ sâu trong nội tâm, chỉ cần Hạ Tưởng ra mặt thì mọi việc đều thuận lợi. Mời Phó Bí Thư Khang lại đây một chút đi. Hạ Tưởng bảo Trần Cẩm Minh đi mời Khang Thiếu Diệp, hắn thì đứng bên ngoài đám người, bình tĩnh quan sát. Nhóm công nhân thì không cần phải nói, đều là công nhân xây dựng của cao ốc Hỏa Thụ, theo tâm lý sẽ đứng về phía tập đoàn Kim Thụ, khó mà không xung đột với dân thôn. Những dân thôn trên hiện trường nhìn thoáng qua thì quả thật không thấy gì khác thường, nhưng nhìn kỹ có thể thấy có mấy người không phải dân thôn trà trộn bên trong, hai mắt đảo liên hồi, không ngừng đi lại bên trong đám người, đến thời cơ, hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị châm dầu vào lửa, biến thành sự việc gay gắt. Hạ Tưởng đã có ý định ở trong lòng, cho dù hắn biết ở một nơi nào đó không thấy được, có một cạm bẫy tối mù mịt đang chờ hắn nhảy vào, nhưng nếu đã đến đây, nếu hắn là chủ tịch quận Hạ Mã, hắn sẽ chịu trách nhiệm về quận Hạ Mã, về nhà đầu tư ở quận Hạ Mã, dân chúng ở quận Hạ Mã, biết rõ phía trước có bãi mìn hoặc là núi đao biển lửa, nhưng tình huống đã xảy ra nên không chút do dự mà tiến lên. Làm người phải có nhân cách, làm quan phải có đạo đức làm quan. Nhân cách chính là gốc rễ để đối nhân xử thế, đạo đức làm quan chính là gốc rễ của nhân dân. Khang Thiếu Diệp bước thong thả đến, bên ngoài vẻ mặt có vẻ lo lắng. Nhưng ánh mặt lại vui sướng khi thấy người khác gặp họa, tuy nhiên không trốn được khỏi ánh mắt nhạy bén của Hạ Tưởng. Vừa thấy Hạ Tưởng, Khang Thiếu Diệp làm vẻ mặt vội vàng nói. Chủ tịch quận Hạ, vì Bí Thư Bạch không có ở đây nên chờ ngài đến chủ trì đại cục. Hạ Tưởng hiểu ngụ ý là có chuyện lớn xảy ra cũng sẽ chờ hắn đến chịu tiếng xấu cho người khác. Hạ Tưởng vẻ mặt không thay đổi hỏi han. Phó Bí Thư Khang, theo lịch phân công của phòng công an thì hôm nay là ai chịu trách nhiệm? Tại sao đến bây giờ còn chưa thấy có một cảnh sát nào đến hiện trường? Còn nữa, không báo cho đội chữa cháy đến sao? Khang Thiếu Diệp sửng sốt, há miệng thở dốc, không nói nổi gì nữa. Y không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở phong phú như Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đảm nhiệm chức phó chủ tịch 2 năm ở huyện An, cũng không phải vô ích, lại đồng cam cộng khổ với các công nhân một thời gian, chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra, đối với việc xử lý chuyện xảy ra thì trong lòng lo lắng 10 phần. Đương nhiên Khang Thiếu Diệp cũng không phải là không có một chút kinh nghiệm, chuyện gì y cũng đều không sắp xếp, không phải vì y không biết mà là căn bản y không nghĩ phải xử lý chuyện đó. Không phải không, mà thực sự không nên làm, nói cho cùng y cũng chính là muốn Hạ Tưởng đến, do Hạ Tưởng ra lệnh, toàn bộ trách nhiệm sẽ do Hạ Tưởng gánh vác. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Khang Thiếu Diệp thì không khỏi căm tức, y đến đây nửa ngày, trên thực tế đến đánh giấm cũng không làm. Ngoại trừ nói một đống việc vô nghĩa thì đối với tiến triển của sự việc không có một chút thực lòng trợ giúp. Tuy nhiên hiện tại không phải lúc để so đo với y, liền lại hỏi.
Kim Hồng Tâm đang ở đâu? Lãnh đạo, tôi ở trong này. Kim Hồng Tâm chạy chậm một mạch đến trước mặt Hạ Tưởng, phía sau có Triệu Vĩ Cương đi theo. Tôi vừa rồi đi giải thích với dân thôn, kết quả không có hiệu quả gì hết, đã báo đội phòng cháy chữa cháy rồi, hẳn là sẽ lập tức đến đây. Hạ Tưởng còn ý nhị liếc mắt nhìn Khang Thiếu Diệp, nhưng Khang Thiếu Diệp không dám tiếp nhận ánh mắt của Hạ Tưởng, xoay đầu qua một bên, trông như con đà điểu. Triệu Vĩ Cương cũng vội vã báo cáo Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch Ngô cũng tới rồi, đang liên hệ với phòng công an, tiếp xúc với hai bên, khuyên bảo hai bên kiềm chế, bước đầu ổn định cục diện. Hạ Tưởng lại càng nhìn Khang Thiếu Diệp kỹ hơn, sau đó nói. Cảng Đắc và Hồng Tâm làm việc không tồi, hợp lý, đúng lúc, có ý nghĩa rõ ràng, Trần Cẩm Minh, anh đưa người phụ trách công trường đến gặp tôi có lời muốn nói với anh ta. Nhóm công nhân có tính kỷ luật nhất định, so với dân thôn thì khống chế dễ hơn, đầu tiên phải cam đoan ổn định được cảm xúc của nhóm công nhân, thì mới có thể khống chế được sự tình trong phạm vi chấp nhận được. Một khi phát sinh xung đột với quy mô lớn, đổ máu là chuyện nhỏ, nếu chẳng may xảy ra chết người, không những cao ốc hỏa thụ còn xa mới tiếp tục thi công được, nói không chừng tiền đồ chính trị của hắn cũng bị liên lụy. Hiện tại trên nóc nhà có người muốn tự thiêu, dưới đất thì hai bên giằng co, hết sức căng thẳng, hơn nữa, ông trời cũng nhân cơ hội gây thêm phiền phức, sau một trận gió lớn gào thét, bầu trời bắt đầu có những hạt mưa bụi. Thời tiết đầu thu, tuy rằng không phải rất lạnh, nhưng mưa và gió cùng nhau, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh. Ông trời lạnh lùng, lại gây mưa sa gió giật, đám người trở nên sao động một hồi, không ít người bắt đầu dục dịch, tình thế vừa mới dịu đi một chút rồi lại đột nhiên trở nên căng thẳng. Một công nhân tầm 17-18 tuổi, mặt bị mưa làm ướt, khi lấy tay lau mặt không cẩn thận đánh rơi công cụ đang cầm trên tay, sau khi công cụ rơi xuống thì bắn vào phía bên trong đám dân thôn đứng đối diện, lập tức dẫn đến một trận hô to gọi nhỏ trong đám dân thôn. Mẹ nó, muốn động thủ sao? Nhóm công nhân chuẩn bị đánh người, dân làng, tịch thu lấy đốt thôi. Con mẹ nó, người bên ngoài mà dám tới thôn tiểu đấu chúng ta dương oai, chó là phải đánh thôi. Đúng, chiếm của chúng ta mà không trả tiền, đánh cho bọn chúng chạy đi thì thôi. Một dân thôn to cao thừa dịp người công nhân trẻ không chú ý, đá một phát khiến người công nhân trẻ ngã xuống đất, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Vài người công nhân giận dữ, tay cầm xẻng xông lên trả thù. Ngô Cảng Đắc dũng cảm lao ra, đứng ở chính giữa hô to lên một tiếng. Dừng tay. Anh ta chắp tay ra sau lưng cười lạnh nói. Để tôi xem các anh, nhìn thì có vẻ anh hùng, thực ra không có chút tiền đồ. Trên mặt đất mới có một cái cờ lê thôi mà đã bị dọa đến như vậy, liền muốn đánh người sao. Đừng tưởng rằng chúng tôi không dám bắt các anh đưa vào trại giam có rất nhiều phòng trống, ai muốn vào đó mấy ngày ăn cơm trộn lẫn cát, thì đứng lên trước mặt tôi thử xem. Ngô Cảng Đắc xuất thân từ quản lý đô thị, chơi ngang, có tài hù người khác, biết là để đối phó với dân thôn và nhóm công nhân phải dùng biện pháp hù dọa cứng rắn, cương quyết thì mới có thể trấn áp được. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ngô Cảng Đắc kết hợp khí thế của một quản lý đô thị và quan khí, tạo thành dáng vẻ quan lại ngang ngược, lập tức khiến đám công nhân và dân thôn chấn động, bất giác mà lùi lại một bước. Từ trước đến nay dân không bao giờ đấu với quan. Dân lúc nào cũng có một tâm lý sợ hãi thâm căn cố đế với cán bộ, cho dù là dân thôn hay là công nhân, đều bị Ngô Cảng Đắc dọa cho đứng sững lại, lửa giận vừa mới bị kích thích liền biến mất một nửa. Hơn nữa mưa gió càng lúc càng lớn, vừa ẩm ướt vừa lạnh, sinh ra tâm lý muốn lùi bước. Trong lúc Hạ Tưởng đang đợi quản đốc công trường, đứng xem Ngô Cảng Đắc tạm thời ra mặt giải quyết mà âm thầm gật đầu. Triệu Vĩ Cương thấy Hạ Tưởng không tránh mưa mà để người bị ướt. Định che ô cho hắn nhưng Hạ Tưởng xua tay nói. Mưa nhỏ, không sao, trách không được thời tiết. Lại như thể vô tình nhìn Khang Thiếu Diệp một cái. Anh ra che cho phó bí thư Khang kìa, ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi, không bì với chúng ta trẻ tuổi cường tráng có thể chịu được mưa gió. Lời nói của Hạ Tưởng có hàm ý khác, làm sao Khang Thiếu Diệp có thể không hiểu. Trong lòng y tức giận khó mà kìm xuống được, quả thật năm nay y đã 38 tuổi, lớn hơn Hạ Tưởng 10 tuổi. So với Triệu Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm đều lớn hơn. Tuy nhiên y vẫn cho rằng mình có tướng mạo trẻ, không hài lòng với tuổi tác, nhưng vẫn cảm thấy lời nói của Hạ Tưởng chói tai, dường như muốn châm chọc. Y lớn tuổi hơn, so với hắn hơn 10 tuổi mà vẫn phải xưng hô với hắn một tiếng lãnh đạo, khiến trong lòng y đặc biệt không thoải mái, nghĩ, Hạ Tưởng mày đừng đắc ý vội,
sự việc hôm nay không dễ dàng giải quyết như vậy đâu, một ngọn lửa giận, không làm mày chết cháy thì cũng xong đời tiền đồ của mày. Chờ đến lúc đó ta sẽ ngồi vào vị trí của mày, mày muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Không phải thấy mình trẻ tuổi sao? Trẻ tuổi mà bị chặt đứt hai chân, cả đời ngồi xe lăn, cho mày đau khổ tột cùng. Tuy rằng trong lòng có những suy nghĩ hung tợn nhưng khi thấy Triệu Vĩ Cương mở ô che cho y cũng không từ chối mà giơ tay tiếp nhận, nói. Tôi tự biết đúng như lời chủ tịch quận hạ nói, lớn tuổi rồi, không chịu được lạnh, quả thật không thể so với mấy người tuổi trẻ các anh, ha ha. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, được, Khang Thiếu Diệp cũng khá là nhẫn nại, cũng là một nhân vật chí dũng kiệt xuất, không thể coi khinh. Người phụ trách công trường tên là Hoa Tam Thiếu cúi lưng, một mạch chạy chậm tới trước mặt Hạ Tưởng, cúi đầu khom lưng nói. Chủ tịch quận hạ, vừa rồi tôi bận trấn an công nhân nên đã tới chậm. Chương 592, nước sôi lửa bỏng. Nói xong y lấy ra một điếu thuốc. Lãnh đạo có hút thuốc không? Tôi đã sớm nghe đại danh của lãnh đạo, vẫn vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng ngài, hôm nay có thể nói chuyện với ngài là vinh hạnh của tôi. Hoa Tam Thiếu nói thật, đại danh của Hạ Tưởng đúng là nghe như sấm bên tai gã, biết Hạ Tưởng có tiếng tăm trong nhóm các công nhân, mà lại là chủ tịch trẻ tuổi của quận Hạ Mã nên vô cùng tò mò. Hôm nay tuy rằng dân thôn gây rối khiến gã tất bật nhưng vừa thấy Hạ Tưởng là biểu lộ lòng ngưỡng mộ ngay tức thì. Hạ Tưởng không rảnh nghe gã nịnh nót, hỏi thẳng. Tổng cộng có bao nhiêu công nhân, đến thời điểm quyết định, anh có thể khiến bọn họ nghe lời được không? Hoa Tam Thiếu vừa nghe đã biết Hạ Tưởng làm việc rất cụ thể, câu nói đầu tiên đã hỏi tới điểm mấu chốt, thu lại khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói. 123 công nhân, đại bộ phận là đồng hương của tôi. Một bộ phận nhỏ là công nhân kỹ thuật ở phía Nam. Bọn họ theo tôi chưa lâu, bình thường còn nghe, nhưng đến thời điểm quyết định có thể nổi dậy, đều là những người trẻ tuổi máu lửa, nghe chừng lời nói của tôi sẽ không có tác dụng. Hiện tại không phải thời điểm để nói mạnh miệng, Hoa Tam Thiếu thành thật nói. Cũng không khác lắm với Hạ Tưởng dự đoán. Ở kiếp trước hắn đã từng thấy việc không khống chế được nhóm công nhân, quả thật khó mà khống chế. Một khi con người giận dữ, mất đi lý trí, chỉ muốn động thủ sẽ khó có thể xong việc. Hơn nữa lại có những người có dụng tâm lẩn trốn ở bên trong, khẳng định sẽ thừa dịp hỗn loạn mà đổ dầu vào lửa, cho nên nhất định phải khống chế được sự việc trước, nếu không sẽ thực sự phát sinh chuyện đổ máu. Trong số dân thôn có cả người già lẫn trẻ nhỏ, nếu phải động thủ, cho dù làm bị thương người già hay trẻ nhỏ đều thành sự kiện ác tính. Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà chỗ có lão lỗ, lại xoay người nhìn sông Hạ Mã cách đó không xa. Không khỏi bất đắc dĩ cười, một bên muốn đốt lửa, một bên là sông, mà bây giờ đang mưa gió, thật đúng là chuyện nước sôi lửa bỏng trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên lúc đó có tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi người nhìn lại thấy xe cứu hỏa đã đến. Xe cứu hỏa vừa đến, Ngô Cảng Đắc lập tức bố trí hiện trường, tách đám người ra để có khoảng trống, tạm thời xem như giảm bớt nguy cấp. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Khang Thiếu Diệp ở bên cạnh không nói được một lời. Trong lòng biết Khang Thiếu Diệp cũng chỉ tới đây xem náo nhiệt, y sẽ không làm chính, cũng không chủ động ra mặt giải quyết vấn đề, hành động nhận lấy chiếc ô cũng đã thể hiện lập trường khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy, Phó Bí Thư Khang tự mình mở ô, đích thân tới hiện trường cũng là đủ rồi, việc nguy hiểm thì để người khác đi làm là tốt rồi. Trong nháy mắt Hạ Tưởng đã hạ quyết tâm, hắn là chủ tịch quận, hắn không ra mặt thì ai ra mặt? Hắn không đảm trách thì ai đảm trách đây? Nhớ tới việc từng ở trên hội trường Đại học Trung Sơn đối mặt với hơn 1.000 học sinh, đối mặt với những chỉ trích của Trình Hy Học, hắn trích dẫn một câu danh ngôn của Lâm Đắc Tử, một anh hùng thời hiện đại của Trung Quốc, cầu thả lợi quốc gia sinh tử lấy, khởi nhân họa phúc tị su chi, không nghĩ đến lợi ích cá nhân, dù là sống hay chết cũng vì quốc gia. Mặc dù hơi có chút tinh thần lý tưởng hóa, hơi quá máu me kích động, mặc dù chỉ là trong mắt người xưa, lý do không đủ khéo léo nhưng Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng. Khó khăn nhưng vẫn chủ động xuất kích, ở sâu trong lòng tình cảm mãnh liệt vì nước vì dân của hắn vĩnh viễn không mất đi, cho dù có bị làm nhục bị hiểu lầm, bị tổn thương cũng không hối tiếc. Tôi sẽ đi đàm phán với Lão Lỗ, Hồng Tâm, Vĩ Cương, các anh phụ trách bảo vệ an toàn cho Phó Bí Thư Khang và Tổng Giám Đốc Trần. Mặt khác truyền lời tới Ngô Cảng Đắc, mặc kệ anh ta dùng biện pháp gì, nhất định phải khống chế được cục diện. Vẻ mặt hắn rất kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm. Hoa Tam Thiếu, anh cũng phải dùng tất cả các biện pháp khống chế cảm xúc của mọi người, không được để dẫn tới chuyện đổ máu, có hiểu không? Đã hiểu.
Hoa Tam Thiếu thấy vẻ mặt làm việc nghĩa không chùn bước của Hạ Tưởng, trong lòng cũng có chút kích động. Đã bao nhiêu năm không gặp được một cán bộ có nhiệt huyết như thế này, gã đã từng gặp rất nhiều lãnh đạo từ nhỏ đến lớn, hoặc là ngồi không mà hưởng, hoặc là tuổi già sức yếu, đến thời điểm nguy hiểm, đừng nói là tự mình xông lên tuyến đầu mà tất cả đều trốn ở trên xe không xuống, hoặc là tìm cách trốn tránh trách nhiệm, để cho người khác lên trước. Chỉ có Hạ Tưởng, chủ tịch quận trẻ tuổi, sinh lực dồi dào, không chút do dự xông đến chỗ nguy hiểm nhất, ai chẳng biết lão Lỗ chẳng những toàn thân tẩm đầy xăng, bên cạnh lão còn đặt một thùng xăng, một khi châm lửa, chắc chắn sẽ dẫn đến cháy nổ. Chủ tịch quận Hạ dũng cảm quên mình đơn thương độc mã đi lên đó đàm phán, Hoa Tam Thiếu từ khi chào đời đến giờ vẫn chưa gặp cán bộ nào có trách nhiệm như thế. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương nóng nảy. Không được, lãnh đạo không thể lên đó, rất nguy hiểm. Hai người nói ra là vì thật lòng lo cho an nguy của Hạ Tưởng, vì bọn họ nghe nói lão Lỗ này vô cùng cứng đầu, tuổi tác cao nên càng dám dọa người, giống như con lừa vậy, đã tức giận rồi ai nói cũng không nghe. Không cần nói gì khác, chỉ cần thấy mưa gió thế này mà lão tưới đầy xăng, ở trên nóc nhà lạnh run mà không chịu xuống dưới, liền chứng minh thân lửa của lão. Khang Thiếu Diệp cũng biết phải làm bộ làm tịch, cũng giả vờ thân thiết nói một câu. Phái đại diện đi lên là được rồi, chủ tịch quận Hạ là chủ tịch của một quận, cũng không nên lấy thân mình ra mạo hiểm. Thân là cán bộ lãnh đạo, tôi chỉ biết nên làm gương tốt, không biết cái gì là lấy thân mình ra mạo hiểm. Hạ Tưởng lạnh lùng buông ra một câu, rồi lại nghiêm túc nói với Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương. Lập tức chuẩn bị một cái áo bông đến đây, trên nóc nhà mưa to gió lớn, ông lão tuổi cũng đã lớn rồi, chống đỡ lâu như vậy thân thể sẽ không chịu được, không thể chậm trễ, nhanh lên. Kim Hồng Tâm bất đắc dĩ đành phải quay sang Triều Vĩ Cương cũng đang bất lực mà khoát tay, Triều Vĩ Cương cắn răng chạy đến chỗ mấy người công nhân tìm áo bông, giao vào tay Hạ Tưởng, khẩn cầu nói. Lãnh đạo! Để tôi đưa ngài lên đó, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tôi đi. Kim Hồng Tâm cũng tỏ thái độ đúng lúc. Hay là để tôi đi nữa. Trần Cẩm Minh cũng không cam chịu yếu thế, dù sao Hạ Tưởng là chủ tịch quận, có chuyện gì sơ suất, anh ta cũng phải chịu trách nhiệm, đồng thời, anh ta đã bị vẻ mặt kiên định của Hạ Tưởng làm cho cảm động, lâu lắm rồi không thấy một cán bộ thực lòng dũng cảm chịu trách nhiệm. Tôi đi. Hoa Tam Thiếu nói chân thật. Bên trong đó đều là giàn giáo, tôi quen thuộc cách đi, tôi sẽ dẫn đường cho chủ tịch quận Hạ. Hạ Tưởng khoát tay nói. Các anh đều phải ở dưới mặt đất, tình huống dưới này đang nguy cấp, chỉ một mình tôi lên là được rồi. Lão Lỗ là người cứng đầu, nhìn thấy nhiều người có khi sẽ làm chuyện ngốc nghếch, không được cãi nữa, lập tức đi làm việc. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương đều nhìn Khang Thiếu Diệp với chút oán giận, nghĩ thầm rằng một phó bí thư đến đây mà đến đánh giấm cũng không làm. Còn phải để chúng tao phải hầu hạ mày, rất xin lỗi, không hầu hạ được. Hạ Tưởng không có thời gian để ý đến thái độ của Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương đối với Khang Thiếu Diệp, hắn cầm lấy áo bông nhanh chóng vào bên trong tòa nhà. Bên trong đang thi công nên khắp nơi đầy dụng cụ, thang lên tầng tuy là kim loại đúc nhưng không có tay vịn, lên tầng cũng khá nguy hiểm, đồng thời trên đỉnh đầu còn có những cái giá chưa rửa sạch, không để ý có thể sẽ cụng đầu. May mắn là Hạ Tưởng đã từng ở công trường. Còn từng làm nhân viên kỹ thuật, biết rõ đường lối bên trong, ngựa quen đường cũ một mạch lên tận mái nhà. Nóc tầng 8 của cao ốc Hỏa Thụ mới chỉ đổ bê tông, xung quanh mặc dù có giàn giáo ngăn chặn, nhưng cũng không giống mái nhà bình thường, khắp nơi là các thanh sắt thép nằm hỗn độn, rất dễ vấp ngã. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn lại, trên này không có tường bao hay lan can, khá nguy hiểm. Người có chứng sợ độ cao mà lên tới mái nhà chưa xây xong e rằng sẽ rất sợ hãi. Vấn đề là hiện vẫn đang mưa to gió lớn, gió không nhỏ, mưa càng to hơn, Hạ Tưởng mới lên được tới nóc nhà liền cảm thấy cả người phát lạnh, tuổi hắn mà còn cảm thấy lạnh huống chi thân thể đã tẩm xăng của lão Lỗ. Lão Lỗ tóc đã hoa râm, mặc một cái áo mỏng màu xám, vóc dáng không cao, không gầy cũng không béo, hai tay cứng cáp khỏe mạnh, toàn thân ướt đẫm, cũng không biết là dầu hay nước, bên cạnh là một thùng chừng 20 lít xăng. Vỏ thùng xăng trong suốt, ít nhất còn hơn phân nửa thùng. Có trời mới biết làm thế nào lão mang được nó lên tận nóc nhà. Hạ Tưởng vừa xuất hiện, lão Lỗ liền lập tức phát hiện có người lên, nhanh chóng quay đầu lại, tay đặt vào bật lửa, gần từng tiếng nói. Cậu là ai? Tiến gần đây một bước là tôi bật lửa ngay. Giọng nói không bị khàn, cũng không có vẻ mặt điên cuồng, mà lão toàn thân lạnh run, không đứng thẳng được,
nhưng cũng không chịu cúi mình chút nào, Hạ Tưởng chỉ biết lão là một người cực kỳ khó đối phó, hơn nữa vô cùng cố chấp, có chủ kiến, sẽ không dễ dàng chịu thỏa hiệp. Chú Lỗ, cháu là Hạ Tưởng, cháu lên là muốn nói chuyện với chú, rốt cuộc vì sao lại phải lấy cái chết ra liều mình như vậy? Hạ Tưởng không để lộ thân phận của hắn, sợ lão Lỗ sinh ra tâm lý mâu thuẫn, vẻ mặt ôn hòa nói. Cả đến chết còn không sợ, thì còn chuyện gì gây khó dễ được? Còn có chuyện gì không thương lượng được? Có lẽ ánh mắt trong veo và thái độ ôn hòa của Hạ Tưởng đã làm lão Lỗ dao động, hoặc là Hạ Tưởng đã nói chúng làm nội tâm lão xúc động, tay lão hạ thấp xuống một chút, tuy nhiên vẫn nắm chắc cái bật lửa, lại hỏi một câu. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu nói thay cho ai? Cháu là Hạ Tưởng, một thanh niên bình thường, cháu sẽ chẳng nói thay cho bên nào hết. Cháu chỉ muốn biết chân tướng sự việc và tâm sự của chú Lỗ, trời lạnh quá, muốn đưa áo bông cho chú mặc thêm. Cho dù có khó khăn gì, có chuyện gì khó xử, cũng không thể để cái lạnh làm tổn hại đến thân thể. Thân thể suy sụp thì cho dù có tiền cũng không dùng được, có phải hay không? Hạ Tưởng không xưng hô theo kiểu cách của người trong quan trường đứng trên cao nhìn xuống, gọi là, người lớn tuổi, mà gọi thẳng một cách thân thiết là, chú Lỗ, liền dễ dàng phá được tâm lý phòng bị của lão. Khiến lão không có tâm lý đề phòng. Quả là lão Lỗ cũng không chịu nổi lạnh, dù sao mấy chục tuổi rồi, thấy áo bông trong tay Hạ Tưởng, không khỏi động tâm, lo nghĩ nói. Vậy cậu ném áo lại đây cho tôi. Hạ Tưởng ném áo bông qua, rồi ngồi lên trên một thanh cốp pha gỗ, lấy một giọng bình thường hỏi han chuyện nhà mà nói. Chú Lỗ năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Cháu thấy chắc chú cũng ít hơn cha cháu mấy tuổi. Cha cháu năm nay 55 tuổi. Lão Lỗ ngẩn người, trước tiên là mặc thêm áo bông, rồi mới nói. Tôi năm 13 tuổi, cũng có một đứa con lớn gần bằng cậu, tuy nhiên con tôi nó. Đôi mắt lão đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Nếu nó cũng sinh khí rồi rào giống như cậu, tôi cũng không phải liều mạng thế này, nó bệnh nặng lắm. Hạ Tưởng thở dài, sau lưng mỗi một người đáng thương lại có một câu chuyện bi thảm, một cuộc sống gia đình bất hạnh. Trên cơ bản hắn có thể đoán được chuyện lão Lỗ tự thiêu hôm nay cũng là vì bị bước đến bước đường cùng. Anh Lỗ bị bệnh gì vậy? Biết rõ không nên hỏi nhưng Hạ Tưởng vẫn không kìm nổi hỏi một câu. Cháu có quen bác sĩ ở bệnh viện số 2, có thể sẽ giúp được. Lão Lỗ lắc đầu. Không giúp được đâu, vô dụng thôi, nó bị tăng ure huyết. Bác sĩ nói phải có 300.000 tệ mới có thể chữa khỏi được, có đập nát cả cái bộ xương già này bán đi cũng không đủ 300.000 tệ. Hạ Tưởng liền càng kiên quyết với phán đoán của hắn, lại hỏi. Tập đoàn Kim Thụ nợ thôn Tiểu Đấu các chú bao nhiêu tiền? Nợ, nhiều hơn 400.000 tệ, chia ra mỗi người được hơn 5.000 tệ. Bí thư chi bộ thôn nói cho tôi biết, chỉ cần tôi có thể ra mặt đến tập đoàn Kim Thụ đòi tiền nợ, ông ta sẽ làm chủ đứng ra thu của mỗi người mấy trăm tệ, sao cho đủ 300.000 tệ cho con tôi chữa bệnh. Nói xong, lão Lỗ giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Không gian không phải thương nhân, tập đoàn Kim Thụ có thể xây một tòa nhà cao nhất thành phố vậy mà lại nợ chúng tôi hơn 400.000 tệ không trả, 400.000 này đối với họ chỉ là một sợi tóc, mà sợi tóc này có thể cứu mạng con tôi, thật là không có lương tâm, nợ tiền mà trở thành người giàu, còn muốn đuổi chúng tôi đi. Tôi, dù sao con tôi chết, tôi cũng không còn hy vọng, cũng lắm thì chết ở nóc nhà bọn họ, xem tòa nhà cao nhất này của bọn họ có thể trụ lại yên ổn hay không. Gió lại càng to, mưa lớn hơn nữa, nhưng trong lòng Hạ Tưởng lại trầm xuống. Hắn không tin tập đoàn Kim Thụ nợ tiền thôn Tiểu Đấu, bởi vì hắn biết trình tự làm việc khi đó, tập đoàn Kim Thụ và thôn Tiểu Đấu không trực tiếp liên hệ. Tập đoàn Kim Thụ là một trong những xí nghiệp đầu tiên vào quận Hạ Mã, lúc ấy người phụ trách chính là Cao Hải. Nếu không phải Cao Hải giữ lại khoản tiền của tập đoàn Kim Thụ, tham ô nhét vào hầu bao của ông ta thì chính là bí thư chi bộ thôn Tiểu Đấu ở giữa động tay động chân, lấy tiền làm của riêng. Tâm tư Hạ Tưởng trở nên nặng trĩu, cho dù là tình huống nào, trước khi trả tiền hay sau khi giải phóng mặt bằng, trên thực tế thiệt thòi nhất vẫn là dân thôn. Chưa nói đến chuyện số tiền bị nhiều tầng cắt xén, còn đáng nói nhất là khoản tiền đã để một năm rưỡi mà không xử lý, lấy đủ loại lý do để khước từ, vì cái gì? Chính là khoản tiền nhiều như vậy để ở ngân hàng một khoản thời gian thì có thể ở giữa kiếm tiền lãi suất. Chỉ mỗi việc kiếm tiền lãi suất thì đã tốt, nhưng càng vô lương hơn chính là tiền chuyển nhượng mỗi mẫu đất là 40.000 tệ, lại nói với dân thôn chỉ có 20.000 tệ, chênh lệch 20.000 tệ,
đã bị một hội chia hết lợi ích. Giận nhất chính là thậm chí cuối cùng 20.000 tệ đó cũng không đến được tay dân thôn, mà tìm đủ các lý do như là thu phí hoặc đem đi gửi ngân hàng, muốn có được tiền trong tay thì còn xa, còn khó hơn lên trời. Chuyện lão Lỗ gặp chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong vô số những nỗi thống khổ trong quá trình giải phóng mặt bằng mà thôi. Hạ Tưởng đứng dậy, đi về phía xa hơn rồi nói. Chú Lỗ, chú ngồi xuống trước, cháu đi tìm điện thoại, hỏi tình hình cụ thể một chút. Hắn lo di động sẽ gây ra hỏa hoạn, trong lúc vô ý mà châm lửa thân mình tẩm xăng của lão Lỗ. Hạ Tưởng đi đến một chỗ đủ xa gọi điện thoại cho Cao Hải. Chú Cao, chú còn nhớ rõ lúc chú chủ trì Ủy ban Nhân dân thành phố giải phóng mặt bằng ở thôn Tiểu Đấu quận Hạ Mã, tập đoàn Kim Thụ đã bỏ vốn mua đất thôn Tiểu Đấu, tiền chuyển nhượng là bao nhiêu mỗi mẫu đất không? Thôn Tiểu Đấu à? Cao Hải đang ngủ chưa thì bị Hạ Tưởng đánh thức bất ngờ, có chút mơ hồ, trong lòng hơi bực vì bình thường Hạ Tưởng rất lễ phép, sao hôm nay lại có vẻ lạnh như băng vậy? Tuy nhiên ông ta cũng không nghĩ nhiều, hồi tưởng lại một chút, nói. Vị trí của thôn Tiểu Đấu cũng không tệ, giá chuyển nhượng đất khá cao, tổng cộng hơn 50 mẫu, lúc ấy tập đoàn Kim Thụ mua trên dưới 100 mẫu, tổng cộng là hơn 50 triệu tệ. Hạ Tưởng nghe tiếng Cao Hải có vẻ lơ mơ mới nhận ra là chắc ông ta đang ngủ trưa, vội nói. Quên mất là chú Cao đang nghỉ trưa, thật có lỗi đã quấy rầy chú. Cao Hải nghe giọng Hạ Tưởng có gì đó không bình thường, không khách sáo với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ làm sao vậy, có chuyện gì? Hạ Tưởng nói chuyện dân thôn Tiểu Đấu đến Cao ốc Hỏa Thụ gây rối, cố ý cường điệu một câu. Số tiền đó đã bị cắt xén, hơn nữa mức cắt xén còn không nhỏ. Hắn cũng là có ý muốn thử xem, Cao Hải là người chủ trì, lúc đó là phó thị trưởng, quyền lực rất lớn, muốn tham ô dễ như trở bàn tay. Trên điện thoại không khí trầm lại một lát, Hạ Tưởng biết chân tay Cao Hải cũng không phải quá sạch sẽ. Tuy rằng trong lòng đã có dự đoán, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng, mặc dù hắn cũng hiểu Cao Hải không giống hắn không thiếu tiền, cũng có đủ đường để phát tài, nhưng Cao Hải thân là ủy viên thường vụ phó thị trưởng. Nếu chỉ sống dựa vào tiền lương thì đúng là khó sống, khẳng định cũng có thu vào một ít tiền đen. Nhưng đối với Hạ Tưởng, có những loại tiền cầm một chút cũng bình thường nhưng có những loại tiền là tuyệt đối không thể dính vào. Ví dụ là tiền mồ hôi nước mắt của nông dân, ví dụ như là tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền quỹ dưỡng lão, tiền quỹ an sinh xã hội. Chỉ như là quỹ an sinh xã hội cũng liên quan tới vụ án có số tiền hơn 10 tỷ tệ, trong mắt Hạ Tưởng. Động vào tiền lương hưu của dân chúng chính là động vào tiền hộ mệnh của mấy triệu người già, không bắn chết là chưa hết phẫn uất của dân. Cũng may Cao Hải chỉ im lặng trong thời gian rất ngắn đã nói. Dựa theo thủ tục bình thường thì hơn 50 triệu tệ xuống đến thôn Tiểu Đấu còn khoảng hơn 40 triệu tệ. Về chuyện chi bộ thôn Tiểu Đấu sau đó chia ra như thế nào thì Ủy ban Nhân dân thành phố không can thiệp vào. Cuối cùng Hạ Tưởng cũng thở phào một cái. Sau khi khấu trừ thuế thành phố giữ lại hơn 10 triệu tệ là bình thường, nói cách khác, cho dù Cao Hải và vài người nhân viên có động tay động chân một chút cũng nhiều lắm là ở mức mấy trăm nghìn tệ, rất nhiều người, tính đầu người chia ra cũng không được nhiều lắm. Cháu biết rồi, cảm ơn chú Cao. Hạ Tưởng rất có cảm tình với Cao Hải, hắn cũng sợ Cao Hải che giấu quá kỹ, đến lúc đó hắn tra xét ra thì liền bị đặt ở thế khó cả đôi đường, tuy nhiên vì chuyện về lâu về dài sau này, hắn lại nói thêm một câu. Cháu có mấy dự án cũng không tệ lắm, nếu trong tay chú Cao có tiền nhàn rỗi, cháu sẽ giúp chú đầu tư một chút. Không biết có kiếm được nhiều tiền không nhưng cam đoan là giàu có thì không thành vấn đề. Cao Hải hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Tưởng, ông ta cũng biết Hạ Tưởng là người cẩn thận, khẳng định là sự việc ở thôn Tiểu Đấu không nhỏ, nói không chừng cuối cùng sẽ phải truy cứu, điều tra cả số tiền ra vào trong tài khoản, ông ta lập tức nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, vội nói. Đã từ lâu nghe nói cháu có ý nghĩ làm ăn buôn bán, chú Cao cũng không phải là người ngoài, chú nói thật, chú cũng có mấy triệu gửi ở ngân hàng, đến lúc đó sẽ giao cho cháu hết. Chương 593, nghịch cảnh. Được, không thành vấn đề, chú trả hết các khoản nợ bên ngoài đi, phần còn lại giao cho cháu, cam đoan kết quả thu được không tồi. Cái gọi là khoản nợ, Hạ Tưởng tin là Cao Hải sẽ nhận ra được ý của hắn trong câu nói. Ngắt điện thoại. Hạ Tưởng trở lại chỗ cách lão Lỗ khoảng 3 mét, vẻ mặt thành khẩn nói. Chú Lỗ, chuyện nợ tiền mà chú nói, cháu sẽ điều tra rõ ràng, nhưng trong trời đất bao la, thân thể là thứ to lớn nhất, phải giữ gìn thân thể. Nếu thân thể chú suy sụp,
thì tiểu lỗ nhà chú biết tính làm sao bây giờ? Chú phải nghĩ cho cả cậu ấy nữa. Chúng ta thỏa thuận một chút được không? Trước tiên chúng cháu sẽ giúp tiểu lỗ chữa bệnh, vì bệnh tình không đợi con người, sau đó cùng lúc chữa bệnh sẽ điều tra dần dần xem rốt cuộc là ai nợ tiền các chú. Tôi không tin cậu. Lão lỗ tỏ vẻ không chịu khuất phục, cảnh giác nhìn Hạ Tưởng chằm chằm. Trước đây khi cháu còn bé, cha cháu phải lên thành phố làm việc, chỉ là làm bốc xếp thôi, khởi đầu là bốc xếp gạch, sau đó làm nhân viên kỹ thuật, rồi làm người giữ kho hàng, có thể nói cả đời cực khổ, vất vả nuôi hai anh em cháu khôn lớn. Hạ Tưởng lại ngồi xuống, hắn biết cho dù là người ngang bướng như lão lỗ nhưng trong lòng vẫn có chỗ yếu mềm, đó chính là con lão, là tình thân, hắn liền tiếp tục nói. Sau khi cháu tốt nghiệp đại học, không hiểu chuyện, cứ vật vờ ở thành phố Yến, làm ăn, kết giao bạn bè, ăn chơi bù khú, không hề để trong đầu những lời dặn dò của cha là phải cưới vợ, xây dựng sự nghiệp, chỉ biết mua vui cho mình. Rồi đến một ngày xảy ra một biến cố trọng đại, sau đó cháu mới thay đổi tâm tính, rồi kết hôn, cũng sinh con, lúc đó mới biết, không nuôi con không hiểu lòng cha mẹ. Lời nói của Hạ Tưởng là phát ra từ đáy lòng, hắn trải qua hai kiếp sống. Nhận thức và cảm xúc đối với đời người còn sâu sắc hơn lão lỗ 50 tuổi rất nhiều, nhất là hiện tại hắn đã có con, là cha của ba đứa nhỏ, lại nhớ khi xưa cãi lại cha mẹ, khiến bọn họ bao nhiêu lần đau lòng và thất vọng, chỉ vì bản thân mình mà làm tổn thương cha mẹ. Vệ Tân là người thân thiết với hắn nhất, vậy mà hắn đã phụ bạc cô. Cho nên kiếp này hắn mới cố gắng làm những gì tốt nhất, chẳng những chịu trách nhiệm chăm lo cho gia đình, chăm lo cho người thương hắn, yêu hắn, còn muốn chăm lo cho dân chúng. Muốn làm một người chân chính có trách nhiệm với gia đình với xã hội, là người có ích cho quốc gia. Lời nói của Hạ Tưởng có sức cuốn hút cảm động lòng người, sâu lắng, hùng hồn, mà lại chân thành. Cháu nghĩ, chắc cháu cũng chỉ hơn con trai chú Lỗ vài tuổi, suy bụng ta ra bụng người, tiểu Lỗ cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, mà hiện giờ lại đau ốm nằm trên giường, không có tiền chữa bệnh, ngẫm lại khiến người ta đau lòng. Nhưng chú Lỗ cũng không ngẫm lại sao, gia đình chú vốn đã bấp bênh. Giờ chú lại dây dưa ở đây, có lợi gì? Nếu chẳng may chú tự thiêu, con chú sẽ được cứu sống sao? Sẽ có người ra mặt chữa bệnh cho cậu ấy sao? Cha đẻ của mình vì cứu mình mà tự thiêu, chú bảo cậu ấy làm sao chịu nổi? Chú khiến cho đường đường một đấng nam nhi như cậu ấy còn mặt mũi nào sống ở trên đời nữa? Đây không phải là chú cứu cậu ấy mà là hại cậu ấy, là muốn dùng cái chết của chú để đưa cậu ấy đến con đường cùng. Nếu là cháu... Nếu cha cháu vì cháu mà chết, mà cháu lại bệnh tật thì cháu thà chết trước còn hơn liên lụy đến người nhà. Lời nói của Hạ Tưởng như một con dao găm đâm thẳng vào trong lòng lão lỗ, đầu tiên là lão ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt dại ra, rồi nước mắt giàn giụa, rồi không kìm nổi mà khóc to lên. Lúc này đây, lão khóc chính là phát ra từ nội tâm đau đớn mà gào khóc. Một ông già tuyệt vọng lấy cái chết để liều mạng, dùng nước mắt để diễn tả thói đời bất công, lòng người khó lường. Lão bất lực khi đối mặt với cường quyền, đối mặt với tham quan. Lão cũng bất lực khi đối mặt với cuộc sống cực khổ. Bất lực khi đối mặt với mạng sống bấp bênh của con người. Lão có thể làm được gì đây? Ngoại trừ nước mắt, trừ bộ xương già và hai bàn tay trắng. Có lẽ trong mắt những tầng tầng lớp lớp các tham quan, một người dân thường, không quyền không thế như lão già kia, chết đi thì thôi, còn sống ngược lại là lãng phí tài nguyên của xã hội. Có bao nhiêu tên đầy tớ của nhân dân, coi nhân dân như không có gì, coi dân chúng không bằng heo chó, chỉ biết kiếm tiền cho mình, chỉ biết o bế cho tình nhân, đưa con cái xuất ngoại, để vợ lợi dụng quyền lực trong tay mình để kiếm tiền, chỉ biết ăn chơi đàn điếm, không biết đến cuộc sống của nhân dân gian khổ đến chừng nào. Nhưng trong mắt Hạ Tưởng, giờ khắc này gió mưa thê lương trong lòng, hắn không tự chủ được mà nhớ đến cha mình, nhớ lúc hắn mới sinh ra không lâu. Cha hắn đã phải một mình xa xứ tới thành phố Đan Thành, mẹ và hắn sống nương tựa vào nhau, một bên làm việc nhà nông, một bên nuôi hắn lớn lên. Sau đó lại có em trai, mẹ lại một mình nuôi hai đứa con trai, một phụ nữ gầy yếu, dùng đôi vai gầy yếu gánh vác một gia đình, đó là một quãng thời gian tủi cực lầm than biết bao nhiêu. Còn cha hắn một mình tới thành phố Đan Thành, vào công ty xây dựng, khởi đầu là bốc xếp gạch, sau đó leo lên dần từ tầng lớp công nhân lao động thấp bé nhất. Ông chẳng quen biết một người nào ở thành phố Đan Thành, mệt mỏi, ngã xuống. Đói bụng phải ăn bánh mì đen và nước lạnh ở công trường, cũng giống như lão lỗ ở trước mặt, một người đối mặt với cuộc sống gian khổ không thay đổi như vậy, đã gặp bao nhiêu chuyện bấp bênh trong cuộc sống, nhớ đến gia đình và người thân,
nhớ đến thôn nhỏ xa xôi kia tuy rằng bần cùng cũ nát nhưng là gia đình nhỏ tràn đầy tình thân và vui vẻ. Hạ Tưởng đã nghĩ nếu không phải hắn và em trai trưởng thành khỏe mạnh, nếu hắn và em trai chỉ cần mắc một căn bệnh nặng, thì hạnh phúc gia đình sẽ chẳng còn lại gì. Quả thật, trên thế giới có rất nhiều gia đình bất hạnh, cho dù hắn làm quan cao đến cỡ nào cũng không có khả năng chú ý đến tất cả mọi mặt được. Nhưng nhìn ánh mắt ngang ngạnh và nước mắt thương tâm, mái tóc hoa râm cùng với khuôn mặt già nua của lão Lỗ đang bị mưa gió làm cho lạnh run, tim hắn lại co thắt đau đớn. Từ xưa đến nay, tầng thấp nhất trong dân chúng bao giờ cũng bị chăn dắt, chỉ cần người đương quyền buông lỏng dây cương một chút, không lấy mỡ cừu trước rồi mới giết chết nó, cũng đã là vô cùng may mắn lắm rồi. Tình cảnh của lão Lỗ có lẽ cũng giống với cảnh bơ vơ bất lực của cha hắn năm xưa ở công trường, nhớ đến quê nhà và người thân cũng có vài phần tương tự, Hạ Tưởng cũng trở nên buồn rầu một cách khó hiểu, một cảm giác đau khổ cảm động lây. Nói cho cháu địa chỉ của tiểu Lỗ đi, cháu sẽ tìm người đưa cậu ấy đi bệnh viện. Hiện tại trời trở lạnh, cậu ấy ở nhà có một mình, nếu chẳng may bệnh tình tăng tiến thì sẽ khó mà trị tận gốc được. Hạ Tưởng đã quyết định, mặc kệ lão Lỗ làm chuyện có hợp pháp hay không, cứu người quan trọng hơn. Lão Lỗ đã hoàn toàn bị Hạ Tưởng làm cho dao động, tâm trí rối bùng nhùng, chẳng có gì quan trọng bằng con cái, câu nói đầu tiên của Hạ Tưởng đã trúng tim của lão. Hạ Tưởng không nói đạo lý gì lớn lao, không nói những lời khách sáo, không phải lời nói dối mạnh miệng. Chỉ là nói luân lý làm người, khiến lão hoàn toàn mất cảnh giác, lòng như có lỗ hổng, không chống đỡ nổi. Nhà tôi ở dưới cầu vượt số 6, có một căn nhà trệt, ngay chỗ góc cầu, dễ tìm lắm. Hạ Tưởng lập tức quay người đi gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ, lập tức đến địa chỉ này cứu một người, đưa cậu ta đến bệnh viện tốt nhất, sắp xếp cách chữa bệnh tốt nhất. Tiêu Ngũ cũng không hỏi Tiểu Lỗ là ai, vì sao Hạ Tưởng muốn cứu người, mà đồng ý thẳng. Tôi sẽ làm ngay, xin lãnh đạo yên tâm. Tiêu Ngũ làm việc thì Hạ Tưởng tuyệt đối yên tâm. Hắn ngắt điện thoại, đến bên cạnh lão Lỗ, nâng lão đứng dậy. Đi thôi, chúng ta xuống dưới, sau đó thay quần áo sạch sẽ rồi đến bệnh viện thăm con chú. Hiện giờ cậu ấy đang được sắp xếp để đưa đi bệnh viện tỉnh, tìm bác sĩ giỏi nhất cho cậu ấy, chữa trị theo cách tốt nhất. Lão Lỗ nửa tin nửa ngờ. Cậu có lừa tôi không? Cháu không bao giờ lừa dối người lớn tuổi. Lời Hạ Tưởng nói là thật, lại cường điệu thêm một câu. Nhất là một người lớn tuổi bơ vơ bất lực như chú, lừa những người thế này là rất có lỗi, xin trời đất chứng giám. Một câu trời đất chứng giám đã khiến lão Lỗ lại nước mắt lưng tròng, lão nắm chặt tay Hạ Tưởng. Đồng chí nhỏ, cậu thực sự là người tốt nhất, cậu có thể cứu được con tôi thật sao? Cháu chỉ có thể nói hết lòng cứu chữa cho cậu ấy. Có thể chỉ tận gốc căn bệnh hay không thì còn phải chờ bác sĩ nói thế nào đã. Hạ Tưởng cũng không mạnh miệng hứa hẹn với lão Lỗ, mà nói thành thật. Lão Lỗ gật đầu một cách nặng nề. Những lời này là nói thật, cậu là người thật thà, tôi tin tưởng cậu. Đã có người nói với tôi là có thể trị hết bệnh cho nó, tôi biết là gã lừa người. Không phải là bác sĩ làm sao biết nói những việc chuyên môn của bác sĩ. Cậu là một thanh niên thành thật. Hạ Tưởng gật gật đầu. Chúng ta xuống dưới thôi, chú Lỗ, mái nhà lạnh lắm, cẩn thận lạnh rồi sinh bệnh. Lão Lỗ hoàn toàn tín nhiệm Hạ Tưởng, cất bật lửa đi, xuống dưới cùng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dìu lão Lỗ, vừa nói chuyện vừa xuống bên dưới. Đi vào bên trong chưa được bao lâu thì phát hiện mưa gió trở nên to hơn, rất nhiều công nhân và dân thôn cũng kêu lạnh, may mắn trên cơ bản Ngô Cảng Đắc đã khống chế được tình thế, hai bên đã giảm bớt cường độ, có dấu hiệu buông lỏng. Trần Cẩm Minh và Hoa Tam Thiếu đã ở hiện trường duy trì trật tự bên phía công nhân, Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương vẫn đang nhìn vào bên trong tòa nhà mong mòn con mắt, chờ Hạ Tưởng xuất hiện, chỉ có Khang Thiếu Diệp vẫn ngồi trong xe không chịu ra ngoài, hiển nhiên là vừa sợ chịu trách nhiệm vừa sợ lạnh. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương cảm thấy cách làm của Khang Thiếu Diệp vô cùng đáng khinh miệt. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương vừa thấy Hạ Tưởng dìu lão Lỗ đi ra thì lập tức hô lên, vui mừng quá đỗi, vội vàng ra đón. Dân thôn thấy lão Lỗ xuống thì có người vui mừng bất ngờ, có người lại thất vọng, có người thì ánh mắt mơ hồ, có người thì ngầm gọi điện thoại. Còn nhóm công nhân thì vẻ mặt trang nghiêm, tự giác nhường đường cho Hạ Tưởng, đứng sang hai bên, nhìn Hạ Tưởng không rời mắt, vì bọn họ đã biết người đứng trước mặt bọn họ là chủ tịch quận Hạ Tương Truyền, họ muốn nhìn kỹ vị chủ tịch quận Hạ coi công nhân như anh em. Khang Thiếu Diệp ngồi trong xe ở phía xa,
trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chuyện xảy ra mà không tin được vào chính mắt mình. Hạ Tường thật sự thành công sao? Khuyên nhủ được lão Lỗ sao? Làm sao có thể thế được? Một lão già đòi sống đòi chết như vậy mà hắn có bản lĩnh khuyên nhủ được sao? Hạ Tường, mày đúng là có bản lĩnh, sao không đi làm công tác ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ? Đó mới hợp với mày. Khang Thiếu Diệp vừa tức vừa hận, y biết không có khả năng khiến lão Lỗ tự thiêu ngay trước mặt Hạ Tường, chỉ có thể xem lại bước tiếp theo của kế hoạch. Hạ Tường nhìn những công nhân ở xung quanh, có người trẻ tuổi, có người không trẻ lắm, nhưng tất cả đều không ngoại lệ chăm chú nhìn hắn một cách lễ phép, trong lòng cũng thấy cảm động, nói lớn tiếng. Các anh em công nhân, tôi là Hạ Tường, là bạn của các anh, hôm nay các anh đã kiềm chế được bản thân, tốt lắm, đàn ông đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm, tôi rất tán thưởng chí khí của các anh em. Nhóm công nhân được chủ tịch quận hạ mà họ luôn luôn tôn kính khen ngợi, không ít người kích động mặt đỏ bừng, mọi người khẽ nói nhỏ với nhau, không che giấu được vẻ hưng phấn. Hạ Tưởng giao lão Lỗ lại cho dân thôn, lại nói với bọn họ. Các bà con, vấn đề mà các vị phản ứng, vừa rồi khi ở trên đó, tôi đã nghe chú Lỗ kể lại tỉ mỉ và hiểu được rõ ràng tình huống, kế tiếp tôi sẽ phái người tra ra rõ ràng, rốt cuộc là người nào đã làm ra chuyện này. Rốt cuộc là ai cắt xén tiền bồi thường đất của các vị? Tôi đã hỏi rõ ràng số tiền cụ thể mà Ủy ban Nhân dân thành phố phải trả cho thôn Tiểu Đấu, nhưng cán bộ thôn của các vị chia xuống cho mỗi người bao nhiêu thì còn có chỗ đáng ngờ cần kiểm toán. Mời bà con đi về trước, tôi xin cam đoan với bà con, cho dù là người nào gây ra vấn đề, nhất định sẽ điều tra ra, để có một lời giải thích hợp lý với đồng bào. Cậu là ai? Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin cậu? Đúng vậy. Trẻ danh như cậu, lời nói dứt khoát không tính, bảo chủ tịch quận, bí thư đến, lời nói của bọn họ chúng tôi mới tin được. Mọi người mồm năm miệng 10, nói không ngừng. Mọi người hãy nghe tôi nói đây. Lão Lỗ uống một ly nước ấm, tinh thần đã tốt hơn một chút, gạt bỏ đám người mà lớn tiếng nói. Tôi tin thằng nhóc này, lão Lỗ tôi đảm bảo hắn là người tốt, lời hắn nói là thật đấy, không phải là mạnh miệng nói suông đâu. Lão Lỗ tuy cứng đầu nhưng lại khá có uy danh ở thôn Tiểu Đấu, lão vừa nói, tiếng phản đối và nghi ngờ lập tức nhỏ đi nhiều. Nghe tôi nói đi, bây giờ mọi người về nhà đã, chuyện này về sau hãng nói. Hiện giờ mưa to gió lớn như vậy, mọi người đã dãi nắng dầm mưa, chẳng đáng để bị ốm. Tin lão Lỗ này thì đi theo tôi. Lão Lỗ vừa ra ngoài thấy nhóm công nhân đối với hắn rất tôn kính, ánh mắt thân thiết và sung bái, lão biết Hạ Tưởng là người tốt thực sự. Lão mặc kệ Hạ Tưởng là chủ tịch quận hay vị quan lớn nào, lão trực tiếp cảm nhận thấy Hạ Tưởng có thể tin tưởng được, là người tốt. Lão Lỗ vừa nói, liền không có ít người ở hiện trường dao động. Quả thật là thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt, chẳng ai chịu nổi, nói cho cùng sự việc cũng là do lão Lỗ khởi đầu, hiện giờ lão lại nhụt chí, muốn về nhà, vậy mọi người còn gắng gượng làm chi. Lão Lỗ dẫn đường, những dân thôn muốn đi theo lão cũng đi sau, lục tục lui về. Tất cả mọi người ở đây đều thở phào một cái, cuối cùng một sự kiện quy mô lớn đã không xảy ra xung đột, không ai gây chuyện khiến nó trở thành sự kiện có tính chất ác liệt. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thả lỏng được một chút, nghĩ thầm rằng nói không chừng sự việc ngày hôm nay có thể giải quyết được rồi, kế hoạch của Bạch Chiến Mặc thất bại, chắc ông ta cũng cười không nổi. Đang lúc mọi người đều mỉm cười, cho rằng mưa gió hôm nay sắp qua là lúc đột nhiên bên trong đám dân thôn có người hô to. Bị lừa rồi. Đồng bào, chúng ta bị lừa rồi, bị người ta làm trò khỉ. Cảnh sát đã đến, còn có công nhân cũng đến vây quanh chúng ta, muốn bắt chúng ta ngồi tù. Xa xa bụi đất bay lên, mấy chiếc xe cảnh sát nhanh như chớp thẳng đến hiện trường. Lại nhìn thấy trên đường quốc lộ có mấy chiếc xe tải đang chạy đến rất nhanh, trên xe tải có rất nhiều người, tất cả đều là công nhân xây dựng. Hả, thật sự muốn bắt chúng ta sao? Mẹ ơi, bị lừa thật rồi. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, xe cảnh sát và công nhân tới đúng thời điểm thật. Vừa dứt lời, đám dân thôn sao động một hồi, có người bắt đầu nói ồn ào. Chạy mau, nếu không bị bắt thì thảm rồi. Không chạy được rồi, bị bọn họ bao vây, phải liều mạng với bọn họ thôi. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Ngô Cảng Đắc một cái, Ngô Cảng Đắc lập tức hiểu ý, đứng ra la lớn. Tôi là phó chủ tịch quận Hạ Mã, Ngô Cảng Đắc, tôi xin cam đoan với mọi người. Tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện bắt người. Mọi người xếp thành hàng, đi dần ra là được, không cần lo lắng. Phó chủ tịch quận sao, càng không tin ngươi được,
đánh ngươi này. Ngô Cảng Đắc còn chưa dứt lời, đã có một hòn đá bay ra từ phía bên trong đám người, đập vào mũi của Ngô Cảng Đắc, lập tức máu chảy đầy mặt. Hạ Tường liền định tiến lên thì bị Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương kéo mạnh lại. Lãnh đạo, không thể đi, nguy hiểm lắm. Hiện giờ có người cố ý chơi xỏ, ngài mà đi sẽ thành mục tiêu ngắm đánh. Hạ Tường còn chưa kịp giãy khỏi tay hai người, thì thấy bên trong đám dân thôn đột nhiên nhảy ra 5-3 người thanh niên, vọt vào đám công nhân đánh đá. Nhóm công nhân bị bất ngờ không kịp tránh né, bị đánh cho đầu óc choáng váng. Đến khi phản ứng lại, làm sao chịu nổi nỗi tức giận này. Mỗi người đều lấy dụng cụ, vài người hợp lại thành một nhóm đánh lại. Một số người trẻ tuổi đánh ở bên cạnh hô. Các bà con, mau đánh lại, bị đòn thì phải đánh lại, đừng để bị bắt. Mọi người mau đánh trả lại, đánh một đòn chưa đủ thì hai, đánh đi, đánh bọn chó Nhật. Đánh bọn chó đi. Lại có mười mấy người bên trong đám dân thôn vào tới bên trong nhóm công nhân thấy vậy cũng không phục, đều ứng chiến đánh trả lại, chỉ một lát đã thành cuộc hỗn chiến. Hạ Tường biết rằng, có những kẻ có dụng tâm kín đáo trốn bên trong đám dân thôn không kiềm chế được ra tay, vừa lúc này Lịch Phi chạy tới, không kịp báo cáo với Hạ Tường một tiếng, liền vội vàng sắp xếp lực lượng cảnh sát, phòng ngừa tình huống mở rộng thêm một bước. Nhưng số người anh ta mang đến chỉ có hạn. Căn bản không thể đối phó được nguy cơ trước mắt, chỉ có 20 cảnh sát mà phải đối phó với sự kiện mấy trăm người, quả thật là cục diện không thể khống chế được. Tình thế gần như sắp bùng nổ, tiếng đánh đập, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi tức giận, tiếng âm thanh đánh đấm, lẫn tiếng mưa gió gào thét, các loại âm thanh lọt vào tai, mỗi một tiếng như đánh một đòn vào trái tim Hạ Tường. Tiếng Ngô Cảng Đắc và Phó Tiên Tiên nhắc nhở lúc này vang vọng trong đầu hắn một cách rõ ràng, hắn biết. Khẳng định là lúc này có người trốn trong đám người kia, chờ thời cơ đánh hắn một đòn chí mạng. Phải, chính là thừa dịp tốt hỗn loạn này để âm thầm xuống tay, nếu hắn có thể trốn dưới hiểm trợ của Triều Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm, trốn được vào trong xe, có lẽ sẽ tránh thoát được độc thủ âm thầm, nhưng tình thế trước mắt lại không để cho hắn có hành động bo bo giữ mình như vậy. Khang Thiếu Diệp đã trốn ở trong xe không ra, hắn là chủ tịch quận, Bạch Chiến Mặc lại đang ở thủ đô. Hiện tại hắn chính là người đứng đầu ở quận Hạ Mã. Nếu hắn lâm trận lùi bước, hắn thấy rất có lỗi với lương tâm, có lỗi với chức trách của mình, có lỗi với các anh em công nhân và mỗi một người đồng bào. Hạ Tường gạt tay của Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương ra, hét lớn một tiếng. Hai người đỡ Cảng Đắc đi trước. Hắn tách đám người ra, kéo Ngô Cảng Đắc đang nằm trên mặt đất đứng lên, giao anh ta cho Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương. Không cần để ý đến tôi, đi mau. Chương 594, chỉ mành treo chuông. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương tuy rằng khá sợ nhưng chủ tịch quận hạ làm việc nghĩa không chùn bước, xung phong về phía trước, bọn họ làm sao dám lùi bước. Liền cũng không chịu đi. Ngô Cảng Đắc từ dưới đất đứng dậy, lấy tay lau khuôn mặt dính máu, còn cố cười gượng. Không cần để ý đến tôi, lãnh đạo, tôi không sao, năm đó bị người ta đánh cho trên đầu nở hoa. Vết thương nhẹ thế này có nhằm nhò gì? Mẹ nó, có người đứng sau lưng hạ độc thủ, tôi sẽ bắt nó bằng được. Còn mẹ nó, đánh nhau thì đánh, ai sợ ai? Hạ Tường còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt đảo hai bên, phát hiện phía bên trái có người đang lén lút đến đây, trong tay cầm sẻng, không nói hai lời hung hăng nhằm vào hai chân hắn mà đánh. Thật là độc, một đòn là muốn hắn gãy chân, đã lâu Hạ Tường không hoạt động chân tay, trong lòng phẫn nộ. Nhảy lên phía trước tránh được cái sẻng đánh tới vù vù, sau đó đá ngược trở lại một đòn trúng mặt gã đánh lén, chỉ nghe tiếng hét ôi, thảm thiết, gã bị Hạ Tường đá một cước bay người. Cảm giác từ chân cho Hạ Tường biết, cơ bản có thể kết luận, gã đã bị gãy mũi. Đối phó với những kẻ tiểu nhân dùng độc thủ ám hại, không ác không được, Hạ Tường không phải là tượng đất mặc cho người nhào nặn. Hạ Tường đá một đòn đánh bay một người, khiến Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương trợn mắt há mồm kinh ngạc. Chủ tịch quận hạ theo bọn họ vẫn cảm nhận là ôn hòa như mùa xuân khi ra tay ác độc cũng thật là uy lực kinh người, không ngờ công phu quyền cước cũng rất giỏi. Hạ Tường đánh xong một người, nhưng không hề thả lỏng cảnh giác, trực giác phát hiện phía sau lại có người tập kích, nhìn lại quả nhiên thấy một tên thanh niên khỏe mạnh tay cầm một chiếc cờ lê lớn, lén lút đi tới từ phía đằng sau, bàn tay to giơ lên thẳng hướng hai chân hắn mà đánh. Chiếc cờ lê to dài hơn một mét mà đánh vào đùi. Thì tuyệt đối không gãy xương cũng dập nát, từ cảnh trước mắt hoàn toàn có thể đoán ra dụng ý của hai người vừa rồi, mục đích của đối phương chính là muốn nhằm vào hai chân hắn, chính là muốn hắn gãy chân,
để hắn không thể đứng dậy nổi. Lửa giận trong lòng Hạ Tưởng ngày càng mạnh, không đợi tên kia tới tiếp cận, chủ động tiến lên phía trước một bước. Cúi xuống xoay người, đá vào đùi phải của gã. Chiêu vừa rồi của Hạ Tưởng vừa nhanh vừa chuẩn, tên kia không ngờ Hạ Tưởng có võ đánh trả lại, căn bản không hề phòng bị, muốn nhảy tránh cũng không kịp, bị Hạ Tưởng đá một cước giữa đùi phải, chỉ nghe một tiếng, răng rắc, xương đùi phải đã gãy. Một người đàn ông to lớn như vậy lập tức ngã nhào xuống đất, đau đến lăn lộn. Hạ Tưởng cũng không thèm liếc mắt nhìn gã, trong lòng không có một chút thương hại, xoay người lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương nói. Các anh đưa Cảng Đắc đi mau, tôi có thể tự lo cho mình. Không được dài dòng, tình thế đang nguy cấp. Còn chưa dứt lời, Ngô Cảng Đắc hô to một tiếng. Lãnh đạo, cẩn thận. Vừa rồi chính mắt Ngô Cảng Đắc thấy hai người đó đúng là muốn nhân cơ hội hạ độc thủ với Hạ Tưởng, trong lòng phẫn nộ khó mà kìm được. Hạ Tưởng đối với anh ta ân trọng như núi, không có Hạ Tưởng thì sẽ không có anh ta như ngày hôm nay. Ai muốn hại Hạ Tưởng có nghĩa là muốn hại anh ta. Anh ta liền cố nén đau đớn, chú ý cẩn thận động tĩnh xung quanh Hạ Tưởng. Có thể nói, kinh nghiệm của Ngô Cảng Đắc với chuyện như thế này phong phú hơn so với Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương chỉ có lo lắng cho chủ nhân chứ không có kỹ năng bảo vệ chủ nhân. Ngô Cảng Đắc thì khác, anh ta biết hai người vừa rồi nhằm vào Hạ Tưởng là muốn thừa cơ làm loạn để hại người, mục đích chỉ có một, làm hại Hạ Tưởng. Làm sao Ngô Cảng Đắc có thể đứng nhìn người khác động đến một sợi tóc gáy của Hạ Tưởng được? Anh ta liếc mắt một cái thấy có một người đang chạy thẳng tới, chỉ biết là chuyện xấu. Hạ Tưởng đang quay sang Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương giải thích sự tình, nhất thời phân tâm không lưu ý, anh ta liền biết có chuyện lớn không tốt rồi. Một người gần 40 tuổi như Ngô Cảng Đắc, chưa từng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như ngày hôm nay anh ta từ dưới đất đứng lên, dùng hết khí lực bình sinh chưa dùng tới bao giờ hô to một tiếng. Không được làm tổn thương lãnh đạo của ta. Ngô Cảng Đắc bay người thành một đường cong không đẹp mắt cho lắm xen vào giữa Hạ Tưởng và tên hành hung người là bởi vì trên tay tên hành hung cầm một cây gậy gỗ, y định dùng hết sức đánh vào hai chân Hạ Tưởng, lại bị Ngô Cảng Đắc chặn lại ở giữa, tay y đang dùng hết sức, lại bị Ngô Cảng Đắc ngăn lại nên thành ra đánh vào lưng của Ngô Cảng Đắc một đòn thật mạnh. Một tiếng động mạnh vang lên, Ngô Cảng Đắc quát to một tiếng, tên kia gục xuống. Tuy từ lưng truyền đến cảm giác đau vô cùng, nhưng vì Hạ Tưởng, anh ta rất tức giận, đánh cho người ở dưới chân thật mạnh. Con mẹ nó, chó Nhật, khốn khiếp, dám đánh chủ tịch quận Hạ, tao đánh chết mày. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương cũng chỉ quan hệ bình thường với Ngô Cảng Đắc, vì cảm thấy anh ta hơi đáng sợ, tự giác duy trì khoảng cách với anh ta, luôn để mắt chú ý anh ta. Nhưng hôm nay thấy tấm lòng của anh ta đối với Hạ Tưởng, không hề để ý đến an nguy của bản thân mà xông ra. Mặc dù tư thế hơi bất nhã, miệng nói lời thô tục, nhưng trong mắt hai người, hình tượng của Ngô Cảng Đắc liền thăng hoa trong nháy mắt, mặc kệ là hình tượng tốt hay xấu, tố chất cao hay thấp, chỉ cần là người quên mình vì bảo vệ chủ tịch quận Hạ, đó chính là người rất tốt. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương cũng không giữ hình tượng bình thường nữa, lửa giận lên ngút trời, bước lên một trái một phải giúp Ngô Cảng Đắc đè cánh tay của tên đang nằm trên mặt đất mắng. Đánh này, dùng sức đánh này, khốn khiếp. Người xấu muốn hại chủ tịch quận Hạ thì chính là kẻ thù của Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương, hai người mỗi người đá một cước vào chân tên kia, dùng hết sức lực, chỉ hận không thể đá một cước gãy chân chó của y. Hạ Tưởng cũng không cố gắng ngăn cản Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương, trong lúc hỗn loạn chỉ có tự mình bảo vệ mình mới là chân chính. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lịch Phi sứt đầu mẻ trán đang vội vã ngăn cản tình thế mở rộng, mà mấy người công nhân trên xe cũng lục tục xuống, người cầm đầu đúng là Hùng Hải Dương. Lão Tiền cũng đi theo sau Hùng Hải Dương, ông ta liếc mắt một cái liền thấy Hạ Tưởng ở giữa đám người, không nói hai lời liền phóng về hướng Hạ Tưởng. Tôi đi bảo vệ lãnh đạo. Hùng Hải Dương vung tay lên, hướng gần 200 công nhân phía sau hô. Nhiệm vụ hàng đầu, bảo vệ chủ tịch quận Hạ. Nhiệm vụ thứ hai, không thể để anh em công nhân cao ốc hỏa thụ chịu thiệt. Hùng Hải Dương nhận được điện thoại của Hoa Tam Thiếu, ngay lập tức triệu tập người đến cao ốc hỏa thụ cứu gấp. Tổng cộng triệu tập được hơn 200 công nhân, hơn nữa cao ốc hỏa thụ vốn có hơn 100 công nhân, ngay lập tức phe công nhân đạt được ưu thế về số lượng. Trong lòng Hạ Tưởng đã định, bảo công nhân của Hùng Hải Dương hỗ trợ Lịch Phi, thống nhất do Lịch Phi chỉ huy, chắc là có thể ổn định tình thế. Chỉ cần tình hình ổn định vững vàng, thì sẽ bắt mấy tên ra độc thủ trốn trong đám người,
là có thể thuận lợi giải quyết được chuyện hôm nay. Không nghĩ là lực lượng cảnh sát không đủ thì lại có công nhân đến tiếp viện. Chờ sự việc qua đi, phải nói mạnh với phòng công an một chút, Lịch Phi đến chậm cả nửa tiếng đồng hồ, hơn nữa đến cũng chỉ đem theo 20 người, không cần nghĩ cũng biết là đã bị bên trong phòng công an kiềm chế. Quả nhiên, Lịch Phi ra sức đến trước mặt Hạ Tưởng, hớt hơ hớt hải nói. Lãnh đạo, xếp Lục không cho người ra ngoài, tôi phải nỗ lực lắm mới tìm được 20 anh em, người quá ít, không duy trì được cục diện. Hùng Hải Dương và Lão Tiền cũng đến bên cạnh Hạ Tưởng. Lãnh đạo, chúng tôi đã tới chậm, xin lãnh đạo phê bình. Hạ Tưởng lấy tay chỉ về phía Hùng Hải Dương. Lão Hùng, anh tổ chức nhóm công nhân, anh là người cầm đầu, toàn bộ nghe theo xếp Lịch chỉ huy. Lão Tiền, ông và Hoa Tam Thiếu cùng nhau phối hợp, cố hết sức khống chế cảm xúc của công nhân, hết sức khống chế mấy người đang hăng nhất, không được để dân thôn bị tổn thương, nhất là người già và trẻ nhỏ. Vâng, vâng, Lịch Phi và Hùng Hải Dương nhận lệnh mà đi. Lão Tiền do dự một chút, ông ta vốn định ở bên cạnh bảo vệ cho Hạ Tưởng, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Hạ Tưởng, liền cắn răng xoay người đi tìm Hoa Tam Thiếu. Một mình Hạ Tưởng đứng giữa sân, thấy xung quanh ồn ào tiếng người, người đến người đi hỗn độn, tiếng la ó, tiếng mắng chửi tức giận, tiếng khóc giống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngược lại tâm tình lại bình tĩnh trở lại một cách dị thường. Ánh mắt dừng lại ở phía xa xa, thấy Khang Thiếu Diệp trốn trong xe không dám xuống, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khinh miệt. Không tha thứ cho phó bí thư này dù chỉ một chút, phó bí thư mà gặp chuyện chỉ biết trốn ở bên trong xe, phó bí thư này có tư cách gì mà ngồi trên vị trí phó bí thư quận ủy quận Hạ Mã đây? Thời điểm mấu chốt, gã có thể thật sự làm được gì cho dân cho nước? Khinh miệt vẫn là khinh miệt, thể chế chính trị ở quốc nội xưa nay vẫn là như vậy, tuy rằng Hạ Tưởng thân là chủ tịch quận, không điều động được Khang Thiếu Diệp, cũng không thể chỉ huy tùy ý, không thay đổi được vị trí của gã, thậm chí Khang Thiếu Diệp còn có thể hạn chế quyền lực của hắn. Nguyên nhân vì Khang Thiếu Diệp là nhân vật số 2 ở đảng ủy, nhân vật số 3 ở quận Hạ Mã, quyền cao chức trọng, chẳng những ở bên trong quận ủy thì gần với Bạch Chiến Mặc, mà đối với toàn bộ nhân sự ở quận Hạ Mã cũng có chút quyền lực khoa chân múa tay. Hạ Tưởng thôi không nghĩ nữa, cân nhắc một chút cục diện trước mắt, trong lòng càng ngày càng hiểu rõ một việc, chính là độc thủ trà trộn bên trong dân thôn chính là tác phẩm của Phó Tiên Phong, là do Phó Tiên Phong chỉ huy điều khiển, Bạch Chiến Mặc bố trí cụ thể, sau đó lại có nhân viên bên công an phối hợp tham dự, lại có cả hành động của phần tử bất hợp pháp, tạo thành một sự kiện được do con người bố trí tỉ mỉ, mục đích chính là mượn cớ ra sức chèn ép tập đoàn Kim Thụ, mượn thời điểm thời thế hỗn loạn. Hạ độc thủ với hắn. Kế một mũi tên trúng hai đích thật độc, cho dù có tạo thành ảnh hưởng xấu cho tập đoàn Kim Thụ hay không, có tạo được lý do khiến Trần Cẩm Minh ngừng thi công hay không, điểm mấu chốt nhất chính là mượn thời điểm hỗn loạn, làm chuyện bất lợi đối với hắn, hơn nữa còn là bất lợi lớn. Từ mấy lần đối phương ra tay hạ độc thủ là có thể thấy được, Phó Tiên Phong muốn đôi chân của hắn. Một cán bộ què chân, cho dù có đầu óc, có năng lực cũng không thể lên tới địa vị cao. Nhất là lại đối với một cán bộ còn trẻ mà nói thì thân tàn phế còn khổ sở đau đớn hơn cả so với trực tiếp hủy diệt tiền đồ của hắn, có thể nói dụng tâm ác độc, lòng lang dạ sói. Nhưng lúc này, không phải thời điểm để căm hận Phó Tiên Phong, hắn phải làm sao để khống chế được cục diện, tránh cho tình thế mở rộng. Hạ Tưởng cũng biết năng lực của một người là hữu hạn, ví dụ như trường hợp hỗn loạn trước mắt, việc hắn có thể làm rất ít, ngoại trừ việc chỉ huy và sắp xếp, cũng chỉ có thể cố hết khả năng để khống chế tình hình phát triển thêm. Hơn nữa hiện tại hắn thân là chủ tịch quận, không thể xông vào bên trong đám người, tay đấm chân đá vào đối phương, chẳng những không giải quyết được vấn đề, còn có thể mang đến hình ảnh phản diện bất lương. May mắn sắp xếp vừa rồi của hắn đã có hiệu quả. Nhóm công nhân đã nằm dưới sự chỉ huy và điều động của cảnh sát, hơn nữa Hoa Tam Thiếu còn dùng hết cả sức lực khuyên can công nhân thủ hạ của gã, cuối cùng cũng tạm thời khống chế được cục diện. Nhóm dân thôn thì không thể so với nhóm công nhân, không có tính đoàn kết và sự gắn kết, sau khi mấy tên có dụng tâm kín đáo trà trộn ở bên trong bị đả đảo, những dân thôn bị kích động cảm xúc cũng dần dần tỉnh táo lại, lục tục ngừng đánh nhau. Trên mặt đất, bên trái bên phải là công nhân, là dân thôn. Cũng rõ ràng có cả mấy tên côn đồ. Lòng Hạ Tưởng đau đớn, đi về phía trước nâng người bị ngã dậy, phủi bụi đất dính trên người họ, thân thiết hỏi bọn họ có bị thương chỗ nào không, còn bảo Triều Vĩ Cương lập tức gọi cho bệnh viện đến cứu chữa cho người bị thương. Hạ Tưởng tỏ thái độ thân thiết, vẻ mặt chân thành,
nhất là hai mắt hắn trong veo, tỏa ra tình cảm chân thật, khiến tất cả mọi người đều cảm động. Hạ Tưởng vừa không có làm cao kiểu chủ tịch quận, lại không làm theo phong cách của cán bộ, mà làm cho người ta thấy lại có cảm giác một người trẻ tuổi thân thiết, trong mắt của người lớn tuổi, hắn là vãn bối, trong mắt những người đồng lứa, hắn là bạn bè, trong mắt trẻ nhỏ, hắn là một người chú, trong mắt nhóm công nhân, hắn là người anh em có thể tin cậy được. Hạ Tưởng đến nơi nào là mọi người đều bị sự chân thật của hắn cuốn hút, cảm xúc dần dần bình ổn trở lại. Hạ Tưởng nhìn thấy một ông lão hơn 60 tuổi bị đánh khiến mặt đầy máu, ngồi dưới đất, hắn liền cảm thấy rất khổ sở, vội lấy khăn tay ra lau máu trên mặt giúp ông lão. Ông à, ông đã lớn tuổi rồi, sao còn phải chịu tội khổ này? Ôi, người đâu mau đến cầm máu cho ông. Ông lão ôm lấy tay Hạ Tưởng. Cậu thanh niên, tôi thấy mặt mũi cậu hiền lành giống người tốt, cậu giúp tôi chủ trì công lý, dù tôi có phải mất chút máu cũng không sợ, nhưng chỉ không thể chịu được oan ức. Vừa dứt lời, lão lỗ không biết từ đâu xông ra, cũng giữ chặt lấy tay Hạ Tưởng, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu thanh niên, cậu đúng là người tốt rồi, vừa rồi con tôi gọi điện thoại tới, nói nó đã ở bệnh viện, nói là các bác sĩ đang hội chẩn, bệnh của nó có khả năng trị tận gốc. Cảm ơn cậu, lão già này xin dập đầu trước cậu. Lão lỗ định cúi lại, Hạ Tưởng không thể để lão dập đầu trước mặt mọi người, giơ tay đỡ, vừa giữ chặt được tay lão lỗ. Bỗng nhiên nghe phía sau lão lỗ có tiếng động lạ thường, tích, một cái, giống tiếng đánh bật lửa, Hạ Tưởng kinh hãi, mùi xăng trên người lão lỗ còn rất nặng, xăng chưa bốc hơi hết. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, chỉ nghe bùng lên một tiếng sau đó ngọn lửa đột nhiên bùng lên từ phía sau lão lỗ, lửa lan rất nhanh, ngay cả tay Hạ Tưởng cũng bị bỏng. Người lão lỗ bùng cháy, đám người xung quanh lập tức khiếp sợ, sợ tới mức đều lùi về phía sau. Chỉ trong chốc lát, nửa người lão lỗ đã bị ngọn lửa vây quanh, lão bị lửa thiêu đau đớn, há miệng mà không kêu nổi, khuôn mặt méo mó vặn vẹo. Tất cả mọi người không dám lại gần, chỉ có Hạ Tưởng vẫn nắm chặt hai tay lão lỗ không buông. Hạ Tưởng biết chắc chắn có người cố ý phóng hỏa, nhưng hiện tại không cố gắng xem người sau lưng lão lỗ là ai, hiện giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, cứu người. Nhưng vào lúc này, có một người tay cầm xẻng, bước vài bước lại gần đằng sau Hạ Tưởng. Lại định đập xẻng vào hai chân Hạ Tưởng, thề không đạt mục đích không bỏ qua. Hạ Tưởng đang cởi áo giúp lão lỗ dập lửa, đối phương lại lựa chọn thời điểm này để xuống tay, có thể nói là khá nhọc lòng rồi, làm cho người ta muốn tránh cũng không được, phen này Hạ Tưởng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương trơ mắt nhìn Hạ Tưởng bị người ta ám hại, tim như bị dao cắt, đồng thời dùng hết lực hô to một tiếng. Chủ tịch quận Hạ. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người như dừng lại ở hình ảnh, Hạ Tưởng cởi áo của chính mình, không nề hà ngọn lửa nguy hiểm, dập tắt lửa giúp lão lỗ, mà ở phía sau hắn, ánh sáng chiếu vào chiếc xẻng đang được giơ cao lóe lên, dùng một lực không thể đỡ nổi nhằm hai chân hắn đánh tới, một khi dính đòn, tất cả mọi người đều biết rõ hậu quả, hai chân chắc chắn sẽ gãy. Mà Hạ Tưởng thì hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm phía sau lưng, chỉ một lòng muốn dập lửa cho lão lỗ, vẻ mặt rất chuyên tâm. Toàn bộ chú ý đều đặt ở trên người lão lỗ, khi mọi người đều lùi về phía sau để tránh nguy hiểm, hắn không để ý nguy hiểm bị lửa thiêu phía trước, không để ý nguy hiểm bị xẻng đập vào đằng sau, chỉ biết một lòng cứu người, đây là ý chí và hành động vĩ đại đến nhường nào. Cho dù là nhóm công nhân hay dân thôn, giờ khắc này đều bị hành động làm việc nghĩa không chùn bước của Hạ Tưởng làm cho cảm động, mặc dù có nhiều người không rõ lắm Hạ Tưởng là ai, làm chức vụ gì, nhưng biết hắn là người tốt. Một người trẻ tuổi có tình có ý, một chàng thanh niên đáng để người ta xúc động. Dường như ngay trong nháy mắt này, gió ngừng, mưa tạnh, trời đất cũng lệch lạc, không đành lòng vì sắp phát sinh một việc bi thảm. Ngay tại tình thế chỉ mảnh treo chuông này, ngay lúc mọi người cho rằng Hạ Tưởng nhất định dính độc thủ thì bỗng nhiên nghe được tiếng hét vang đau thương. Ai dám làm tổn thương chủ tịch quận Hạ, tôi sẽ liều mạng với nó. Là tiếng kêu phát ra từ tận đáy lòng của một người. Là thật lòng đau xót mà hét lên, chỉ thấy lão Tiền như một trận gió phóng đến sát bên, cố gắng nhảy thẳng vào đằng sau lưng Hạ Tưởng, dùng thân mình lão, dùng hai chân lão thay Hạ Tưởng nhận một cú va chạm lớn lao. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng được, ở thời điểm mấu chốt, sống chết trước mặt, sẽ có người lấy sinh mạng mình thay Hạ Tưởng đỡ một đòn chí mạng, ý chí này thật bi hùng biết bao, làm cho người ta khó tin đến cỡ nào. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, giữa đất trời. Chỉ có một giọng nói không ngừng vang vọng. Tôi sẽ liều mạng với nó.
Một tiếng hét thảm vang lên, hai chân lão tiền bị sẻng đánh trúng, một tiếng, răng rắc, phát ra, lập tức xương hai chân gãy, té ngã trên đất. Sau khi lão tiền ngã xuống đất, đau đến không nhịn được, vẫn còn lo cho an nguy của Hạ Tưởng, trước khi hôn mê còn hô một tiếng. Chủ tịch quận Hạ, chạy mau. Tuy rằng Hạ Tưởng không biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra, chỉ có điều hắn cố không quay đầu lại, lão Lỗ đang nguy cấp, hắn cởi quần áo bọc lấy đầu lão Lỗ, sau đó ôm ngang người lão chạy về phía sông Hạ Mã. Hạ Tưởng dùng hết sức lực toàn thân, không để ý tay đau đớn do bị cháy, gần như nâng nửa người lão Lỗ ngang mặt đất, 5 mét, 3 mét, 1 mét, Hạ Tưởng ôm lão Lỗ nhảy, bùm, một phát xuống sông Hạ Mã đang chảy cuồn cuộn. Nước sông lạnh đến thấu xương, lão Lỗ vừa chạm nước, toàn bộ lửa trên người bị dập, cuối cùng cũng thoát được khó khăn. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ nhất là lão Lỗ không hề biết bơi, hắn đành phải cầm lấy tay lão Lỗ, lại cố hết sức kéo lão vào bờ, lúc này mọi người mới sực tỉnh, đỡ lão Lỗ lên bờ. Lão Lỗ sợ tới mức ngã xuống đất tê liệt, cố gắng mà không đứng dậy được. Chương 595, đàn ông đến chết lòng vẫn vững như sắt. Đầu lão đen thui, toàn thân ướt đẫm, thần trí đảo lộn. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi mà sợ không thôi, sờ sờ lên người thấy không việc gì, sờ lên mặt thấy vẫn còn mũi, còn tai, mới yên tâm. Thực ra tuy là cháy xăng nhưng vì Hạ Tưởng xử lý đúng lúc, không để ý tới an nguy của bản thân, cởi áo giúp lão bịt kín thân thể, mà lão lại mặc áo bông, trời thì mưa, cản trở nhiệt lượng cháy của xăng mất một phần, lại bị Hạ Tưởng đúng lúc dìm vào nước, trên cơ bản chỉ bị bỏng ở bên ngoài, không có gì đáng ngại. Lại nhìn Hạ Tưởng tách đám người ra, sải bước đi đến trước lão Tiền, ngồi xuống xem xét vết thương của lão. Hai chân lão Tiền đã bị gãy, lộ ra xương đùi trắng, máu chảy đầy, dính vào lẫn với quần, vô cùng thê thảm. Ông ta nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên đã rơi vào hôn mê, miệng vẫn còn nói lơ mơ không rõ. Chủ tịch quận Hạ, cẩn thận, cẩn thận. Rốt cục Hạ Tưởng cũng không kìm nổi hai dòng lệ dài chảy xuống. Hắn đã tỏ rõ sự phẫn nộ, đối phương đã lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa còn dậu đổ bìm leo, đầu tiên là châm lửa vào lão Lỗ, rồi thừa dịp hắn cứu người để ra tay, nếu không phải lão Tiền xả thân cứu giúp, thì người ngã trên mặt đất lúc này chính là hắn, mà nói không chừng lão Lỗ cũng đã bị lửa thiêu chết rồi. Quả đúng là bọn súc sinh, một lũ khốn khiếp, một lũ súc vật tang tận lương tâm. Từ khi tái sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng thiếu chút nữa không khống chế được kích động trong lòng, muốn hung hăng xông lên đánh mấy tên côn đồ đã bị công nhân bắt, chỉ có điều hắn không thể không kìm nén lửa giận, hiện tại không phải lúc để báo thù, mà phải bình tĩnh lại, bởi vì trước mắt cứu người quan trọng hơn. Tất cả mọi người xung quanh Hạ Tưởng đều hết hồn, tất cả đều chấn động vì cảnh tượng vừa rồi, sau đó vẫn không thôi sợ hãi. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương vừa rồi sợ tới mức thiếu chút nữa là ngất xỉu. Lão Tiền ngã xuống đất, hai người liên vọt đến trước tiên, canh giữ bên người lão. Trần Cẩm Minh và Hoa Tam Thiếu đều kinh hoàng nhìn Hạ Tưởng dùng quần áo ôm lấy lão Lỗ trong nháy mắt. Đường đường là một chủ tịch quận, quan lớn cấp phó giám đốc sở mà lại không để ý đến nguy hiểm của bản thân để cứu một dân thôn. Ngoại trừ cảm động, những dòng nước mắt nóng hổi, bọn họ không biết dùng từ ngữ nào để hình dung ra tâm trạng của mình. Vì Hạ Tưởng chính là đang giải vây cho tập đoàn Kim Thụ. Giải nỗi ưu sầu cho bọn họ. Đến lúc có người đánh lén Hạ Tưởng trong nháy mắt, Trần Cẩm Minh và Hoa Tam Thiếu sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nếu Hạ Tưởng bị người ta đánh trúng, là gặp nạn trong lúc đang thay tập đoàn Kim Thụ giải vây, bọn họ sẽ áy náy, đừng nói đến chuyện cấp trên sẽ truy cứu trách nhiệm, ngay chính bọn họ cũng áy náy, khiến cả đời bọn họ cũng không yên. Chủ tịch quận Hạ là vị chủ tịch yêu dân nhất, là cán bộ thân với dân nhất, thật tâm nhất, cũng là cán bộ chính phủ nhiệt huyết nhất, có tình có nghĩa nhất mà bọn họ đã từng gặp. Cho đến khi lão Tiền nhảy ra thay Hạ Tưởng nhận một đòn, rồi Hạ Tưởng nhảy xuống nước cứu người, sau đó lại kéo lão Lỗ từ dưới nước lên, Trần Cẩm Minh và Hoa Tam Thiếu mới yên bụng lại lần nữa, hai người mới phát hiện tuy rằng hôm nay mưa to gió lớn nhưng trán lại đầy mồ hôi, kinh hồn bạt vía còn hơn cả là chính bọn họ bị tẩm xăng đốt vậy. Những chuyện vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tiêu điểm của mọi người đều dồn lên Hạ Tưởng. Tên vừa đánh lão Tiền bị thương đã chạy lẫn vào bên trong đám người, không biết trốn ở nơi nào, không ai để ý. 20 người cảnh sát của Lịch Phi đối mặt với một đám 400-500 người, căn bản là không có một chút tác dụng gì. Lịch Phi biết hôm nay anh ta mất mặt rồi,
thiếu chút nữa trước mắt anh ta mà lãnh đạo bị người ta đánh bị thương. Tuy rằng chỉ là có kinh hãi mà không có nguy hiểm nhưng trên mặt anh ta đã không còn điểm sáng. Hơn nữa, sự việc ngày hôm nay nói nhẹ là do anh ta làm việc bất lực, nói nghiêm trọng thì có thể khiến anh ta trở thành người vô dụng. Nếu Hạ Tưởng muốn tìm người chịu tội thay thì hắn có sẵn ngay một người rồi. Tuy nhiên nhìn thấy Hạ Tưởng dũng cảm không chút sợ hãi, Lịch Phi rất phục, có một lãnh đạo như thế, cho dù có bị oan ức anh ta cũng chịu, sợ cái gì. Một lãnh đạo có tình như vậy, sao không thể khiến anh ta chịu tiếng xấu thay cho được. Lịch Phi liền quyết định, nếu lãnh đạo cấp trên truy cứu trách nhiệm, anh ta sẽ một mình gánh vác. Những công nhân đã ở cùng Hạ Tưởng trước kia, nhìn thấy hành động cứu người dũng cảm vĩ đại của Hạ Tưởng, thì lại càng kính nể chủ tịch quận Hạ hơn nữa, bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, cử chỉ cứu người của chủ tịch quận Hạ là một hành động tự nhiên, vì hắn chính là một nhân vật anh hùng. Còn đám công nhân của Hoa Tam Thiếu cũng đã nghe truyền tụng về các chuyện của Hạ Tưởng, tuy rằng có tin nhưng cũng không phải chắc chắn lắm, còn hơi bán tin bán nghi, cho rằng công nhân của Hùng Hải Dương nói cường điệu lên, có chỗ không xác thực. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy hành động vĩ đại dũng cảm quên mình của Hạ Tưởng. Thậm chí không màng tới an nguy của chính mình để liều mạng cứu một ông già không quen biết, rất nhiều công nhân đều cảm động. Bọn họ biết, hình tượng chủ tịch quận Hạ mà họ nghe đồn không có chút nào là bị đề cao quá mức, mà ngược lại, so với chủ tịch quận Hạ mà họ nghe đồn thì chủ tịch quận Hạ trước mặt còn chân thật và đáng kính hơn nhiều, cũng càng làm cho người ta thật tâm nể phục. Nhưng thực ra Hạ Tưởng không có một chút gì cảm nhận anh hùng. Mắt hắn chỉ đầy những giọt lệ nóng, nhìn lão tiền hôn mê bất tỉnh, bao nhiêu câu nói mà không nói lên được, chỉ có lệ hai hàng. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương ở bên cạnh cũng rơi nước mắt, hôm nay bọn họ đã được chứng kiến cái gọi là sức hấp dẫn của con người, cái gì gọi là hào quang tình người. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu đổi là mình, chưa chắc bọn họ đã có dũng khí xả thân cứu người như lão tiền. Lão tiền đồng ý xả thân cứu Hạ Tưởng. Khẳng định là bởi vì Hạ Tưởng thật tâm đối đãi với lão. Nếu không anh cứ thử nói một chủ tịch quận bảo một tên cấp dưới, bảo gã hy sinh một chân vì anh ta, xem cấp dưới đó có làm hay không. 10 người sẽ có 9 người không đồng ý, điều kiện có ưu đãi thế nào cũng không ai đồng ý. Hai người chỉ biết, Hạ Tưởng trong cảm nhận của các công nhân quả thật có địa vị không ai sánh bằng. Cuối cùng xe cứu thương đã chạy tới, nâng lão tiền lên xe cứu thương. Hạ Tưởng bảo Kim Hồng Tâm đi cùng toàn bộ hành trình, sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ tốt nhất để chữa trị, còn hắn phải ở lại để xử lý hậu quả cho tốt. Vừa rồi dân thôn và công nhân đánh nhau có dùng dụng cụ, trên cơ bản không ai bị thương nghiêm trọng, có người nhìn qua thấy máu chảy khá là nghiêm trọng nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Cảnh lão tiền gãy chân lộ ra xương trắng đã kích thích mọi người, không ai còn dám đánh nhau nữa, đều ném hết dụng cụ trong tay. Không ai dám tiếp nhận ánh mắt trong cơn giận dữ của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bước vài bước đến trước mặt lão lỗ nói lớn tiếng. Sự việc ngày hôm nay chỉ có một lời giải thích, đó là có người ở giữa châm ngòi ly gián, đổi trắng thay đen, nói xấu tập đoàn Kim Thụ. Tôi có thể nói rõ ràng với mọi người, tập đoàn Kim Thụ không hề chịu trách nhiệm chia tiền bồi thường mà là do thành phố chuyển xuống cho ban quản lý thôn Tiểu Đấu, khoản tiền cũng không thiếu một phân. Nếu đến tay các bà con mà bị thiếu, vấn đề nhất định là ở chỗ cán bộ thôn, tôi sẽ nhanh chóng bố trí một tổ đến thôn Tiểu Đấu, điều tra rõ chân tướng sự thật, còn tập đoàn Kim Thụ thì hoàn toàn trong sạch, sẽ cho các bà con một giải thích hợp lý. Lời Hạ Tưởng nói là để cho dân thôn nghe, cũng là để Khang Thiếu Diệp đang trốn ở phía xa nghe. Hắn biết, trong sự việc ngày hôm nay ban quản lý thôn Tiểu Đấu khó thoát khỏi liên can. Ngoài ra còn thế lực đen bên trong lúc dân thôn hỗn loạn, tuyệt đối có liên quan đến việc cán bộ thôn âm thầm nhúng tay vào. Nếu đối thủ đã làm ra trò hay như vậy, mà Hạ Tưởng không tra ra rõ ràng thì hắn không phải là Hạ Tưởng. Hơn nữa còn đánh lão tiền bị thương, cũng chưa biết hai chân lão có chữa khỏi được không, thậm chí xém chút còn khiến lão lỗ chết cháy, quả thực là đã lấy mạng người ra để đùa giỡn. Cho dù là thế nào, Hạ Tưởng nhất định phải điều tra cho rõ ràng, tìm ra được nguồn gốc, điều tra ra là ai. Không tin là không thể điều tra ra bọn họ. Còn có mấy tên côn đồ hôm nay bắt được, người đứng phía sau sai bảo chắc cũng có thể tra ra được, tuyệt đối không thể tha cho bất cứ người nào tham dự vào. Đầu tiên lão lỗ nhận được tin con trai đã được sắp xếp ổn thỏa, rồi lại thiếu chút nữa bị thiêu cháy, rồi được Hạ Tưởng liều chết cứu sống, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Hiện tại vừa mới hơi chút hồi tỉnh lại, đã nghe mọi người mồm năm miệng mười kể lại tình cảnh lúc đó.
Hạ Tưởng không để ý mối nguy hiểm bị người ta đánh gãy hai chân để cứu lão. Cả đời lão cứng đầu chưa bao giờ phục ai, rốt cục cũng bị cảm động đến nước mắt rơi như mưa. Hạ Tưởng vừa nói dứt lời, lão ôm lấy hai tay Hạ Tưởng, thấy hai tay Hạ Tưởng đỏ bừng, trên da vẫn còn vết lửa cháy rộng, lại nhìn thấy Hạ Tưởng mặt đen thùi lùi, tóc bị đốt hết, cả hai tay cũng có dấu hiệu bị bỏng. Lão lỗ không ức chế nổi sự cảm động và thương xót trong lòng, thụp một tiếng quỳ xuống ngay trước mặt Hạ Tưởng, khóc không thành tiếng. Ân nhân à, cậu là ân nhân của cả nhà lão lỗ này, cho dù tôi làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được hết ân tình của cậu. Bây giờ Hạ Tưởng mới cảm nhận được cả người đau đớn khó chịu, hai tay cũng cảm thấy bỏng rát, hơn nữa cảm thấy khí lạnh tràn vào cơ thể, hai mắt tối sầm, có dấu hiệu bị cảm lạnh, dù sao vừa rồi liên tục mạo hiểm. Lại vừa dính lửa vừa ngấm nước, đầu tiên là bị lửa đốt, rồi lại nhảy vào dòng sông lạnh như băng, còn bị gió thổi khá lâu trên nóc nhà, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu được. Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn cố kéo mạnh lão lỗ uể oải nói. Chú lỗ, mau đứng lên, cháu chỉ làm những việc nên làm thôi, không đáng như vậy đâu. Lão lỗ bắt đầu giống như là đầu trâu vậy, quỳ đến chết không chịu dậy, còn lấy đầu đập xuống mặt đất, thùm thụp. Mỗi một tiếng là một âm thanh tuyệt vọng trong lòng lão, mỗi một âm thanh đều là lời cảm ơn, âm thanh tác động lên từng người ở đó như tiếng nước mắt rơi, tiếng máu rơi, đều khơi dậy trong lòng mỗi người sự cảm động và những giọt nước mắt nóng hổi, khơi dậy một sự cộng hưởng mãnh liệt. Ai nói trên đời này không có người tốt, rất nhiều dân thôn bị cổ động mà đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy lão lỗ lúc nào cứng đầu như trâu lại khóc lớn như một đứa trẻ, cúi xuống chân Hạ Tưởng. Dùng một động tác hèn mọn nhất cũng là chân thành nhất để diễn tả lời cảm ơn. Những người hiểu biết về lão lỗ đều biết rằng, cả đời lão lỗ không cam chịu chính là đứa con mắc phải bệnh hiểm nghèo, bán đi hết đồ đạc trong nhà mà lão cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Vậy mà hiện giờ hai dòng nước mắt chảy dài, dập đầu đến chảy máu, khóc giống lên như một đứa bé 3 tuổi lạc đường nhìn thấy người thân, đều là người cùng thôn với nhau, dân thôn tiểu đấu đều đỏ hoe mắt, thổn thức, ai cũng rơi nước mắt cảm thông. Nhóm công nhân vừa nãy còn hận lão lỗ thấu xương, cũng không ít người khóc thành tiếng. Lão lỗ hiện tại là vừa rồi cứng đầu như trâu khiến người ta hận không thể đánh hai chân lão đây sao? Lão cũng chỉ là một ông già đáng thương bị cuộc sống bất hạnh đè nặng trên lưng mà thôi. Rất nhiều công nhân đều nhớ đến người cha đầu đã bạc của họ, chắc tuổi tác cũng tương đương lão lỗ, có lẽ vẫn còn đang ở nhà lao động vất vả, có thể đang ốm nằm trên giường. Có thể tính tình yếu đuối nhưng giống lão lỗ ở một điểm là đều làm cha, một lòng yêu con, là một người cha nguyện lấy cái chết để chữa bệnh cho con. Thậm chí có mấy người công nhân ở phía nam xa xôi nhớ đến người cha ở quê nhà, tuổi tác cũng tương đương với lão lỗ, sự lo lắng của bọn họ tuyệt đối không bằng tấm lòng yêu con thuần khiết của lão lỗ, rốt cuộc bọn họ cũng không kìm nổi nước mắt bay theo gió. Giờ khắc này, mưa gió đang thét gào, dường như trời đất cũng thấu hiểu nỗi đau, sầu não vì một ông già. Vì tấm lòng của một người trẻ tuổi. Nhưng mà, đang lúc mọi người đắm chìm trong cảm động thì lại không ngờ đã xảy ra. Hạ Tưởng dùng sức kéo lão lỗ, dìu lão đến ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên, tiếng ô tô gầm rú phóng đến, một chiếc xe Jeep không biết từ nơi nào xông ra, giống như nổi điên phóng về hướng Hạ Tưởng. Giữa cao ốc Hỏa Thụ và sông Hạ Mã có một đường quốc lộ rộng hơn 10 mét, lúc này các công nhân đều đang tụ tập ở quảng trường phía trước cao ốc Hỏa Thụ. Chỉ có mấy người tới gần lão lỗ. Đại bộ phận dân thôn thì ở bên cạnh lão lỗ, gần phía bờ sông Hạ Mã. Một chiếc xe Jeep không có giấy phép đột nhiên vào tới, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là nhằm thẳng hướng Hạ Tưởng. Quốc lộ rất rộng, thực ra Hạ Tưởng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy ra là có thể tránh được. Nhưng mắt hắn nhìn thấy có một công nhân 17-18 tuổi đang đứng ngơ ngác giữa đường cái, cũng không biết là bị dọa cho trở nên ngốc nghếch hay là thất thần. Đối mặt với chiếc ô tô đang chạy như bay đến, không né không tránh, chỉ đứng mở to hai mắt nhìn, chân không hề nhúc nhích. Hạ Tưởng nóng lên, hắn có thể di chuyển dễ dàng, nhưng nếu ô tô đâm vào một người công nhân lao động thì chắc chắn cậu ta sẽ chết, mà cậu ta mới 17-18 tuổi, mới là một cậu bé. Hạ Tưởng cố gắng kìm cơn giận muốn chỉ trích kẻ ra độc thủ đứng phía sau, quả thực đúng là tên chó điên, hắn đột nhiên lao lên phía trước, đẩy người công nhân lao động ra. Sau đó nhảy sang một bên nhưng đã muộn. Đuôi ô tô đâm vào sau lưng Hạ Tưởng một cú thật mạnh, Hạ Tưởng chỉ kịp kêu hự một tiếng, liền thấy hai mắt tối sầm, thân mình văng lên rồi ngửa mặt hướng lên trời mà ngã xuống mặt đất. Xe Jeep cũng không dừng lại mà điên cuồng chạy vội đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Chủ tịch quận hạ. Chủ tịch quận hạ. Lãnh đạo. Ân nhân. Mọi người đều sợ ngây người, đều trở nên phẫn nộ. Cho dù là công nhân hay là dân thôn, tình cảm quần chúng sôi trào, chỉ chớp mắt liền tụ lại thành một dòng người hơn 100 người, mỗi người tay cầm một dụng cụ, đuổi theo hướng xe jeep chạy trốn. Kim Hồng Tâm sợ ngây người, Triều Vĩ Cương cũng sợ ngây người. Hùng Hải Dương chấn động, Hoa Tam Thiếu cũng chấn động. Trần Cẩm Minh bị dọa ngẩn người, Lão Lỗ cũng bị dọa thành ra ngốc nghếch. Lịch Phi chỉ cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm lại mà té ngã, trước mắt anh ta đã xảy ra sự kiện mang tính chất ác liệt, lãnh đạo bị người ta đâm ô tô bị thương, về công mà nói, chính là do anh ta không làm tròn bổn phận. Về tư mà nói, Hạ Tưởng là người dẫn đường cho anh ta trong chốn quan trường, Hạ Tưởng bị thương chính là hủy đi tiền đồ của anh ta, không khác gì chính anh ta bị thương. Hơn 20 cảnh sát cùng đi với anh ta đang bị Hạ Tưởng làm cho cảm động cay mũi, tâm tư dao động, đột nhiên xảy ra chuyện Hạ Tưởng bị đâm ô tô, trong nháy mắt, bọn họ giận như bị lửa đốt không ai chỉ huy, không ai ra lệnh, hơn 20 người toàn bộ nhanh chóng kéo mở cửa xe với vẻ mặt bi tráng, sau đó khởi động ô tô một cách nhanh nhất, một mạch điên cuồng đuổi theo kẻ gây họa. Ngô Cảng Đắc mặc dù trên mặt vẫn dính máu, mặt mày dữ tợn, nhưng trong nháy mắt khi Hạ Tưởng bị đâm ngã xuống, anh ta đột nhiên có một cảm giác tê liệt đau đớn, chỉ cảm thấy dường như người bị đâm là anh ta, chẳng những lo lắng mà còn khó chịu, có cảm giác hận mà không thể giết được kẻ gây ra thù hận. Lãnh đạo! Ngô Cảng Đắc khản giọng kêu lên, Phi ngay lập tức đến bên người Hạ Tưởng, ôm lấy Hạ Tưởng đang hôn mê, một người hơn 40 tuổi oa oa lên khóc lớn. Trời ơi, người tốt như vậy sao lại có người muốn hại chứ? Chúng mày có còn là con người nữa hay không? Vì sao chúng mày lại hại chủ tịch quận hạ, chúng mày, vì sao? Ngô Cảng Đắc ngửa mặt lên trời khóc ròng, hét lên vô cùng thảm thiết. Người công nhân được Hạ Tưởng cứu đã đi tới, rụt rè hỏi. Hắn là ai vậy? Hắn là chủ quận. Lão Lỗ run rẩy lại gần, cũng nhận ra là có gì đó không đúng. Cậu nói cái gì, cậu muốn nói anh ta là chủ tịch quận hả? Nhóm dân thôn đều súng lại, đều không thể tin được hỏi. Cậu thanh niên này là quan lớn sao, là chủ tịch quận hả? Anh ấy chính là người đảm nhiệm chức vụ lớn nhất trong chính quyền nhân dân của quận hạ Mã chúng ta, là chủ tịch quận hạ. Hùng Hải Dương và nhóm công nhân của anh ta cũng vây xung quanh, bọn họ đều từng cùng Hạ Tưởng đồng cam cộng khổ với các anh em công nhân ở huyện An, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người lại rưng rưng, hận không thể giống như Lão Tiền, thay Hạ Tưởng đỡ cú va chạm vừa rồi. Hùng Hải Dương mặt đầy nước mắt, nói với các công nhân xung quanh cao ốc Hỏa Thụ. Vì sao Lão Tiền lại liều mạng thay chủ tịch quận hạ đỡ một sẻng? Mọi người đều nhìn thấy trước mắt, suy bụng ta ra bụng người, chủ tịch quận hạ không phải là anh em tốt của công nhân chúng ta, là một lãnh đạo tốt sao? Chuyện năm đó ở huyện An, chủ tịch quận hạ đã cứu Lão Tiền một mạng, bây giờ đừng nói là hai chân Lão, ngay cả tính mạng Lão cũng đáng. Đừng nói Lão Tiền, nếu bảo tôi chết thay chủ tịch quận hạ, tôi mà nhăn mặt trao mày thì không phải đàn ông. Công nhân cao ốc Hỏa Thụ cho rằng những lời đồn về Hạ Tưởng không phải là hoàn toàn thật. Hôm nay, ngay trước mặt bọn họ, Hạ Tưởng trước cứu Lão Lỗ, rồi lại cứu nhân viên tạp vụ của bọn họ, hắn là ai vậy? Hắn đường đường là chủ tịch quận, là cán bộ kiêu hãnh ở tít trên cao, trong mắt hắn, dù là Lão Lỗ tóc bạc hay là nhân viên tạp vụ khỏe mạnh cường tráng đều được đối xử bình đẳng, đều coi bọn họ như thân nhân, đều xả thân cứu giúp bọn họ. Người công nhân lao động quỳ xuống, Lão Lỗ quỳ xuống, Hùng Hải Dương quỳ xuống, nhóm dân thôn và công nhân đều ngân ngấn nước mắt, có người ngồi xổm xuống, có người đứng thẳng, làm thành một bức tường người kín không có kẽ hở, sợ mưa gió sẽ làm ướt thân thể Hạ Tưởng. Nếu nhìn từ xa lại thì chỉ thấy mấy trăm người hoặc đứng hoặc ngồi xổm hay là quỳ, vây quanh một người trẻ tuổi đang hôn mê bất tỉnh ở bên trong, mấy trăm người hơn 1.000 con mắt đều tràn những giọt lệ nóng. Đó là vì bọn họ cảm nhận được một cán bộ tốt, một người có tấm lòng chân thật mà nhỏ lệ. Giờ khắc này, dường như trời đất cũng thấu hiểu nỗi đau, sông Hạ Mã cũng phát ra tiếng động nức nở, khóc vì những việc Hạ Tưởng đã làm. Chương 596, nổi trận lôi đình. Còn Khang Thiếu Diệp đang ngồi ở bên trong xe, mắt hơi động, vẻ mặt vô cùng phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ gì, là cảm động, là thông cảm, là khinh miệt, là không chấp nhận hay là vui sướng khi thấy người gặp họa. Bởi vì vừa rồi thôn dân và công nhân đánh nhau, bị thương khá nhiều, xe cứu thương đến nơi, chở đi mấy người, xe thứ hai còn chưa kịp trở về,
vì thế có người tìm một chiếc ô che, có người cởi áo, có người đứng ngăn gió thổi, tất cả mọi người đều cống hiến một phần sức lực, thầm nghĩ làm sao để Hạ Tưởng nằm được an toàn, không bị gió thổi, không bị mưa vùi. Hùng Hải Dương tỉnh táo lại, nói với Hoa Tam Thiếu. Lập tức truyền bố tin tức này cho tất cả các công nhân anh quen biết, chỉ cần phát hiện xe Jeep không giấy phép màu lục kia, cho dù phải trả giá thế nào, phải liều mạng cũng phải đánh hạ. Hoa Tam Thiếu gật đầu với vẻ mặt kiên quyết, Hùng Hải Dương lập tức gọi vài cú điện thoại. Một truyền 10, 10 truyền 100, đầu tiên là toàn bộ các công trường ở quận Hạ Mã sôi trào, ngay sau đó, tình cảm xúc động giữa các công nhân lan ra toàn bộ thành phố Yến, gần như tất cả các công trường ở thành phố Yến đều đình công, bởi vì tất cả các công nhân biết rằng, Phó Chủ tịch huyện Hạ trước kia và nay là Chủ tịch quận Hạ, vì cứu một anh em công nhân mà bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, kẻ gây ra họa lái một chiếc xe Jeep màu lục không có giấy phép, một khi phát hiện được, phải chặn lại. Tích chuyện về Hạ Tưởng đã được Lão Tiền hết tâm hết sức truyền tới gần như toàn bộ công nhân trong các công trường ở thành phố Yến, hôm nay lại xảy ra sự kiện thật, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, đều ngừng công việc trên tay, ra đường chặn chiếc xe. Vì thế giữa trưa một ngày thu mưa sầu gió thảm, giữa trưa một ngày thứ bảy bình thường, không ít người thành phố Yến phát hiện một cảnh tượng vô cùng bi tráng, rất nhiều công nhân đi trên đường, đứng ở các giao lộ, đều mang một vẻ mặt kiên quyết, nhìn chăm chú vào dòng xe cộ đang đi lại, cảnh sát giao thông khuyên cũng bất động, người qua đường kéo cũng không đi, chỉ vì muốn chờ một chiếc xe đã đâm người cán bộ mà bọn họ cảm nhận được là tốt nhất. Không ít người thành phố Yến hỏi thăm mới biết hóa ra là bọn họ hành động vì một cán bộ tốt, lãnh đạo tốt, một chủ tịch quận anh dũng quên mình vì anh em công nhân, bọn họ cũng không ngăn được thổn thức, cảm thán mà nói, đã bao nhiêu năm nay mới được một lần nghe tích chuyện về một cán bộ, thật chẳng dễ dàng, đúng là khó mà có được. Hạ Tưởng đã thể hiện sự chân thành và tấm lòng chân thật của hắn, trong cảm nhận của dân chúng và công nhân hắn là một tấm bia lớn. Tại nhà ủy viên thường vụ thành phố Yến, Trần Phong đang ở trong nhà nghỉ trưa, khó mà có được một thứ bảy không có việc gì, mà trời lại đầy mây mưa, đúng là thời tiết thích hợp để ngủ, ông ta liền ngủ rất say. Đã lâu lắm rồi không có ngày như ngày hôm nay, thấy Trần Phong ngủ say sưa như vậy, vợ Trần Phong là Lưu Tố Tố đã để điện thoại của ông ta ở chế độ rung, đặt đại trên bàn nước. Đến gần 2 giờ, di động kêu lên, Lưu Tố Tố ở thư phòng không nghe thấy, Trần Phong liền lại càng không nghe thấy. Nếu bình thường, sau khi chuông di động vang lên, khẳng định sẽ không vang lên nữa. Trần Phong là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, ông ta không nghe điện thoại thì toàn bộ thành phố Yến này không có mấy người dám quấy rầy ông ta nữa. Không ngờ di động vẫn kêu lên không ngừng, kêu đến lần thứ ba, vừa đúng lúc Lưu Tố Tố đi vào phòng khách, giơ tay cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng đáp. Ai vậy, lão Trần đang ngủ chưa, không có việc gì quan trọng, đừng quấy rầy ông ấy. Cô à! Trong điện thoại truyền ra giọng nói dồn dập của thư ký Trần Phong, anh ta luôn gọi Lưu Tố Tố là cô. Xin cô mau chuyển máy cho lãnh đạo, có chuyện lớn xảy ra rồi. Thứ bảy nghỉ làm việc, có thể có chuyện gì lớn sao? Lưu Tố Tố hơi không vui mà hỏi một câu. Vất vả lắm lão Trần mới được ngủ một giấc say, một chút chuyện nhỏ thì đừng làm phiền ông ấy, bình thường ông ấy đã mệt rồi. Cô à, cháu không dám chậm trễ một giây, nếu chậm trễ, lãnh đạo mắng cháu chết mất, là Hạ Tưởng đã xảy ra chuyện. Thư ký của Trần Phong cũng họ Trần, tên là Trần Tiểu Như, anh ta cũng không phải là được trọng dụng hết mức trước mặt Trần Phong, nhưng cũng coi là một người cẩn trọng, thành thật, Trần Phong tạm thời dùng. Hạ Tưởng. Lưu Tố Tố giật mình, cái tên Hạ Tưởng cô nghe không dưới ngàn lần, tuy rằng chưa một lần nhìn thấy Hạ Tưởng, nhưng nghe từ Trần Phong cũng biết ông ta có thiện cảm với hắn, dù sao cũng là người Trần Phong tín nhiệm nhất. Cô liền ngây người sửng sốt, mới nói. Tôi đi gọi lão Trần ngay. Sau khi Trần Phong bị Lưu Tố Tố đánh thức, nhận điện thoại một cách mơ hồ, chỉ alo, một tiếng, sau đó mới nghe được Trần Tiểu Như nói hai câu, thì sắc mặt lập tức biến đổi, tức giận ngút trời hô to một tiếng. Cái gì? Giọng nói cực lớn làm Lưu Tố Tố đang rót nước thì nghe tiếng loảng xoảng, lỡ tay rơi chén nước đã bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô thấy Trần Phong nói lớn tiếng như vậy. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong tức giận ngút trời như vậy. Mặt Trần Phong biến đổi, hai mắt giận như muốn phun ra lửa, từ tuổi tác và cấp bậc hiện giờ của ông ta, sẽ có rất ít người có thể khiến ông ta tức giận đến thất thố như vậy, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay ông ta thực sự cảm thấy phẫn nộ trước giờ chưa hề có. Bang, dưới cơn thịnh nộ,
Trần Phong quăng nát cái di động, may mắn thế nào di động lại dừng ở trên mặt bàn nước bằng thủy tinh, khiến cho mặt thủy tinh dày như vậy mà cũng tạo thành vết rạn, có thể thấy được Trần Phong đã dùng sức rất mạnh, cơn tức giận đang lên rất cao. Thật quá mức, quá kiêu ngạo rồi, thật đáng làm người ta giận. Trần Phong cũng không có ý giải thích gì cho Lưu Tố Tố, giơ tay với cái điện thoại bàn, lại giao việc cho Trần Tiểu Như. Lập tức gọi cho Hồ Tăng Chu, Phó Tiên Phong, Phu Phồn Nhiên mời dự họp hội ý khẩn cấp. Ông ta lập tức quẳng cái điện thoại đi, mặc xong quần áo là xuống nhà, sau khi xuống dưới rồi mới nhớ di động đã hỏng, không có cách nào gọi lái xe tới đón, nên lại vẫy tay bắt taxi thẳng đến thành ủy. Tới thành ủy rồi mới phát hiện không mang theo tiền trên người, cũng may người lái xe thấu tình đạt lý, cũng nhận ra ông ta là bí thư thành ủy, nói thế nào cũng không lấy tiền xe của ông ta. Trần Phong cảm ơn người lái xe, không ngờ lái xe lại nói một câu khiến ông ta bùi ngùi hàng nghìn hàng vạn lần. Bí thư Trần, ngài đừng trách tôi lắm miệng, trước kia tôi cảm thấy quan chẳng có gì hay, hôm nay nghe được sự việc của chủ tịch quận hạ, tôi thực sự rất cảm động. Trước kia tôi cũng từng làm việc ở công trường, biết cảm nhận của họ, người cán bộ có thể khiến nhiều công nhân nhắc tới như vậy chính là cán bộ tốt nhất trời đất rồi. Thành phố Yến chúng ta có một chủ tịch quận hạ tốt như vậy, lòng tôi lại thấy nóng lên. Trần Phong đứng ngẩn người ở cửa thành ủy, một lúc lâu sau cũng không bước được một bước, trong lòng vừa chua xót lại vừa co thắt. Đến phòng họp thì người đã đến đông đủ, ba người Hồ Tăng Chu, Phó Tiên Phong và Vu Phồn Nhiên đã ở bên trong. Ngoại trừ Phó Tiên Phong đã biết chút chuyện đã xảy ra thì Hồ Tăng Chu và Vu Phồn Nhiên tuyệt đối không biết Trần Phong mời họp hội ý khẩn cấp nhằm mục đích gì. Hai người vẻ mặt hoài nghi, âm thầm đoán buổi chiều thứ bảy thì có chuyện gì long trời lở đất được chứ. Vừa tiến đến, trước tiên Trần Phong mặt xanh mét nhìn Phó Tiên Phong, sau đó không khách sáo ngồi xuống vị trí đầu hỏi. Hôm nay Phó Cục trưởng nào làm nhiệm vụ ở Cục Công an thành phố? Phó Tiên Phong đã biết được tin tức. Biết sự việc ở cao ốc Hỏa Thụ đã trở nên gay gắt, Hạ Tưởng không bị gãy chân, chỉ là bị xe đâm bị thương, thương thế thì không rõ, trong lòng gã vô cùng buồn phiền, thầm mắng người làm việc rất ngu, cục diện lớn tốt như vậy mà không ngờ không làm tổn thương được Hạ Tưởng, cũng không làm thành xung đột đổ máu được, thật đúng là một đám ngu ngốc. Phu Phồn Nhiên khó hiểu liếc mắt nhìn Hồ Tăng Chu, lo nghĩ đáp. Là đồng chí Tần thì Vũ. Trần Phong khẽ gật đầu, quay sang Trần Tiểu Như nói. Lập tức báo cho Tần Thị Vũ đến thành ủy họp. Trần Tiểu Như lập tức làm theo. Trần Phong kìm nén lửa giận, gằn từng tiếng nói. Các đồng chí, hôm nay ở công trường cao ốc Hỏa Thụ xảy ra sự kiện vô cùng đau lòng và phẫn nộ, trong khi xử lý vấn đề, đồng chí Hạ Tưởng đã xảy ra chuyện, bị người ta âm thầm ra tay hạ độc thủ, hiện tại bị thương nghiêm trọng, chưa rõ sống chết. Dầm, Trần Phong đập mạnh xuống bàn, lửa giận ngút trời rốt cục cũng phát ra. Đây là sự việc có mưu tính trước, có tổ chức, là sự kiện trọng đại có tính chất ác liệt, là có người cố ý khơi mào gây ra xung đột đổ máu, cố ý gây bất lợi cho đồng chí Hạ Tưởng, là vụ án nghiêm trọng do con người làm ra để cố ý trả thù cán bộ nhà nước. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ và nuông chiều những phần tử ác ôn bất hợp pháp, sẽ không dễ dàng tha thứ cho hành vi trả đũa cán bộ nhà nước. Trần Phong vừa nói đến sự việc đã gán ghép tính chất cho nó. Phó Tiên Phong thì ngoài mặt không có gì thay đổi nhưng trong lòng đang nghĩ Vương Đại Pháo đã sớm chạy rồi, toàn bộ sự việc là do Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo một tay bày ra, chỉ cần không tìm được Vương Đại Pháo, thì cho dù Trần Phong nhà ông có đưa sự việc lên tận tỉnh hay đến tận thủ đô cũng chỉ là sấm to mà mưa thì nhỏ thôi. Hiện tại chắc Vương Đại Pháo đã trốn ra khỏi thành phố Yến, đang khẩn cấp đến một tỉnh xa xôi ở phía Tây Bắc. Nhà họ Phó có quan hệ với địa phương và quân đội ở một tỉnh Tây Bắc. Đến lúc đó nếu việc không xong thì có thể giấu Vương Đại Pháo bên trong bộ đội, cho dù tỉnh ủy tỉnh Yến ra mặt cũng đừng mong bắt được Vương Đại Pháo. Còn có một con đường nữa là để cho Vương Đại Pháo xuất ngoại, dù sao, chỉ cần Vương Đại Pháo không bị bắt, thì sẽ không tra ra được Ngưu Kỳ. Không tra ra được Ngưu Kỳ thì không ra được Khang Thiếu Diệp và Bạch Chiến Mặc. Đã không còn nỗi lo về sau nên Phó Tiên Phong vẫn bình thản ung dung, không hề để trong lòng những uy hiếp của Trần Phong. Điều phiền muộn trong lòng gã chính là đáng tiếc thất bại trong gang tấc, cuối cùng không thể khiến Hạ Tưởng không đứng dậy nổi, không biết thương thế hiện tại của Hạ Tưởng rốt cuộc như thế nào rồi. Trần Phong vừa dứt lời, Hồ Tăng Chu và Vu Phồn Nhiên không hẹn mà đồng thời đứng lên, hai người đều mang vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được tin tức mới nghe vừa rồi. Hồ Tăng Chu và Vu Phồn Nhiên vì ở cùng phe cánh,
là một loại quan hệ hợp tác hữu hạn nhưng cũng là bạn bè với Hạ Tưởng, bỗng nhiên nghe được tin Hạ Tưởng sống chết chưa rõ, kinh ngạc vô cùng trợn mắt há mồm, giữa ban ngày ban mặt, trên địa bàn thành phố Yến, còn có người đánh lén Hạ Tưởng, ai mà to gan lớn mật đến như vậy. Phu Phồn Nhiên càng chấn động, thiếu chút nữa thất lễ mà kêu to thành tiếng. Hạ Tưởng chẳng những là một trong những người Ngô Tài Giang coi trọng nhất, cũng là cơ sở của ông ta đặt ở thành phố Yến, nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra với Hạ Tưởng, về công y mất đi một điểm tựa mấu chốt, về tư, y mất đi một người bạn có thể tâm sự, có thể mượn hơi. Hơn nữa đứng trên lập trường của Ngô gia, Hạ Tưởng có chuyện, tất nhiên sẽ kích động một loạt các phản ứng dây chuyền. Cuộc họp còn chưa kết thúc thì Ngô Cảng Đắc đi vào phòng với vẻ mặt đau thương căm giận đầy nước mắt, vừa thấy Trần Phong lại càng khóc lớn. Bí thư Trần, chủ tịch quận hạ hắn. Tiếng khóc bi thương này khiến cho mọi người ở đây, ngoại trừ Phó Tiên Phong đều đâm ra kinh sợ. Tống Chiêu Độ sau khi nghỉ chưa có thói quen uống trà buổi chiều. Hôm nay hiếm khi không bị Tống Nhất Phàm làm ầm ĩ, ngủ một giấc đã mắt đến tận bây giờ vẫn chưa dậy, ông ta còn có thời gian vô cùng nhàn nhã, ngồi một mình trong thư phòng xem báo, thưởng thức trà, nghe gió mưa mùa thu bên ngoài, tâm trạng thảnh thơi. Lén được nửa ngày nhàn hạ như kiếp phù du, một người xưa đã viết ra câu thơ khiến tất cả những người làm quan phải bùi ngùi, cho dù đã trải qua ngàn năm, hôm nay cũng vẫn áp dụng được y nguyên. Một nguyên văn, thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn, trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp. Trung nhật hôn hôn túy mộng gian. Hốt văn xuân tấn cường đăng sơn. Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại. Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Phù sinh, có nghĩa là sống trôi nổi trên mặt nước. Ý nghĩa nôm na chính là trong cuộc sống bận rộn hoặc mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên trộm chút thời gian để nhàn rỗi, làm chuyện mình muốn làm, nhân sinh như thế mới thú vị. Khi Tống Chiêu Độ vừa mới xem hết một trang báo, giơ tay lật trang thì điện thoại vang lên bất ngờ. Ông ta nhíu mày, có ý không muốn nghe, bởi vì ông ta biết, chỉ cần nghe điện thoại nhất định là có việc, nói không chừng buổi chiều nay đến cả ngày mai một khắc cũng không được rảnh. Cứ chần chừ, chưa quyết định có nghe hay không. Hôm nay tâm trạng không tồi, không muốn một chuyện vô vị nào đó làm hỏng mất tâm trạng. Không ngờ điện thoại mới kêu được hai tiếng liền ngắt, ông ta tưởng đối phương ngắt điện thoại, sau đó chợt nghe từ trong phòng tiếng khóc lớn của Tống Nhất Phàm. Tống Chiêu Độ kinh hãi, vội vàng chạy tới đẩy cửa phòng, thấy Tống Nhất Phàm ngồi dưới đất rất mất hình tượng, trong tay cầm điện thoại, vẻ mặt hoảng sợ, lao vào lòng ngực Tống Chiêu Độ khóc không thành tiếng nói. Cha, cha, anh Hạ, bị ô tô đâm. Anh ấy chết mất. Cái gì? Sắc mặt Tống Chiêu Độ biến đổi mạnh, giơ tay lấy điện thoại trong tay Tống Nhất Phàm, vội vàng quát vào máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau. Điện thoại trong nhà là hai máy thông nhau, có lẽ là Tống Nhất Phàm đang nói chuyện với bạn học nên đem máy vào phòng ngủ, cô bị điện thoại đánh thức nên tiện tay nghe máy luôn. Tống Nhất Phàm khóc giống lên thất thanh, thở không ra hơi, thấy Tống Chiêu Độ quát mà hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Nghe xong điện thoại, sắc mặt Tống Chiêu Độ cũng u ám, cuối cùng gác máy, đứng tại chỗ bình tĩnh một lát, nói với Tống Nhất Phàm. Con đừng khóc, con lập tức đến bệnh viện thăm Hạ Tưởng, cha đến cơ quan họp. Tống Nhất Phàm cũng khá kiên cường, lập tức ngừng khóc. Con đi thăm anh Hạ, cha đi điều tra rõ chân tướng sự thật. Đương nhiên phải điều tra rõ chân tướng sự thật, trong lòng Tống Chiêu Độ như có lửa đốt, căn cứ vào tin tức bước đầu. Có thể khẳng định là có người ở đằng sau sai khiến, mượn cơ hội hạ độc thủ với Hạ Tưởng. Nhân vật phía sau là ai thì chưa dám kết luận, nhưng có thể khẳng định thủ đoạn của gã khiến ông ta giận không kìm được. Đáng xấu hổ, vô sỉ, bỉ ổi, Tống Chiêu Độ không nghĩ được dùng từ ngữ ác độc nào để hình dung hành vi ác ôn của kẻ đứng phía sau, chỉ có điều có cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Từ khi quen biết Hạ Tưởng tới nay, ông ta vẫn thích tính cách luôn hướng về phía mặt trời, hướng về phía trước của Hạ Tưởng. Hắn đối nhân xử thế rất có trí tuệ, không kiêu không nóng nảy, lại thật lòng thật dạ, có thể nói là người trẻ tuổi có tiền đồ và đáng tán thưởng nhất mà ông ta đã từng gặp. Vừa không lõi đời một cách tầm thường, lại không khôn khéo một cách hào nhoáng, thẳng thắn thành khẩn, thản nhiên và trong sáng vô tư, nhưng lại có một chút ứng phó và xảo trá trong chốn quan trường khiến cho Tống Chiêu Độ vô cùng tán thưởng điểm sáng bên trong tính cách của Hạ Tưởng. Bởi vậy ông ta mới giả bộ không thấy Tống Nhất Phàm và Hạ Tưởng vẫn qua lại. Bỏ qua chuyện Tống Nhất Phàm có thiện cảm với Hạ Tưởng. Có một người như Hạ Tưởng coi như là anh lớn đưa Tống Nhất Phàm đi một đoạn đường,
cũng tốt cho cô về sau đỡ đi một chút đường vòng trong chuyện tình cảm nam nữ. Đương nhiên cũng có suy xét về chuyện kết tình hữu nghị cá nhân với Hạ Tường. Khi thấy Hạ Tường có triển vọng ở quận Hạ Mã thì liền bị người ta ám hại, trong quan trường có những mưu đồ công khai danh chính ngôn thuận, nhưng cũng có những mưu toan ngấm ngầm, nhưng có một quy định là không được làm sằng bậy. Cái đó gọi là chơi xấu cũng phải có luật, hiện giờ lại có người làm ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy, khiến cho Tống Chiêu Độ từ sau khi lật đổ Cao Thành Tùng đến giờ lần đầu tiên phải đem hết sức lực để bắt kẻ đứng phía sau đưa ra trước công lý. Phạm Duệ Hằng biết được tin tức Hạ Tường gặp chuyện không may là do Phạm Tranh gọi điện thoại tới báo. Phạm Tranh đang cùng Tề Á Nam ở khách sạn Yên Kinh trao đổi bước hợp tác tiếp theo trong công việc, đang lúc trò chuyện vui vẻ, thì nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì. Giọng Nghiêm Tiểu Thì nghẹn ngào hoảng sợ. Phạm Tranh, Hạ Tường đã xảy ra chuyện. Phạm Tranh so với trước kia chín chắn hơn rất nhiều, rất bình tĩnh hỏi một câu. Chuyện gì, đừng làm ầm lên, nói từ từ. Nghiêm Tiểu Thì cũng là chỉ biết một chứ không biết hai, nên nói vài câu. Anh nói dựng hỏi đến việc này một chút, Hạ Tường bị người ta hãm hại, không thể cứ để yên cho tên khốn khiếp này được. Dưới cơn giận dữ Nghiêm Tiểu Thì cũng thành ra chửi thề. Tề Á Nam cũng nghe được chuyện xảy ra, sau đó cũng sợ hãi, vội hỏi anh ta có thể làm được chuyện gì không. Phạm Tranh tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng sau khi trải qua rất nhiều việc, thì anh ta trở nên điềm tĩnh hơn nhiều so với trước kia, ngược lại khuyên Tề Á Nam không nên gấp gáp. Hiện tại có gấp cũng vô dụng, trước tiên đến bệnh viện thăm hỏi Hạ Tường, sau đó điều tra rõ chân tướng sự tình, ăn miếng trả miếng, lấy máu phải trả bằng máu. Khi nói đến câu cuối cùng mắt Phạm Tranh lộ ra một tia hung ác, nghiến răng nghiến lợi, khiến Tề Á Nam thầm giật mình, mới biết được công tử của chủ tịch tỉnh bình thường vẻ mặt ôn hòa nhưng khi tức giận cũng rất dọa người. Phạm Duệ Hằng đang ở trong nhà chơi cờ, sau khi nhận được điện thoại của Phạm Tranh, đầu tiên ông ta chậm rãi đi vài vòng trong nhà, rồi đột nhiên đá lật bàn cờ, cười lạnh một tiếng. Được lắm, thủ đoạn sắc bén. Người đang chơi cờ cùng ông ta là chủ tịch ngân hàng xây dựng tỉnh, thấy đường đường một chủ tịch tỉnh đột nhiên thất thố, giận dữ như vậy liền kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Phạm Duệ Hằng tức giận là bởi vì ông ta nhận ra được vấn đề mấu chốt, tuy rằng Hạ Tường không thuộc đường dây chính thức của ông ta, nhưng ít ra trong giới quan trường ở tỉnh Yên, hễ người nào có một chút trí tuệ chính trị thì đều biết quan hệ giữa Hạ Tường và Phạm Tranh. Nói cách khác ít nhất Hạ Tường cũng có quan hệ cá nhân khá tốt với anh ta, cho dù người ra tay có biết chuyện này hay không, cũng không phải điểm mấu chốt khiến ông ta tức giận, mà lửa giận của ông ta đột nhiên phát tác là bởi vì gần đây cục diện ở tỉnh có chuyển biến tinh tế. Mà yếu tố quyết định của chuyển biến này cũng mơ hồ có liên hệ với Hạ Tường. Chương 597, mây chuyển tứ phương. Quan hệ giữa Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh trước kia thì lãnh đạm mà bây giờ không biết từ khi nào lại trở nên chặt chẽ. Phạm Duệ Hằng không biết nguyên nhân rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ đoán được là bởi vì thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp được thuận lợi, cũng bởi vì Hạ Tường không ở tỉnh ủy, không làm cầu nối và giám sát giữa ông ta và Diệp Thạch Sinh nên quan hệ giữa hai người càng lúc càng xa. Nếu chẳng may giữa ông ta và Diệp Thạch Sinh xảy ra mâu thuẫn lớn thì đã có Hạ Tường ra mặt ở giữa dàn xếp. Nhưng lại chọn đúng lúc này khi quan hệ giữa Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh càng lúc càng gần thì Hạ Tường lại xảy ra chuyện, khiến Phạm Duệ Hằng không liên tưởng đến cục diện ở tỉnh cũng không được. Phản ứng đầu tiên của Phạm Duệ Hằng là nghi ngờ Thôi Hướng là người đứng phía sau giật dây. Ông ta còn chưa kịp gọi điện thoại cho Diệp Thạch Sinh thì Diệp Thạch Sinh đã gọi điện thoại tới. Duệ Hằng, mau đến tỉnh ủy họp, trong vòng nửa tiếng phải có mặt. Khác với sự tức giận của Phạm Duệ Hằng, Diệp Thạch Sinh sau khi biết tin Hạ Tường bị thương, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là thương xót và đau lòng. Mặc dù không được kể lại tỉ mỉ, nhưng Diệp Thạch Sinh cũng biết được đại khái rằng trong lúc Hạ Tường xử lý sự việc, anh Dũng quên mình cứu người, cuối cùng bị kẻ có dụng tâm kín đáo đâm xe bị thương, hôn mê bất tỉnh. Ông ta cũng có cảm giác thương xót nói không nên lời, cảm thấy Hạ Tường thật liều lĩnh, đường đường là cán bộ cấp phó giám đốc sở, làm sao có thể lấy thân mình ra mạo hiểm. Chức vụ chủ tịch quận là thế nào? Chủ tịch quận là nhân vật ở trên cao, là chỉ huy ở một độ cao nhất định nhìn xuống, không cần phải làm nhân vật anh hùng, dùng vai mình gánh vác mưa gió, dùng thân mình đi cứu người, làm sao Hạ Tưởng lại không hiểu chuyện như vậy mà muốn đứng lên phía trước. Tuy nhiên sau đó khi Diệp Thạch Sinh hiểu rõ tình huống hơn một chút mới thấy vô cùng phẫn nộ, không có lực lượng cảnh sát, không có hệ thống chỉ huy,
toàn bộ quận Hạ Mã chỉ có một mình Hạ Tưởng ở hiện trường để giải quyết tranh chấp, những người khác đều làm việc gì không biết. Dù sao Hạ Tưởng cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, sự việc lại có ảnh hưởng lớn, nghe nói toàn bộ các công trường trong thành phố Yến đều đình công, nhóm công nhân tự phát ra đường đuổi theo hung thủ, được thôi, lực lượng quần chúng cũng được huy động, chẳng lẽ tỉnh ủy không bảo vệ lợi ích của chính cán bộ đảng viên của mình sao? Lúc này Diệp Thạch Sinh quyết định mời họp hội nghị khẩn cấp, thảo luận vấn đề Hạ Tưởng bị tập kích. Trong phòng họp của quận ủy quận Hạ Mã, khung cảnh lộn xộn, Khang Thiếu Diệp, Trần Thiên Vũ, Tạ Nguyên Thanh, Phó Hiểu Bân, Biện Tú Linh và 10 người ủy viên thường vụ toàn bộ đến đông đủ, ngoại trừ Bạch Chiến Mặc đang chạy về từ Bắc Kinh, Hoàng Kiến Quân vẫn đang họp ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng nằm viện thì các ủy viên thường vụ khác đều không thiếu một người, toàn bộ đều đến quận ủy. Vẻ mặt Khang Thiếu Diệp u ám, sự việc phát triển quá xa, vượt quá dự liệu của gã, có thể nói chẳng những không đạt được hiệu quả mong muốn, không phá vỡ được thanh danh của Hạ Tưởng, không đánh gãy được hai chân Hạ Tưởng, ngược lại còn khiến hắn nổi danh, khiến hắn càng có tiếng tăm trong khối công nhân và dân thôn. Tuy rằng va chạm cuối cùng đã khiến hắn hôn mê bất tỉnh phải vào bệnh viện, nhưng căn cứ vào lúc đó nhìn thấy thì cú va chạm chắc chắn không nghiêm trọng, thậm chí có thể nói, sở dĩ Hạ Tưởng hôn mê là vì mệt mỏi quá độ, hơn nữa do nhiễm khí lạnh, sau đó mới bị huýt một cú, nguyên nhân đó không phải là nhân tố chủ yếu. Khang Thiếu Diệp liền cảm thấy sự việc hôm nay trên thực tế là thất bại lớn. Nếu Hạ Tưởng bị gãy hai chân một cách trọn vẹn, tiền đồ về sau bị hủy diệt, cho dù nhất thời có không ít người tức giận nhưng sau khi bình tĩnh lại nhận ra là Hạ Tưởng đã không còn con đường làm quan nữa, thì cũng sẽ không còn bao nhiêu người nói giúp hắn, không có bao nhiêu người khiến hắn ngẩng đầu. Hiện tại thì khác, Hạ Tưởng trở thành anh hùng, nói không chừng còn có thể gặp họa hóa phúc, Khang Thiếu Diệp có một cảm giác thất bại và mất mát thật sâu. Đồng thời gã cũng lo lắng nếu chẳng may Vương Đại Pháo bị tóm được, liên lụy đến gã thì phải làm thế nào cho phải đây. Tuy nhiên nghĩ đến Phó Tiên Phong cùng với thế lực của Phó gia, gã liền thả lỏng tâm trạng một chút. Trùng hợp làm sao hôm nay di động của Trần Thiên Vũ lại hết pin, máy tự động tắt lúc nào không biết. Sau đó về nhà nạp điện, vừa mới khởi động lại máy liền nghe được tin Hạ Tưởng bị thương, y khiếp sợ một lúc lâu không có phản ứng, đứng ngây người tại chỗ vài phút. Sau khi tỉnh táo lại, y vội vàng chạy tới quận ủy, hiểu được một chút tình huống lúc đó y mới hối hận không kịp. Liền quảng cái di động vỡ nát, di động hết pin làm hỏng hết chuyện lớn, cái điện thoại Motorola chết tiệt, pin rất nhanh hết. Nếu y sớm đến hiện trường nói không chừng chủ tịch quận Hạ đã không gặp chuyện. Trần Thiên Vũ tự trách mình, lại càng thêm hối hận. Trâm trạng Phó Hiểu Bân và Biện Tú Linh cũng là khiếp sợ và phẫn nộ, tuy rằng hai người không ai dám khẳng định là ai đã ra tay, nhưng bọn họ cũng có chút lo lắng cho Hạ Tưởng. Biện Tú Linh lạnh lùng liếc nhìn Khang Thiếu Diệp. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, ông ở hiện trường không làm được việc gì, chủ tịch quận Hạ bị thương, ông còn mặt mũi ở trong phòng họp này sao? Thực đúng không phải đàn ông. Trong lòng Phó Hiểu Bân thì càng thêm khinh thường Khang Thiếu Diệp, một phó bí thư, lại là người đầu tiên tới hiện trường, kết quả thật nực cười, đánh giấm cũng không làm nổi, còn không biết xấu hổ ưỡn mặt nói gã là người đầu tiên biết được tin tức, mẹ nó, sao người bị xe đâm không phải mày chứ? Thật sự là ông trời không có mắt. Tạ Nguyên Thanh thì giữ thái độ khoanh tay đứng nhìn với việc Hạ Tưởng gặp chuyện, y cũng không biết cách làm của Hạ Tưởng tốt đẹp đến đâu, nếu đổi lại là y, không chừng cũng có thái độ bo bo giữ mình như Khang Thiếu Diệp. Nhưng y cũng có chút khinh thường Khang Thiếu Diệp, tốt xấu gì Khang Thiếu Diệp cũng là phó bí thư, không ngờ ngay cả tình huống ở hiện trường cũng không miêu tả rõ được, đến nỗi nói đi nói lại cũng không nói được ra trọng điểm, đúng là ngu dốt, cũng không biết làm sao gã bon chen lên được vị trí phó bí thư này. Những người còn lại cũng có tâm tư khác nhau, đều không còn lòng dạ nào nghe Khang Thiếu Diệp nói gì, bởi vì tất cả mọi người biết cho dù chờ sau khi Bạch Chiến Mặc trở về thì mọi công việc ở quận Hạ Mã cũng sẽ tạm thời ngừng lại. Ở bên ngoài Bạch Chiến Mặc là bí thư, là nhân vật số một, nhưng trên thực tế quận Hạ Mã là do chủ tịch quận Hạ chủ trì đại cục. Cục diện quận Hạ Mã liền giống như phòng họp trước mắt, vô cùng lộn xộn. Tại Ngô Gia, ở thủ đô. Liên Nhược Hạm đang ôm con trai Tiểu Liên Hạ vui đùa ầm ĩ, hiện giờ Tiểu Liên Hạ chẳng những đã nói sói, mà cũng đã biết đi vững, đang chơi đùa với Liên Nhược Hạm ở trong sân nhà, chơi rất vui. Khác với thời tiết gió thảm mưa sầu ở thành phố Yến, ở thủ đô thời tiết vô cùng nắng ráo, ánh mặt trời chiều rọi vào khuôn mặt Liên Nhược Hạm, khiến cô đẹp như hoa. Vì bị Tiểu Liên Hạ truy đuổi nên trên mặt cô cũng lấm tấm mồ hôi,
tạo thành một khuôn mặt ửng hồng đẹp duyên dáng. Một lát sau chạy mệt, cô ngồi lại trên xích đu trong sân, nghỉ ngơi một chút, nhìn Tiểu Liên Hạ một mình chạy tới chạy lui, cười khanh khách không ngừng, lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Lại nhớ đến Hạ Tưởng, không biết lúc này Oan gia thế nào. 3 ngày rồi không gọi điện thoại, là hắn bận quá quên không gọi hay là cố ý lạnh nhạt với mẹ con cô? Hay là bây giờ đã có đứa con bên cạnh nên quên mất Tiểu Liên Hạ là đứa con đầu tiên của hắn? Thật đúng là không có lương tâm. Liên Nhược Hạm có mắng cũng là mắng yêu. Mặc dù cô có oán giận nhưng cũng biết thực ra Hạ Tưởng không phải đồ bỏ đi, không phải người vô tâm, hắn không gọi điện thoại là có lý do của hắn. Cô cũng không yêu cầu hắn phải gọi điện thoại mỗi ngày, hơn nữa, cô cũng không phải bà nội trợ không có việc gì làm, cô cũng có rất nhiều việc phải xử lý. Bệnh tình của ông nội cô cũng khá đỡ rồi, giờ tâm trạng cũng không tồi, mỗi ngày đều chơi với Tiểu Liên Hạ mất nửa ngày. Tiểu Liên Hạ tuy còn nhỏ nhưng cũng có bản lĩnh phán đoán, nó rất thân với ông nội, ngày nào cũng quấn quýt. Nhưng đối với cha cô thì nó chẳng thèm quan tâm đến, mặc dù trên thực tế cha cô cũng rất thương yêu Tiểu Liên Hạ, có những lúc không kìm nổi muốn thân thiết, đến ôm Tiểu Liên Hạ một cái, nhưng từ đầu đến cuối đều có kết quả là Tiểu Liên Hạ bướng bỉnh trốn sang một bên, còn trừng mắt với ông ta biến ông ta thành dở khóc dở cười, nhưng cũng không có cách nào. Ngô Tài Dương cả cuộc đời không phục ai. Tự cho mình là cao, dám không phục ông cụ, dám răn dạy Liên Nhược Hạm, lại bị đánh bại trước Tiểu Liên Hạ, vừa không dám nói nặng lời một câu còn phải tươi cười. Còn Tiểu Liên Hạ hình như cũng nhận thức là Ngô Tài Dương là người xấu, chưa bao giờ để cho ông ta ôm, cũng không cười với ông ta, người thì nhỏ nhưng tính thì lớn, giống y như tính cách của Liên Nhược Hạm. Mỗi một lần Ngô Tài Dương đến thì đều phải thất vọng mà về. Ông nội cô tuy rằng không nói đến chuyện của Hạ Tưởng, nhưng không có ý tha thứ cho hắn. Liên Nhược Hạm cũng biết với địa vị của ông nội, với tính ưa thể diện của ông, sẽ không có khả năng tha thứ cho Hạ Tưởng, cũng không chấp nhận chuyện cô là người phụ nữ đứng sau lưng Hạ Tưởng. Sự việc đã đến nông nỗi này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cô muốn quay về Mỹ nhưng ông nội không chịu, cả cha cô cũng khuyên cô tạm thời nên ở lại trong nước. Cô chỉ biết Tiểu Liên Hạ đã giống y như một khối nam châm, thu hút cha và ông nội. Hai người ngang ngạnh, một người cứng đầu, một người giữ thể diện, đều không trực tiếp đề cập đến Hạ Tưởng, chẳng lẽ bọn họ làm như không thấy Tiểu Liên Hạ có rất nhiều điểm giống Hạ Tưởng sao? Đàn ông, chết cũng phải giữ thể diện, chẳng lẽ tuyên bố với bên ngoài là cô đã kết hôn rồi ly hôn ở nước ngoài sau đó về nước, dễ nghe hơn rất nhiều so với chuyện cô là người phụ nữ phía sau của Hạ Tưởng sao? Làm người cũng sẽ giống như Hạ Tưởng, muốn kết hôn với Tào Thù Lê vì cô bé Lê Hiền dịu lại trí tuệ. Cô đáng được như vậy vì cô nhu mì, thực ra ngẫm lại có khi làm tình nhân của hắn cũng tốt, cho dù là vợ chồng cũng không hợp, nguyên nhân chính là vì không thể ở cùng nhau, bị phản đối cũng có chỗ ngọt bùi cay đắng của nó, cuộc sống cũng có mùi có vị, như vậy mới muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa nghe nói đàn ông luôn săn sóc dịu dàng với tình nhân, dù sao vợ thì ngày nào cũng gặp, vật ở bên người thì càng không biết quý trọng, con người chính là như vậy, đàn ông lại càng như thế. Càng ở xa càng có lực hấp dẫn, hiện giờ Liên Nhược Hạm thậm chí lại còn có vẻ đẹp mê mẩn, vừa thấy liền có cảm giác muốn dính như keo. Nghĩ đến, cô không tránh khỏi dao động, liền lại nghĩ tới thời gian cùng một chỗ triền miên với Hạ Tưởng, không khỏi ửng hồng đôi gò má. Mẹ à, mặt mẹ đỏ lên kìa, giống như quả táo chín vậy. Tiểu Liên Hạ chạy tới, hôn một cái thật nhanh lên mặt Liên Nhược Hạm, vừa cười vừa chạy đi. Thằng quỷ nhỏ. Khi lớn rồi cũng hư như cha con, khẳng định là sẽ lừa gái đây. Liên Nhược Hạm cười mắng một câu, vừa định dặn dò thằng bé đừng chạy loạn thì di động liền vang lên. Là điện thoại của Vệ Tân. Vừa mới nghe điện thoại, thì đã thấy tiếng hoảng hốt của Vệ Tân. Chị, không hay rồi, Hạ Tưởng anh ấy. Anh ấy làm sao vậy? Liên Nhược Hạm lập tức giật mình, cô biết Vệ Tân theo cô nhiều năm, sẽ không dễ dàng hoảng loạn như vậy. Anh ấy lại bị ủy ban kỷ luật mời đi uống trà sao? Cô còn tưởng rằng Hạ Tưởng lại bị người ta mời đi làm khách. Anh ấy! Vệ Tân cố nén đau buồn trong lòng, khóc không thành tiếng mà cố nhịn đi nói. Anh ấy bị tai nạn xe cộ, được đưa vào bệnh viện số 2 của tỉnh, thương thế không rõ. Liên Nhược Hạm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nếu tay không vịn vào thành ghế khẳng định sẽ ngã ra đất. Người khiến cô bận tâm cả đời. Gửi gắm cả đời, lẽ nào lại? Ông cụ Ngô đang ở trong thư phòng xem báo bỗng nhiên cảm thấy không khí có gì đó không ổn,
vừa ngẩng đầu lên phát hiện Liên Nhược Hạm ôm Tiểu Liên Hạ vội vàng chạy ra bên ngoài, ông ta vội vàng đi ra khỏi thư phòng, ngăn Liên Nhược Hạm ở phòng khách. Đi đâu vậy? Đi thành phố Yến. Liên Nhược Hạm tức giận trả lời, vừa nói xong nước mắt rơi như mưa. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ông cụ cũng hơi hoảng, trong ấn tượng của ông ta, Liên Nhược Hạm vừa tự do phóng khoáng lại vừa ngang ngược, từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc, vừa thấy bộ dạng thương tâm muốn chết của cô, ông ta giật mình. Có chuyện gì mà không thể giải quyết sao? Anh ấy sắp chết, ông có quyền thế, có thể giải quyết được sao? Thực ra Liên Nhược Hạm cũng biết thương thế của Hạ Tưởng cũng không nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên vừa thấy ông nội đã nghĩ ông không đối xử tốt với Hạ Tưởng, nên đơn giản là nói nghiêm trọng lên một chút. Mẹ đừng khóc, cha không chết đâu, Liên Hạ cũng không khóc. Tiểu Liên Hạ khéo léo giơ tay lên lau nước mắt cho Liên Nhược Hạm, cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn không ngăn được, nước mắt vẫn liên tục chảy ra, lan đầy mặt. Thằng bé cũng không lau đi mà sờ khắp mặt Liên Nhược Hạm. Nghe con nói mà nước mắt của Liên Nhược Hạm lại càng nhiều hơn, chảy giống như sông vậy, cô giận dỗi đá bay gối dựa xuống đất, thét lên với ông cụ. Nếu anh ấy có bề gì, cả đời cháu cũng không quay lại đây. Cháu cũng không quay lại. Trong thời khắc quan trọng, Tiểu Liên Hạ mãi mãi đồng tâm với mẹ. Ông cụ nóng nảy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cháu nói rõ ràng với ta nào, đừng có giận dỗi như thế. Ông ta giật mình kinh hãi, tốt xấu gì Hạ Tưởng cũng là chủ tịch của một quận, làm sao bảo chết là chết được. Hơn nữa bây giờ tuổi còn khá trẻ. Cháu không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là bây giờ cháu phải ở bên cạnh anh ấy, ông nội đừng cản cháu, đừng để cháu hận ông cả đời. Ánh mắt Liên Nhược Hạm ánh lên vẻ kiên quyết trước giờ chưa từng thấy. Ông cụ lùi lại phía sau một bước, ngồi xuống sofa thở dài một tiếng. Cháu đừng vội, bây giờ mạo muội quay về đó cũng chưa chắc có tác dụng. Bình tĩnh mà suy xét thì từ trong thâm tâm ông cụ vẫn chưa tha thứ cho Hạ Tưởng, tuy rằng không hy vọng hắn gặp chuyện không may nhưng chưa điều tra rõ chân tướng sự việc. Thì vẫn không muốn Liên Nhược Hạm vội vàng về đó. Mấy người đều ước gì anh ấy sớm chết một chút, có quan tâm gì đến sống chết của anh ấy đâu. Liên Nhược Hạm hét lên một tiếng, vẻ mặt không chịu khuất phục. Oa, Tiểu Liên Hạ khóc lớn tiếng. Con muốn gặp cha, con muốn cha. Tiếng khóc của Tiểu Liên Hạ thật hữu dụng, một chút liền đánh trúng ngay điểm yếu của ông cụ, ông ta bất đắc dĩ đứng lên cười khổ nói. Ông đi tìm hiểu tình hình một chút. Cháu chờ mấy phút đi. Mấy phút sau, ông cụ từ thư phòng đi ra, nói với Liên Nhược Hạm. Không cần đi thành phố Yến, ông phái người đến thành phố Yến đưa hắn đến thủ đô chữa trị, điều kiện chữa trị ở thành phố Yến hơi kém. Liên Nhược Hạm sợ tới mức mặt trắng bệch, đứng không vững, ngã xuống sofa. Hắn, có thực sự nghiêm trọng như vậy không? Tiểu Liên Hạ ở bên cạnh nghẹn ngào nói. Mẹ đừng khóc, mẹ đừng sợ. Mẹ còn có Liên Hạ. Lời nói trẻ con không suy nghĩ của Tiểu Liên Hạ khiến ông cụ cũng đỏ mắt, cả đời ông ta làm quan cao, một đường mà tiến lên, khi đối đầu với địch thủ chưa từng có chút lòng trắc ẩn, có khi lòng lang dạ sói đến mức ông ta cũng phải kinh ngạc không biết có phải trời sinh ông ta là lòng gan dạ sắt hay không. Hiện tại lại bị bộ dạng kiên cường ông cụ non của Tiểu Liên Hạ làm cho cảm động, ông ta lôi Tiểu Liên Hạ trong lòng Liên Nhược Hạm ra mà ôm vào lòng. Cháu ngoan, bảo bối của ông ngoại hiểu cháu nhất. Chắc là không có vấn đề gì đâu, Nhược Hạm, cháu đừng đau lòng, đón hắn đến thủ đô, cháu đến chăm sóc hắn là được. Ông cụ đồng ý cho Liên Nhược Hạm chăm sóc Hạ Tưởng ở thủ đô đúng là nhượng bộ to lớn rồi. Ngô gia có tiếng tăm lớn ở thủ đô, gần như không ai không biết. Liên Nhược Hạm thân là con gái của Ngô gia, mặc dù không nhiều người biết chuyện này nhưng không ít người trong cuộc biết rõ, nếu cô ra mặt đến chăm sóc Hạ Tưởng. Có nghĩa là Ngô gia đã cam chịu một sự thật. Ngầm thừa nhận chuyện Hạ Tưởng là cha đẻ của Tiểu Liên Hạ là sự thật. Nếu ở trong mắt người có tâm thì đây là tin tức khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Liên Nhược Hạm ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hiện tại cô chỉ thấy kiệt sức, cho dù có đến thành phố Yến, khẳng định là cũng có vô số người quay xung quanh hắn, làm sao cô ra mặt chăm sóc được. Đi tới thủ đô thì tốt hơn nhiều, ít nhất được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Không ai quấy rầy cô và hắn ở cùng một chỗ. Lý Liên Kiệt năm nay 32 tuổi, đã làm cảnh sát giao thông được 7 năm. 7 năm qua, y đã từng thấy rất nhiều các loại xe đặc quyền đủ loại màu sắc làm trò hề đấu đá lung tung,
cũng gặp xe quân đội kiêu ngạo không kiêng nể ai, đã sớm từ một chàng trai phản ứng mãnh liệt tứ phía biến thành một kẻ lõi đời bốn bể yên tĩnh. Nguyên tắc của y là, xe có số nhỏ là không được tra hỏi, còn có cả xe sang trọng đắt tiền, biển số đẹp cũng không được tra hỏi, những xe đó mà kiểm tra, nói không chừng còn bị cấp trên giảng đạo. Hôm nay là thứ bảy, 3 giờ chiều, mưa đã nhỏ đi nhiều, xe trên đường cũng nhiều, y đang đóng chốt ở giao lộ giữa đường Bình Hòa và đường Hoa Trung. Đường Bình Hòa là một con đường chủ đạo ở thành phố Yến, đường Hoa Trung cũng vậy, hơn nữa ở chỗ hai con đường chủ đạo giao nhau còn có bệnh viện tốt nhất tỉnh là bệnh viện số 2 của tỉnh, cho nên bất kể thời gian nào áp lực giao thông ở giao lộ này cũng rất lớn, ngày nào cũng mệt mỏi như nhau. Lý Liên Kiệt cũng đã nghĩ muốn thăng chức lên làm phó đội trưởng ở đại đội cảnh sát giao thông, còn hơn so với hiện giờ dãi nắng dầm mưa cực khổ, chưa nói đến việc hàng ngày phải hít khói ô tô, có khi gặp phải lái xe không tốt. Chỉ muốn chửi ầm lên, khiến cả ngày không có tâm trạng tốt. May mắn hôm nay mọi việc hết thảy coi như thuận lợi, y nhút nước bọt, nhớ tới vừa mới tặng quà cho phó cục trưởng. Khi phó cục trưởng nhận quà thì khuôn mặt tươi cười, nhưng khi nhắc đến chuyện thăng chức thì biến thành vẻ mặt nghiêm túc, nói là phải suy xét đánh giá nhiều mặt sau đó mới có thể chọn ra người, khiến y âm thầm mắng phó cục trưởng này đúng là cáo giả, khẳng định là do y đưa quà còn thiếu. Chương 598, Cục diện. Không có cách khác, y đang chuẩn bị đi mượn thêm tiền, cộng với thắp hương cầu khấn, giờ đưa nhiều hơn một chút, giai đoạn trước coi như cho trôi theo nước vậy. Thật sự y không ngờ sắp xảy ra một việc làm thay đổi vận mệnh cả đời của y. Có đôi khi Lý Liên Kiệt cũng than thở, vì sao cùng tên là Lý Liên Kiệt mà người ta chính là ngôi sao quốc tế, còn y chỉ là một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi. Có thể thấy được người ta nói tên gọi quyết định cả vận mệnh đời người là lời nói vô căn cứ. Đang lúc Lý Liên Kiệt nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe được từng đợt còi xe ô tô rung trời vang lên, y sợ tới mức run cả tay, thiếu chút nữa làm rơi cả bộ đàm, không khỏi khiến y tức giận, nhàn rỗi không có việc gì nên loạn phải không, còi loạn lên cái gì, có phải muốn bị phạt hay không đây? Y nhìn theo hướng đường Hoa Trung thì kinh ngạc đến thiếu chút nữa rơi cả cằm, chỉ thấy trên đường Hoa Trung có một đoàn xe đang tiến lại, đi phía trước mở đường là mấy xe taxi, ở giữa là xe cứu thương. Phía sau là hơn 10 chiếc xe tải lớn, trên xe đứng đầy người. Mỗi một chiếc xe cũng phải tới mấy chục người, hơn 10 xe là mấy trăm người. Tiếp đó Lý Liên Kiệt đã nhìn thấy một cảnh tượng mà bình sinh khó quên nhất, thậm chí mười mấy năm sau y vẫn không ngừng nhắc tới với những người mới quen biết về cảnh tượng khiến y cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này phía đường Hoa Trung đang là đèn xanh, đường Bình Hòa là đèn đỏ, khi đoàn xe cổ quái đi vào chỗ giao lộ thì đèn liền chuyển sang đỏ. Còn đường Bình Hòa thì chuyển sang đèn xanh, đứng chờ tại chỗ ở mặt trước tất cả đều là xe taxi, hơn nữa tất cả lái xe taxi đều mở cửa xe, đứng ở trước xe, nhìn về phía đoàn xe trên đường Hoa Trung nghiêm nghị đứng nhìn chăm chú. Những ô tô đằng sau không kiên nhẫn nổi mà nhấn còi thúc giục, có hai gã lái xe taxi quay đầu lại sau xe giải thích vài câu, sau đó một cảnh tượng khiến người ta ngạc nhiên xuất hiện, những chiếc xe phía sau từng cái một mở cửa xe, lái xe xuống xe đứng ở đầu xe. Đều nhìn về đoàn xe ở phía đường Hoa Trung, trên mặt mọi người đều tràn ngập vẻ kính nể và cảm động. Một truyền 10, 10 truyền 100, cái lái xe đằng sau cũng đều xuống xe, đều nhìn chăm chú về phía đoàn xe cổ quái, không còn ai thúc giục nữa, không có một người nào không kiên nhẫn, tất cả mọi người đều tỏ ra kính nể, đều tự giác dừng lại, ưu tiên cho đoàn xe đi qua. Cũng không biết người nào lái xe khởi đầu, nhấn còi để tỏ sự tôn kính, vì thế tất cả các xe cùng nhau nhấn còi. Âm thanh quanh quẩn trong không trung thành phố Yến thật lâu không tiêu tan, khiến tâm linh mỗi người đều kinh ngạc. Lý Liên Kiệt vốn đang muốn ngăn cản lại thì bị làm cho kinh ngạc, y không biết đoàn xe này hộ tống ai. Cũng không rõ có phải nhân vật lớn không, y chỉ biết là người được tất cả mọi người kính trọng ngưỡng mộ thì chắc là người tốt. Y không nói hai lời, bước nhanh như bay ra giữa đường, ra hiệu tất cả xe dừng lại, nhường đường cho đoàn xe. Chiếc xe cứ thế mà phi qua mặt Lý Liên Kiệt. Không dừng lại một khắc, thậm chí không có một người liếc nhìn y, cũng không có ai nhìn y tỏ vẻ cảm ơn, nhưng y không có cảm giác đã bị lạnh nhạt bởi vì y nhìn những người trên xe tải, cho dù là nam hay nữ, trẻ hay già, đều có vẻ mặt bi tráng, phẫn hận, trang nghiêm, y cũng bị không khí nghiêm túc này cuốn hút, hướng về phía đoàn xe chào một cách kính cẩn nhất, tiêu chuẩn nhất mà y đã từng chào trong mấy năm gần đây. Lý Liên Kiệt cũng không biết, quyết định vừa rồi của y đã được lãnh đạo thượng cấp khen ngợi. Nhanh chóng thăng cấp cho y lên làm đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông,
tăng tiền lương lên 3 cấp. Chỉ một cử chỉ chào không ngờ lại thay đổi vận mệnh cả đời y, thế sự chính là khó đoán trước như vậy đó. Đương nhiên, sau đó y mới biết được người được đoàn xe hộ tống chính là Hạ Tưởng. Đoàn xe chậm rãi đến bệnh viện số 2 của tỉnh, thiếu chút nữa khiến viện trưởng ôm đầu bỏ chạy vì tưởng người bệnh đến tụ tập gây rối phá phách cướp bóc. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, điện thoại liền vang lên, khi nhận điện thoại ông ta mới biết là Hạ Tưởng bị thương. Bởi vì lần trước ở huyện An, sau khi Hạ Tưởng bị thương cũng là vào bệnh viện số 2 của tỉnh, lúc đó ông ta đã nhớ kỹ tên của Hạ Tưởng, không ngờ hơn 2 năm sau, Hạ Tưởng được thăng quan nhưng tính tình cũng không thay đổi, lại một lần nữa bị thương thay người khác. Thật là một cán bộ hiếm thấy, viện trưởng cũng vô cùng bùi ngùi, bây giờ vẫn còn một cán bộ thực lòng vì dân mà lại là đường đường một chủ tịch quận sao. Nếu ông ta không tận mắt nhìn thấy trận thế trước mắt, nói thế nào ông ta cũng sẽ không tin là Hạ Tưởng vì cứu người mới bị thương. Không phải ông ta chưa gặp rất nhiều cán bộ vì các loại nguyên nhân mà bị thương, đều dõng dạc nói nguồn gốc bị thương là do làm việc công. Buồn cười nhất là có một gã cán bộ khi đang chơi đánh bạc thì bị bệnh tim phát tác, sau khi nằm viện còn nói với giới truyền thông là vì giữ vững ở tuyến đầu công tác do mệt quá nên bị bệnh, thiếu chút nữa khiến ông ta cười đến rụng răng. Hạ Tưởng thật sự là một chàng trai trẻ khiến cho người ta cảm động. Viện trưởng vội vã chạy xuống tầng, đang sắp xếp để chuẩn bị đưa vào phòng bệnh quan trọng thì bỗng nhiên nghe được trong không trung truyền đến tiếng động ầm ầm, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc máy bay vừa từ trên không đáp xuống bãi đỗ xe của bệnh viện. Máy bay trực thăng vừa tiếp đất, liền có một đám quân nhân vẻ mặt nghiêm túc cùng bác sĩ nhảy xuống, mấy người không nói một lời, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, tách mọi người ra nâng Hạ Tưởng lên muốn đưa lên máy bay trực thăng. Hùng Hải Dương mặc kệ, công nhân cùng đến cũng mặc kệ, lão Lỗ và tất cả dân thôn cũng mặc kệ, hơn 100 người vây quanh mấy người chặt như nêm cối. Người quân nhân dẫn đầu giận dữ nói. Theo lệnh của thủ trưởng, đưa đồng chí Hạ Tưởng đến Bắc Kinh chữa trị, các người dám ngăn cản chúng tôi sao? Một câu nói khơi dậy lửa giận trong lòng mọi người, Hạ Tưởng là người khả kính nhất trong cảm nhận của bọn họ, hiện tại không ai có thể động đến một ngón tay của Hạ Tưởng. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn người quân nhân, còn không ít công nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào. May là có một bác sĩ định thần lại vội nói. Mọi người đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng là suy nghĩ cho đồng chí Hạ Tưởng, điều kiện chữa trị ở Bắc Kinh tốt hơn rất nhiều. Bây giờ mọi người cản trở chúng tôi đưa anh ta lên máy bay, chẳng khác nào kéo dài thời gian làm tình trạng anh ta thêm nặng. Còn chưa dứt lời, đám người lập tức tản ra, tạo thành một đường lớn. Mấy người quân nhân liếc nhìn nhau, nhìn được trong mắt đối phương sự kính trọng. Một cán bộ có thể khiến dân chúng kính yêu như thế, hắn tuyệt đối là đáng để tất cả các quân nhân kính trọng. Mấy người liền giống như nâng báu vật vậy, thật cẩn thận đưa Hạ Tưởng lên máy bay, một lát sau, trực thăng bay lên, thẳng hướng Bắc bay đi. Tất cả các công nhân và thôn dân ở bãi đỗ xe của bệnh viện đều ngẩng đầu lên nhìn trực thăng chậm rãi biến mất trên không trung, nhưng không có một người bước đi, mà ngóng nhìn thật lâu. Trong lòng đều cầu chúc cho người cán bộ họ cảm nhận là một chàng trai tốt sớm ngày bình phục. Cổ Ngọc ngồi trên máy bay trực thăng nhìn bộ dạng Hạ Tưởng nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh lại không kìm được khóc như mưa. Sao anh ngốc như vậy? Có biết anh tàn nhẫn vô tình lắm không? Anh dọa người ta sợ đến chết mất. Bác sĩ trên máy bay trực thăng đang khẩn trương kiểm tra thân thể Hạ Tưởng. Sau một lát kiểm tra, mấy người bác sĩ kinh ngạc, nói nhỏ với nhau rồi mới nói với Cổ Ngọc. Tình huống này thật kỳ lạ. Cổ Ngọc nghĩ Hạ Tưởng không xong rồi, lớn tiếng khóc òa lên. Không được, không được, các ông phải chữa khỏi cho hắn, nếu không tôi sẽ bảo ông nội cắt chức của các ông. Cổ Ngọc vừa khóc ầm lên, mấy bác sĩ nhìn nhau, sau đó cười. Tình trạng của Hạ Tưởng không có gì nghiêm trọng, chúng tôi kiểm tra rồi, ngoài vết thương bên ngoài thì cậu ta không sao cả, thân thể cơ bản coi như khỏe mạnh, chỉ không biết vì sao lại hôn mê bất tỉnh. Cổ Ngọc mới bình tâm lại, cúi người xuống nhìn Hạ Tưởng, cô đang khóc, xoay người, nước mắt liền chảy xuống mặt Hạ Tưởng, đọng lại trên mặt, trong đó còn có mấy giọt rơi đúng vào mí mắt Hạ Tưởng, mí mắt liền động. Cổ Ngọc đang xúc động nên không phát hiện Hạ Tưởng có động tĩnh, cô liền giơ tay động vào tai Hạ Tưởng vẫn không nhúc nhích. Cô liền sờ mặt Hạ Tưởng, hắn vẫn không có phản ứng, cô lại nước mắt như mưa. Bác sĩ, anh ấy không làm sao mà tại sao vẫn không tỉnh lại? Nước mắt Cổ Ngọc thật nhiều, khóc còn để hơn 10 giọt nước mắt lạc trên mặt Hạ Tưởng, rốt cục Hạ Tưởng cũng có động tĩnh, hừ, một tiếng rồi mở to mắt uể oải nói. Trời lại mưa sao?
vừa nói thì có mấy giọt nước mắt chảy tới miệng hắn, hắn còn nhấm nháp một chút rồi nói. Sao lại là mưa mặn nhỉ? Cổ Ngọc nín khóc phì cười. Anh nuốt nước mắt của em đương nhiên là mặn rồi. Cô giơ tay lên đẩy Hạ Tưởng một cái. Anh thật đáng ghét, rõ ràng không việc gì còn giả bộ ngủ, làm em sợ muốn chết. Cổ Ngọc đẩy, cơ thể Hạ Tưởng vừa động đậy, từ sau lưng truyền đến một cơn đau nhức buốt, không khỏi rên lên một tiếng, làm Cổ Ngọc sợ tới mức bịt miệng kêu. A, à, làm anh đau hả? Bác sĩ ở bên cạnh nói. Phía sau lưng là chỗ bị đâm phải, bị tổn thương một chút, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Sao không nói sớm? Cổ Ngọc bất mãn lườm mấy bác sĩ. Mấy bác sĩ cười gượng, không nói gì. Cổ Ngọc trước tiên quan sát Hạ Tưởng một lát sau đó mới nói. May quá, không ảnh hưởng đến tướng mạo, chỉ bị bỏng tai, cũng sẽ không để lại dấu đâu, không ảnh hưởng đến vẻ mặt anh tuấn của anh đâu, cũng không ảnh hưởng đến phong cách tự nhiên của anh trước các cô gái sau này đâu. Thực ra Hạ Tưởng bị thương cũng không nặng, chủ yếu là do hoảng sợ, phẫn nộ, đầu tiên là bị nhiễm lạnh trên nóc nhà, lại bị lửa đốt rồi ngâm nước, ngảy xuống sông Hạ Mã, cuối cùng bị ô tô đâm vào nên mới dẫn đến loạn trong giặc ngoài, hôn mê bất tỉnh, thực ra cũng là một loại phản ứng tự bảo vệ của thân thể. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng đau rát phía sau lưng, hơn nữa đầu óc choáng váng, không dậy nổi. Hạ Tưởng nghe được những tiếng động ầm ầm hỗn độn. Cảm giác như đang ở bên trong một loại phương tiện giao thông nào đó, liền hỏi một câu. Anh đang ở đâu vậy? Ở trên trời. Cổ Ngọc tức giận nói. Trên trời, chết rồi sao? Hạ Tưởng hơi không tỉnh táo. Không đúng, anh chết rồi, vậy làm sao cô ở đây được, chẳng lẽ cô giúp anh nên chết cùng sao? Đúng vậy, là anh chết còn em tự tử. Cổ Ngọc không nghĩ nhiều, há miệng nói ngay, sau khi nói xong mới cảm thấy hơi quá đà. Vội vàng giải thích nói. Anh đừng nghĩ nhiều, em không có ý gì với anh đâu. Hạ Tưởng hiện đang thế nào mà còn có tâm trạng so đo xem Cổ Ngọc có nói sai hay không, càng không có hơi sức mà đoán tâm tư, hắn định thần lại thì chỉ biết nhất định là đang ở trên máy bay trực thăng rồi, cười một cách miễn cưỡng. Đây là lần đầu tiên đi máy bay trực thăng, không ngờ nhờ phúc của em, phải cảm ơn em cho đúng mới được. Cổ Ngọc cười, nước mắt lại rơi xuống. Sau này anh có thể quý trọng bản thân một chút hơn được không? Cho dù bạn bè không cần anh phải để tâm thì cũng phải suy nghĩ đến người nhà của anh chứ. Hạ Tưởng không muốn nói chuyện, mở miệng là sau lưng lại đau như có lửa thiêu, nhưng lời nói của Cổ Ngọc lại làm hắn suy tư. Cô bé Lê biết chuyện xảy ra với anh không? Không cần đoán hắn cũng biết, khẳng định là lão Cổ sử dụng lực lượng quân đội, đưa hắn đến Bắc Kinh chữa trị, có Cổ Ngọc cùng đi. Liền chứng tỏ sự tình đã truyền ra rộng rãi, cũng không biết hiện tại cô bé Lê thế nào. Chắc là cô bé Lê còn chưa biết. Cổ Ngọc không báo cho Tào Thù Lê, cô biết được tin là do Nghiêm Tiểu thì nói, Nghiêm Tiểu thì có báo cho Tào Thù Lê hay không thì không biết. Điện thoại di động của anh bị ngâm trong nước nên hỏng rồi, cô bé Lê không gọi được cho anh, khẳng định sẽ sốt ruột. Thường thì cô bé Lê rất ít khi chủ động gọi cho Hạ Tưởng, sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích. Em giúp anh gọi điện thoại cho cô bé Lê, nói anh có việc gấp phải tới Bắc Kinh một chuyến, bảo cô ấy không phải lo, anh sẽ gọi điện cho cô ấy thường xuyên. Đàn ông trời sinh là hay lừa dối phải không? Cổ Ngọc lấy điện thoại ra, chất vấn một câu, mắt hiện lên ánh nhìn tinh quái. Nói dối với ý tốt, là để cuộc sống tốt đẹp hơn. Hạ Tưởng không muốn nói chuyện, khoát tay, nhắm hai mắt lại. Cổ Ngọc lại thu di động lại. Chút nữa hạ cánh em còn muốn hỏi anh, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Mau nói cho em biết, em bảo ông nội chút giận thay anh. Hạ Tưởng lại mệt mỏi cố gắng nằm sấp lại, nhưng cuối cùng không được, đành ngủ một cách nặng nề. Cổ Ngọc cũng là lo lắng và quan tâm Hạ Tưởng, hiện tại Hạ Tưởng đã không có vấn đề gì, tinh thần cũng thả lỏng, cũng buồn ngủ không cưỡng được. Cố gắng chống đỡ một lát nhưng cũng không đỡ nổi. Đầu gục xuống nằm úp mặt lên người Hạ Tưởng đang ngủ. Cô không hề để ý là khi Hạ Tưởng ngủ thì hai tay để trước ngực, cô nằm úp xuống, bộ ngực đầy đặn liền đặt ngay trên hai tay Hạ Tưởng. Dù sao cả hai người đều không phát hiện, đều ngủ say sưa, không coi ai ra gì. Những người khác trên máy bay càng giả bộ không thấy, bận rộn chuyện nọ chuyện kia, không dám lắm miệng. Ngô gia tại Bắc Kinh. Trong phòng khách, ông cụ Ngô đang thong thả bước qua bước lại. Vẻ mặt lo lắng.
mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, không muốn thúc giục cấp dưới, sợ mất mặt, nhưng lại nghĩ Liên Nhược Hạm đang thương tâm quá mức, nhân vật từng nắm quyền làm mưa làm gió, nay cũng cảm nhận được cảm giác bất an. Rốt cục điện thoại cũng vang lên, ông ta nghe điện thoại, mới nghe vài câu, vẻ mặt đã trở nên thoải mái mà gác máy, nói với Liên Nhược Hạm vẫn đang chờ ở bên cạnh. Hắn đã được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện tổng chính rồi. Hừ, mặt mũi không nhỏ, lão cổ đã sử dụng máy bay trực thăng của quân đội hộ tống đến, khí thế lớn thật. Liên Nhược Hạm trả lời lại một cách mỉa mai. Ông không thích anh ấy thôi, người thích anh ấy nhiều lắm. Ông tin hay không cháu chỉ cần gọi một cú điện thoại, Khâu Tự Phong cũng có thể trực tiếp điều động máy bay trực thăng đưa anh ấy đến Bắc Kinh, còn có Mai Thái Bình, đều sẽ cấp tốc toàn lực mà giúp anh ấy. Làm sao như vậy được? Hắn chỉ là một tên tiểu bối vô danh, đừng nghĩ có thể bước vào hệ thống Ngô gia. Ông cụ vẫn là không tiếp nhận chuyện giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, vẫn cho rằng hắn là một mối nhục lớn. Hừ, ông đừng tưởng rằng anh ấy thèm muốn thế lực của Ngô gia sao. Anh ấy có được ngày hôm nay tất cả là nhờ vào sự cố gắng của bản thân anh ấy. Danh tiếng của anh ấy năm đó tại huyện An, ông không tận mắt nhìn thấy, căn bản là không biết được. Liên Nhược Hạm vẫn rất bất mãn với chuyện ông nội có thành kiến với Hạ Tưởng, hết lòng phản bác lại thay cho Hạ Tưởng. Năm đó cháu có nói với anh ấy, nếu anh ấy cưới cháu, liền có thể vào hệ thống Ngô gia, có thể một bước lên mây, nhưng anh ấy không, vẫn cưới cô bé Lê, cháu rất tán thưởng khí khái nam nhi của anh ấy, một lời nói một gói vàng. Cho nên mới một mực theo anh ấy, hơn nữa cả đời này sẽ không hối hận. Con cũng không hối hận, mẹ à. Tiểu Liên Hạ tuy không hiểu mẹ và ông ngoại đang nói chuyện gì, nhưng tâm tư nó luôn đứng về phía mẹ nó mà nói chuyện, luôn luôn giữ vững sự nhất trí cao độ với mẹ. Cháu! Ông cụ tức giận đến hai mắt trợn lên, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu, thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Tiểu Liên Hạ một cái, ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Hắn đã bị lão cổ đưa đi trước rồi, cháu đi thăm hắn không tiện, tránh để bị lão cổ nhìn thấy rồi lại cười chê. Cháu cứ đi, chẳng ai quản được. Liên Nhược Hạ một bước cũng không nhường. Ông cụ tức giận đến mức ngồi xuống sofa, lấy tay chỉ vào Liên Nhược Hạm nói không ra lời. Vừa lúc này thư ký của ông cụ liền bước vào thông báo. Thủ trưởng, Phu Phồn Nhiên đến đây. Cho anh ta vào đi. Ông cụ phất tay, ông ta cả đời làm mưa làm gió, đến già lại không làm gì được một cô cháu gái, khiến trong lòng ông ta vừa tức lại vừa không có cách nào khác. Sau khi Phu Phồn Nhiên họp xong hội nghị khẩn cấp tại thành phố Yến, cảm thấy cần phải gặp mặt ông cụ báo cáo cụ thể lại tình hình, liền vội vàng chạy tới Bắc Kinh. Cũng hay là khoảng cách giữa thành phố Yến và Bắc Kinh không xa, hai tiếng là đến nơi. Trong lòng Vu Phồn Nhiên cảm giác có thứ gì đó tắc nghẽn lại, có một cảm giác khó chịu không vui. Sau khi anh ta nghe Ngô Cảng Đắc khóc lóc kể lể sự việc đã trải qua, liền đập bàn, yêu cầu mạnh mẽ phải nghiêm trị hung thủ, giá nào cũng không tiếc, phải đem hung thủ ra quy án bằng được. Lúc ấy Hồ Tăng Chu cũng tức giận không kìm được, thậm chí còn mắng ra những lời thô tục. Phó Tiên Phong cũng biểu lộ thái độ, tỏ vẻ phải sử dụng tất cả các lực lượng, không ngại ngàn dặm truy đuổi, cũng muốn lấy lại công lý cho đồng chí Hạ Tưởng. Nhưng có một điều kiện trước nhất là việc này không nên làm công khai ra bên ngoài, nếu không sẽ dẫn đến những đồn đoán không tốt. Trần Phong vẫn xanh mặt, không nói được một lời, gần như sắp bùng nổ, nhưng ông ta là bí thư thành ủy, là nhân vật số một, phải thể hiện một thái độ giữ vững đại cục. Mặc dù ông ta cũng biết đề nghị của Phó Tiên Phong mang dụng tâm kín đáo, nhưng chuyện Hạ Tưởng bị thương quả thật là cần áp chế xuống, là quy tắc bình thường trong chính trị, cũng không thể công khai ra bên ngoài, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong cuộc họp hội ý, có bốn người thì ba người nghi ngờ có bóng dáng của Phó Tiên Phong ở bên trong chuyện, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, gã lại là Phó Bí Thư Thành ủy, chẳng ai có thể chỉ trích thẳng mặt, đành phải kìm nén lửa giận, bắt tay vào làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Thứ nhất, lập tức ra lệnh phát động toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố, bố trí kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các xe qua lại ở tất cả các giao lộ, không để cho một chiếc xe khả nghi nào chạy mất. Đồng thời, trước tiên thẩm vấn mấy tên đã bị bắt, từ miệng bọn chúng tra ra tin tức có ích. Thứ hai, phải truy cứu trách nhiệm với các nhân viên cảnh sát không làm hết sức mình ngày hôm nay, nếu đặc biệt nghiêm trọng có thể bị mất chức. Thứ ba, xử lý thích đáng công việc giải quyết hậu quả, chữa trị cho đồng chí Hạ Tưởng. Thứ tư, đồng chí Ngô Cảng Đắc ra mặt trấn an dân thôn Tiểu Đấu, trấn an công nhân,
đồng thời hứa hẹn với tập đoàn Kim Thụ rằng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khẳng định sẽ ghi nhớ sự cống hiến của tập đoàn Kim Thụ cho kinh tế thành phố. Chương 599, tiến triển. Sau khi hội nghị kết thúc, Hồ Tăng Chu chủ động đề nghị. Tôi đề nghị để đồng chí Lý Đinh Sơn tham gia công tác thẩm vấn. Tôi đề nghị đồng chí Trần Ngọc Long cũng tham gia công tác thẩm vấn. Phó Tiên Phong cũng nói. Trần Ngọc Long là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Anh ta tham gia thẩm vấn là danh ngôn chính thuật, trong phạm vi chức trách, Trần Phong cũng chỉ gật đầu. Hồ Tăng Chu liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cách đầy phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người rời khỏi, cũng không nói ra bất mãn trong lòng. Phu Phồn Nhiên vừa tan họp thì lái xe thẳng đến Bắc Kinh, trong lòng anh ta rất lấy làm khó chịu, cũng hơi hốt hoảng. Lúc vừa nhìn thấy Ngô Cảng Đắc khóc lóc kể lể, anh ta còn có hơi chút khinh thường Ngô Cảng Đắc hơn 40 tuổi. Lại lăn lộn trong quan trường bao nhiêu năm, có chuyện gì mà chưa từng thấy chứ? Vậy mà ngay trước mặt bao nhiêu lãnh đạo như vậy lại khóc không thành tiếng, còn ra thể thống gì? Nhưng nghe Ngô Cảng Đắc kể ra câu chuyện, nói đến chuyện Hạ Tưởng lên nóc nhà khuyên ngăn Lão Lỗ, nhất là lúc sau khi toàn thân Lão Lỗ bị cháy, phía sau còn có người đánh lén, mà Hạ Tưởng không biết là chủ động hay bất đắc dĩ nhưng vẫn quyết định cứu người như cũ, anh ta thấy kinh ngạc trong lòng. Lần đầu tiên cảm thấy Hạ Tưởng còn phức tạp hơn xa so với những gì anh ta tưởng tượng, làm cho người ta khó mà suy xét được. Phu Phồn Nhiên đến thành phố Yến làm phó thị trưởng thường trực, gánh vác trên người hai trách nhiệm. Thứ nhất là vì kế lớn của Ngô gia, đứng vững gót chân tại thành phố Yến. Thứ hai là đảm nhận giao phó của Ngô Tài Giang, làm cầu nối giữa Ngô gia và Hạ Tưởng, dần dần qua miêu tả của anh ta, hy vọng có thể thay đổi thành kiến của ông cụ đối với Hạ Tưởng. Ít nhất không còn chèn ép hắn nữa thì tốt. Đương nhiên, Phu Phồn Nhiên cũng suy xét cho tiền đồ của bản thân, cũng muốn có nhiều đất dụng võ tại thành phố Yến. Cục diện ở thành phố Yến, ông cụ đã sớm thay anh ta sắp xếp rất tốt rồi, sau khi anh ta nhảy dù xuống đây, chỉ cần duy trì thái độ trung lập là có thể tự bảo vệ mình, và có thể chu toàn cho đủ thời gian để phát triển thế lực của chính anh ta. Tuy nhiên sau khi phân tích một hồi, Phu Phồn Nhiên cảm thấy duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Hạ Tưởng thì càng có thể chiếm được điểm tựa có lợi nhất. Bởi vì quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong không bình thường, quan hệ với Hồ Tăng Chu là hợp tác hữu hạn, với Phó Tiên Phong thì không hợp tác, nếu như anh ta quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng, nói về tiến, có thể liên kết với Trần Phong, nói về lui, có thể dắt tay Hồ Tăng Chu, như vậy đảm bảo một thế bất bại. Hơn nữa quan hệ giữa Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn và Cao Hải là chi giao tâm đầu ý hợp. Nếu Hạ Tưởng ủng hộ, anh ta thậm chí có thể tự lập đỉnh núi ở thành phố Yến, do anh ta cầm đầu, Lý Đinh Sơn và Cao Hải là đồng minh, là có thể hình thành một lực lượng không thể bỏ qua. Bởi vậy, cho dù là suy xét từ góc độ nào, Phu Phồn Nhiên đều hết sức cấp bách muốn lôi kéo tâm tư Hạ Tưởng. Nhưng cho tới bây giờ, Hạ Tưởng vẫn không thể hiện lời đáp lại tích cực nào đối với sự lôi kéo của anh ta, khiến anh ta lại cảm thấy trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng càng cao hơn. Đồng thời cũng cảm thán vì Hạ Tưởng nhớ ân tình cũ. Không ngờ, tuyệt đối không ngờ, Hạ Tưởng lại là một nam nhân đầy nhiệt huyết, là người đàn ông quan tâm đến lợi ích quốc gia, khiến trong lòng anh ta nổi lên xúc cảm đã lâu không có được, làm tâm trạng anh ta trở nên nặng nề, lại vô cùng cảm động. Nhất là khi anh ta nghe được Hạ Tưởng bị xe đâm ngã xuống đất, mấy trăm người tự động quây xung quanh hắn, che mưa chắn gió cho hắn, khi đó mắt Phu Phồn Nhiên đột nhiên lại ươn ướt. Còn muốn tìm ra kẻ đứng phía sau đã lặp đi lặp lại mấy lần muốn đẩy Hạ Tưởng vào chỗ chết. Trong lồng ngực anh ta lửa giận hừng hực thiêu đốt, nếu không phải mấy người Trần Phong hiện đang ở đây, thì anh ta đã mắng to súc sinh, một lũ khốn khiếp. Ai khi trẻ cùng từng lông bông, Phu Phồn Nhiên không phải xuất thân từ tầng lớp thái tử đảng, nhưng cũng coi như là hoàn cảnh gia đình tốt, năm đó cũng từng rất kiêu ngạo, ngông cuồng, nếu lúc ấy anh ta có ở hiện trường, tức giận điên cuồng. Không chừng sẽ làm ra chuyện gì khác người nữa. Cảm nhận trong lòng Phu Phồn Nhiên về Hạ Tưởng là một người tuổi còn trẻ, đầy hứa hẹn sẽ trở thành sao sáng trong chốn quan trường, trong nháy mắt đã trở thành một nam nhi có tình có nghĩa vì nước vì dân. Sau khi anh ta nói với Trần Phong một tiếng, không gọi lái xe mà tự mình lái xe chạy tới Bắc Kinh, lo rằng nếu anh ta không tự mình báo cáo trực tiếp với ông cụ thì anh ta sẽ bị tắc nghẹn đến bệnh mất. Trên đường đi anh ta lái xe nhanh đến mức chính anh ta cũng không tin nổi tốc độ của mình, đã lâu rồi tình cảm mãnh liệt và kích động mới trở lại trong cơ thể anh ta nhiều đến như vậy, anh ta điên cuồng lái xe, chỉ mất không đến 2 tiếng đồng hồ đã tới được Bắc Kinh. Lần đầu tiên Phu Phồn Nhiên thất lễ trước mặt ông cụ,
anh ta thở hồng hộc chỉ nói một câu. Chào thủ trưởng. Sau đó liền nói ra tích chuyện của Hạ Tưởng một cách nhanh nhất. Lúc đầu tiên ông cụ nghe chuyện với thái độ nghe tạm, chậm rãi, rồi vẻ mặt của ông ta nghiêm túc dần lên theo câu chuyện của Vu Phồn Nhiên, theo tình thế phát triển, dần dần lông mày ông ta nhíu lại, ánh mắt cũng từ bình thản biến thành nghiêm nghị, cuối cùng nghe đến đoạn mấy trăm người che mưa che gió cho Hạ Tưởng, công nhân toàn bộ thành phố vùng lên đi chóc nã hung thủ, thì rốt cục sắc mặt ông cụ đã biến đổi. Những năm tháng đã trôi qua, thằng nhỏ này cũng có chút lòng hăng hái như ta ngày nào. Ông cụ đột nhiên vỗ vào tay vịn ghế sofa. Đàn ông đến chết lòng vẫn như sắt, xem thử tay nghề, hơn 10 năm nay, không xảy ra sự kiện nào khiến lòng ta kích động như vậy, đối với ta mà nói, cuộc đời không biết còn được 10 năm tiếp theo nữa hay không. Đi, cháu gái, chúng ta cùng đi thăm thằng nhóc kia. Liên Nhược Hạm ở bên cạnh nghe được hết những chuyện đã xảy ra với Hạ Tưởng, đã sớm khóc không thành tiếng, Tiểu Liên Hạ cũng, oa oa, mà khóc cùng mẹ, tuy rằng rốt cục không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng miệng không ngừng hô. Con muốn cha, con muốn cha. Vu Phồn Nhiên cũng chua xót mà nước mắt chảy xuống. Tôi cũng muốn đến bệnh viện thăm hỏi Hạ Tưởng, anh ta là một cán bộ tốt đối với nhân dân thành phố Yến. Vu Phồn Nhiên không chịu bỏ qua cơ hội xích gần lại với Hạ Tưởng, thật cẩn thận nói một câu. Đi thôi, cùng đi. Ông cụ thở dài một tiếng, hôm nay thật khó nói được một câu. Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tổng chính, sau khi Hạ Tưởng được kiểm tra toàn thân, bác sĩ đã kết luận, lưng bị tổn thương, thể lực cạn kiệt, cần nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, ngoài ra không có vấn đề gì lớn cả. Bác sĩ đi rồi, lão cổ vỗ vỗ vào vai Hạ Tưởng cười nói. Thằng nhóc này, năm đó khi ta ở Tây Tạng, vì cứu một người anh em bị trượt chân xuống núi mà gãy mất ba cái xương sườn. Sau đó khi đi sửa đường sắt lại bị gãy chân, các chiến hữu làm cùng ta cũng như vậy, không ai không bị thương. Giờ là thời hòa bình rồi. Việc nhỏ một cán bộ cứu người lại thành chuyện lớn sao? Cán bộ là thế nào? Là người đứng đầu quân, là người anh dũng đi tiên phong, là người vọt lên tuyến đầu, chỉ cần thấy tình huống nguy hiểm, có sự cố trọng đại, cán bộ chính là người đầu tiên đến hiện trường. Nếu có nguy hiểm thì phải hy sinh, cán bộ chính là người đầu tiên lên núi đao, xuống biển lửa. Cổ Ngọc bĩu môi. Ông nội, thôi đừng nói chuyện ngày xưa nữa đi, bây giờ là năm nào rồi? Ông nói xem. Bây giờ quan chức, có mấy người giống như Hạ Tưởng, xả thân cứu người trong thời điểm mấu chốt. Sắc mặt lão cổ trở nên u ám. Đúng là cán bộ hiện giờ bị thiếu mất một tinh thần, là điểm khiến người ta đau lòng, vậy mới thấy tinh thần của tiểu hạ thật đáng quý. Đây cũng là điểm mà ta tán dương cậu ấy nhất, những gì cậu ấy đã làm khiến cái nhìn của ta càng thêm kiên định, ta đã không nhìn lầm cậu ấy. Hạ Tưởng liền cười. Hiện tại tôi đang là người bệnh. Có thể không bàn luận chuyện đại sự không, trước tiên nói một chút chuyện nhỏ đang vô cùng cấp bách được không? Việc nhỏ nào? Cổ Ngọc tò mò hỏi, thấy khí sắc Hạ Tưởng cũng không tệ lắm, liền cười. Anh đúng là khỏe mạnh thật, đánh thế mà vẫn chưa bị làm sao, vậy mà làm em lo lắng một hồi. Anh muốn đi nhà vệ sinh, em bảo y tá qua đỡ anh với, anh không đứng dậy nổi rồi. Tuy lưng Hạ Tưởng bị va chạm không mạnh lắm. Nhưng cơ thể đã bị tổn thương thật là khó chịu, mới dùng chút lực đã đau như kim châm. Mặt Cổ Ngọc đỏ lên, bỗng nhiên nhớ tới lúc đó khi tỉnh dậy ở trên máy bay trực thăng, ngực bị hai tay của hắn ghì vào đến sinh đau, liền trừng mắt oán hận nhìn hai tay hắn, trong lòng oán hận mà nghĩ, tay nam giới khỏe thật đấy. Lại nghĩ tới ngực Hạ Tưởng cũng khá rắn chắc, liền liên tưởng, cả thân mình đàn ông cái gì cũng cứng rắn. Cổ Ngọc đi ra ngoài tìm y tá. Chỉ lát sau đã trở lại, đỏ mặt nói. Y tá không có ở đây, em đỡ anh ra nhà vệ sinh là được rồi. Lão cổ thấy vậy liền ho khan một tiếng. Ta xuống nhà hút điếu thuốc đây. Hạ Tưởng buồn bực, phòng chăm sóc đặc biệt làm sao lại không có y tá được, ít nhất cũng phải có hai y tá trở lên để gọi lúc nào cũng được chứ, làm sao lại không có ở đây được. Chắc chắn là Cổ Ngọc nói dối, nghĩ lại thấy cô mặt đỏ tai hồng liền hiểu ra chuyện gì đó. Khi lão cổ vừa ra khỏi phòng liền hỏi. Bệnh viện tổng chính tốt thật đấy, phòng chăm sóc đặc biệt đúng là tốt, y tá người nào cũng xinh đẹp cả. Cổ Ngọc bị lừa, lập tức bất bình tức giận nói. Đúng vậy, bệnh viện là nơi cứu người, y tá là để chăm sóc người bệnh, đâu phải người mẫu. Vì sao phải tìm mấy cô gái cao gầy, dáng đẹp làm y tá?
không sợ bệnh nhân nam nhìn thấy mà có ý nghĩ xấu sao? Thật là, tốt lắm, em không muốn các cô ấy đỡ anh thì tự giúp anh cũng được. Hạ Tưởng chỉ biết là Cổ Ngọc ghét bỏ vị y tá xinh đẹp, không muốn một cô y tá xinh đẹp như người mẫu dìu hắn đến nhà vệ sinh, cho nên thà rằng tự mình làm. Cổ Ngọc không nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, vội giơ tay, nâng Hạ Tưởng dậy, nói. Không biết có phải anh làm bộ hay không, để em xem rõ ràng là anh chẳng làm sao cả. Chân Hạ Tưởng vừa đặt xuống đất, tác động đến vết thương sau lưng, đau đến cắn răng, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, thân thể đổ nhào, ngã vào ngực Cổ Ngọc, trong lúc cuống lên, tay phải giơ lên, liền để ngay trên ngực Cổ Ngọc. Cổ Ngọc vội vàng dùng sức ở vai đẩy Hạ Tưởng dậy, muốn lấy tay đẩy bàn tay không an phận của Hạ Tưởng ra, rồi lại không nỡ, đành đỏ mặt oán trách nói. Trên máy bay trực thăng sờ soạng như vậy còn chưa đủ sao? Không được sờ soạng nữa. Lưng Hạ Tưởng đau đớn, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ nhiều, nói một cách khó hiểu. Đừng nói xấu người tốt, em sờ soạng gì em? Vừa lúc thấy tay phải mình đang để trên ngực người ta, cảm giác mềm mại co giãn, liền vội vàng cười ngượng ngùng. À, đặt nhầm chỗ rồi. Cổ Ngọc liếc trắng mắt, mặt đỏ tía tai. Đỡ hắn đến nhà vệ sinh rồi giận dỗi ném hắn xuống, xoay người bước đi. Làm việc tốt phải làm cho trọn, anh không cởi được quần. Hạ Tưởng quả thật không nói dối, vừa rồi hắn vừa nói vừa cười trước mặt lão Cổ nhưng thực ra toàn thân không có chút sức lực, lại thấy Cổ Ngọc thật sự thẹn thùng liền nói. Thôi đi, hay là em đi gọi y tá đến đi, trong mắt các cô ấy không phân biệt nam nữ, chỉ coi là người bệnh. Không cần, để êm y. Trong nháy mắt. Cổ Ngọc cố lấy dũng khí, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, hai tay đặt bên hông hắn, sau đó nhắm mắt lại, giúp Hạ Tưởng kéo quần xuống, sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác. Còn muốn giúp gì nữa không? Nói mau, em đều có thể đối phó được. Hạ Tưởng thấy bộ dạng của cô mà buồn cười không kìm nổi, nhưng cũng không dám cười, cười là lưng lại đau, liền nói. Giúp anh mở nắp bồn cầu, anh không cúi lưng được. Cổ Ngọc nhắm mắt. Sờ soạng một lúc cũng không tìm thấy, đành phải mở to mắt, không ngờ vừa mở mắt đã thấy ngay cậu nhỏ của Hạ Tưởng, sợ tới mức kinh động nhảy dựng lên hét. Lưu manh cái gì, xin em, hiện tại anh chỉ dùng nó để đi tiểu, không phải dùng để đùa bỡn làm trò lưu manh được không? Nếu có muốn đùa giỡn làm trò lưu manh cũng không phải với bộ dạng uể oải thế này. Hạ Tưởng nói thành thật với Cổ Ngọc. Cổ Ngọc không để ý đến Hạ Tưởng, mặt đỏ hồng như uống rượu. Cô lại nhắm hai mắt lại, cuối cùng cũng sờ đúng chỗ, sau đó nhấc nắp bồn cầu lên. Không ngờ khi thu tay lại, không cẩn thận đụng phải chỗ đó của Hạ Tưởng, Cổ Ngọc còn tưởng đụng vào ngón tay của Hạ Tưởng, còn dùng bàn tay nắm lại, tò mò hỏi. Tay anh vẫn có thể với tới bồn cầu, anh cố ý lừa em phải không? Sau đó bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó, kêu lên, á, một tiếng, phi ra khỏi phòng vệ sinh. Hạ Tưởng bị Cổ Ngọc làm cho một phen không khỏi cười gượng gạo, nghĩ thầm cô sờ lộn xộn quá, thật là sờ cái gì thì sờ, hậu quả là bây giờ thì tốt rồi, cả đi tiểu cũng không đi nổi nữa, thật sự là khó chịu. Cuối cùng sau khi Hạ Tưởng xử lý xong, khuyên can mãi mới khiến Cổ Ngọc giúp hắn kéo quần lên, lại dìu hắn về giường. Từ đầu đến cuối Cổ Ngọc không nói một câu, mắt cũng không dám nhìn Hạ Tưởng, mặt vẫn ửng hồng, không giống bình thường, thẹn thùng mặt đỏ bừng. Khiến Cổ Ngọc lại thêm phần xinh đẹp. Hạ Tưởng không cảm kích mà còn oán giận Cổ Ngọc nói. Anh đã bảo gọi y tá đi, em lại không gọi, muốn gây sức ép với anh mà. Cổ Ngọc bĩu môi. Em không cho anh thỏa mãn. Em chỉ biết anh muốn để cô y tá xinh đẹp sờ tới sờ lui, thừa cơ lợi dụng, có em ở đây, anh đừng có mơ tưởng. Hạ Tưởng thấy bộ dạng Cổ Ngọc, cười bất đắc dĩ. Ít khi có được thời gian thảnh thơi sau khi bị thương thế này. Ưu điểm lớn nhất của Hạ Tưởng chính là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, sự việc đã xảy ra, tức giận vung chân vung tay cũng chẳng làm được gì, không bằng để đầu óc thoải mái mà nghỉ dưỡng bệnh, sau khi vết thương lành, hắn sẽ dứt khoát dùng mọi thủ đoạn đòi lại công lý. Hiện giờ chỉ cần an tâm dưỡng bệnh và yên lặng xem tình hình phát triển thế nào là được rồi. Chỉ một lát sau, lão Cổ đã trở lại, khi ông ta đi thì đi một mình, đến khi trở về lại đem theo ba người Liên Nhược Hạm, Tiểu Liên Hạ và Vu Phồn Nhiên. Liên Nhược Hạm vừa vào cửa đã thấy vẻ mặt tiều tụy và mệt mỏi của Hạ Tưởng, đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, tóc khô vàng, tuy sắc mặt không đến nỗi nào nhưng giống Hạ Tưởng hăng hái mà cô yêu thương sao.
Cô vốn không chú ý tới Cổ Ngọc đang đỏ mặt và không khí khác thường trong phòng bệnh, mà thả Tiểu Liên hạ ngay bên cạnh Hạ Tưởng, nói. Được, tốt rồi, anh làm anh hùng, phải đi cứu người, nếu đã dám vì thiên hạ trước, có từng nghĩ tới hay không là nếu chẳng may có chuyện gì không hay xảy ra với anh bảo em phải làm sao bây giờ? Còn anh phải làm sao bây giờ? Lão Cổ đưa mắt nhìn, Phù Phồn Nhiên liền nhìn Hạ Tưởng khẽ gật đầu, đi ra ngoài trước. Cổ Ngọc liếc nhìn Liên Nhược Hạm, tâm tư phức tạp, có chút gì đó không muốn, rồi lại bất đắc dĩ đành phải ra ngoài với vẻ lưu luyến không muốn rời. Lão Cổ nhìn ra được tâm tư của Cổ Ngọc mà âm thầm thở dài một hơi. Tiểu Liên Hạ thì không hề có tâm trạng lo được lo mất như Liên Nhược Hạm, nó ngồi ở bên giường Hạ Tưởng, đầu tiên nhìn thẳng vào hắn một lúc, sau đó mỉm cười. Chú đúng là cha sao, sao lại thay đổi hình dạng rồi? Sau đó nó như bừng tỉnh ra lại nói. Con biết rồi, nhất định là cha muốn chơi trốn tìm với con nên mới thay đổi hình dạng, có phải hay không? Hạ Tưởng không để ý cơn đau ở lưng, giơ tay ôm Liên Hạ vào lòng. Con yêu, cha nhớ con muốn chết, nói xem con có nhớ cha không? Có nhớ, ngày nào cũng nhớ. Tiểu Liên Hạ nói giọng trẻ con. Tuy nhiên mẹ hình như không nhớ cha, mẹ khóc nhè suốt, không ngoan như Liên Hạ. Trong khi nói Tiểu Liên Hạ còn liếc trộm Liên Nhược Hạ một cái, dáng vẻ như là đắc thắng, hiển nhiên là muốn mật báo với Hạ Tưởng để có cớ lôi kéo làm quen. Liên Nhược Hạm liền mỉm cười. Thằng nhỏ không lương tâm, ngày nào mẹ cũng bế con, 10 ngày nửa tháng không thấy cha một lần, vừa thấy đã hôn cha, không cần mẹ phải không? Vì liên quan đến Tiểu Liên Hạ nên cơn giận của Liên Nhược Hạm sau một lát đã tan thành mây khói, hỏi chuyện này chuyện kia thân thiết, lời nói có vẻ bất mãn vì lão Cổ đã dành trước việc đưa Hạ Tưởng đến bệnh viện tổng chính. Sau đó lại chuyển đề tài, Liên Nhược Hạm hỏi. Có phải là Phó Tiên Phong âm thầm hạ độc thủ hay không? Có phải là do Phó Tiên Phong làm hay không thì còn đang nghi ngờ, tạm thời chưa có chứng cứ rõ ràng, Hạ Tưởng lo nghĩ, nói. Chỉ có thể nói gã rất đáng nghi, bởi vì gã hiểu lầm anh và Phó Tiên Tiên có quan hệ mờ ám. Đương nhiên gã còn nghi ngờ anh âm thầm mật báo cho Khâu Gia và Mai Gia, từ đó gây trở ngại cho kế hoạch nhảy dù Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh của Phó Gia. Hai chuyện kết hợp với nhau. Tự nhiên thành ra gã hận anh thấu xương. Liên Nhược Hạm ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc, ngây người trong chốc lát, bỗng nhiên cười ha hả. Phó Tiên Tiên, anh thật đúng là có bản lĩnh, ngay Phó Tiên Tiên cũng dụ dỗ được vào tay, chẳng trách Phó Tiên Phong giận dữ. Anh nói thật xem, giữa anh và Phó Tiên Tiên rốt cuộc có quan hệ gì mờ ám không? Cha cũng yêu em sao? Con cũng thích em gái lắm. Tiểu Liên Hạ luôn thích nói chen vào. Nó nghĩ từ, mờ ám, chính là đang nói về em gái nó. Rốt cuộc Hạ Tưởng không kìm nổi cười, động tác lại ảnh hưởng đến vết thương ở lưng, đau đến rên lên một tiếng, Liên Nhược Hạm trở nên lúng túng, mới nhận ra rằng tuy Hạ Tưởng cười và nói chuyện với họ nhưng dù sao cũng là người bệnh. Để em xem, lưng bị thành ra như thế nào rồi. Liên Nhược Hạm nhìn kỹ khuôn mặt Hạ Tưởng, phát hiện trông hắn gầy yếu tiều tụy, tóc mất một mảng, tai cũng bị bỏng. Lại thấy hai tay cũng hồng hồng, vết bỏng chưa hết. Tuy rằng không có gì nghiêm trọng, nhưng Hạ Tưởng dù sao cũng là người đàn ông mà cô yêu nhất, làm sao cô có thể chịu được để hắn bị oan khuất, không khỏi nước mắt lại tuôn rơi. Liên Nhược Hạm vừa khóc, Tiểu Liên Hạ cũng khóc. Mẹ đừng khóc. Liên Nhược Hạm vừa khóc vừa cười. Tiểu oan gia. Cô liền đỡ Hạ Tưởng đứng lên, muốn xem vết thương phía sau lưng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không muốn để cô xem. Lấy cớ là đau nên từ chối, nhưng thật ra là vì không muốn cô lo lắng. Nếu là Tào Thù Lê thì sẽ khăng khăng được, nhưng Liên Nhược Hạm thì không giống như vậy, không xem được thì cô không chịu. Hạ Tưởng đành bất đắc dĩ để cô tùy ý, hắn cũng thông cảm với tình yêu sâu đậm của người phụ nữ. Hạ Tưởng ngồi trên giường, trang phục của bệnh nhân thì rộng thùng thình, Liên Nhược Hạm dễ dàng xốc áo lên thấy được một mảng màu hồng ghê người ở lưng hắn, có chỗ từ hồng đã chuyển sang tím. Tím chuyển sang đen ở giữa lưng. Nếu lực đâm mạnh hơn một chút thì cũng có thể gây chấn thương nội tạng rồi. Chương 600, một sáng một tối. Xem rồi nước mắt cô lại trực muốn ào ra. Trong lòng lo lắng đến đau thắt. Hắn là người đàn ông mà cô yêu nhất, là người cô dựa vào cả đời, là nơi hạnh phúc cả đời của cô, là ý nghĩa cuộc sống của cô và con. Không ngờ bị người ta ám hại, thiếu chút nữa có thể bị chết, làm sao cô có thể nuốt nổi cục tức này. Trong nháy mắt Liên Nhược Hạm có một quyết định trọng đại. Liên Nhược Hạm không biết là ở bên ngoài phòng bệnh,
ông cụ nhìn vào từ cửa sổ thăm bệnh cũng thấy được mảng da đen tái sau lưng Hạ Tường. Vốn vẻ mặt đang bình tĩnh cũng hơi tức giận, mặt liền trở nên u ám. Hạ Tường khiến ông ta giận, khiến ông ta có cảm giác trên mặt không có ánh sáng, dù sao hắn cũng là người đàn ông của Liên Nhược Hạm, cũng là cha đẻ của Tiểu Liên Hạ, có thể giáo huấn hắn thì chỉ có thể là Ngô gia, người khác muốn động tới hắn cũng phải nhìn xem Ngô gia có bằng lòng hay không đã. Ông ta cầm cây gậy trống trong tay nặng nề đập xuống, quay đầu lại nói với cảnh vệ và lái xe một cách uy nghiêm. Về nhà. Vu Phồn Nhiên nhìn mặt đoán lòng, biết ông cụ tức giận, trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Hạ Tưởng xem như gặp họa hóa phúc, ông cụ tức giận là bởi vì hắn bị thương, nói như vậy cũng có nghĩa là cánh cửa ông cụ vẫn đóng chặt đối với Hạ Tưởng rốt cục đã mở ra một khe hở để một người có thể qua lọt. Về chuyện ông cụ sẽ áp dụng ứng sách gì thì Vu Phồn Nhiên không dám đoán, anh ta chỉ biết rằng chỉ cần ông cụ ra tay, nhất định sẽ có người gặp xui xẻo. Ông cụ đi, Liên Nhược Hạm cũng không biết, điều cô quan tâm chính là làm thế nào để vận dụng lực lượng trong tay đối phó với Phó Tiên Phong. Vệ Tân, em lập một kế hoạch, không cần biết phải trả giá như thế nào, trong thời gian ngắn nhất phải làm cho thời trang hàng hiệu đóng cửa, cho dù liều mạng cũng không thành vấn đề. Chị chỉ cần kết quả, không quan tâm đến quá trình và thủ đoạn. Liên Nhược Hạm biết rất rõ là thời trang hàng hiệu là vụ đầu tư đầu tiên của Phó Tiên Phong tại thành phố Yến, thành công của nó có liên quan đến thể diện, nếu thời trang hàng hiệu đóng cửa, đồng nghĩa với trực tiếp đánh cho Phó Tiên Phong một bạt tai. Chị, em đã có biện pháp đối phó, có 3 bước thực hiện cụ thể, trước tiên dồn thời trang hàng hiệu đến góc tường, đoạt lấy quản lý tầng giữa của bọn họ về tay. Sau đó quảng cáo lớn, để danh tiếng vượt qua bọn họ. Cuối cùng là cuộc chiến giá cả. Ba bước là hạ gục, thời trang hàng hiệu nhất định thất bại thảm hại. Khi Vệ Tân biết Hạ Tưởng gặp chuyện không may, liền nghẹn một cơn tức giận. Thế nào cũng phải đánh cho thời trang hàng hiệu một trận tơi bời tan tác, nếu không cô ăn không ngon, ngủ không yên. Hạ Tưởng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô, nhưng càng đau càng không thể dễ dàng tha thứ cho người khác dám xuống tay với Hạ Tưởng. Cô cũng biết sứ mệnh của quốc tế Yến Xuân chính là hoàn toàn đánh bại thời trang hàng hiệu. Tuy rằng hiện giờ giai đoạn trước còn chưa chuẩn bị tốt lắm, nhưng Hạ Tưởng đột nhiên gặp chuyện không may, trong lòng cô căm hận khó nén nổi, liền quyết định bắt tay vào thực hiện kế hoạch hủy diệt thời trang hàng hiệu. Liên Nhược Hạm nghe xong kế hoạch của Vệ Tân thì khen ngợi không ngừng. Vệ Tân, em đúng là rất chững chạc, kế hoạch rất chu đáo, chặt chẽ, tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, chị ủng hộ em.